Hắc Huyền lão đạo cầm lấy bản đồ rồi nhìn thoáng qua địa hình địa thế bốn phía thì mới nhận ra đây là đâu. Nơi đây chính là biên quan phía bắc của đại hạ, bọn họ không thể tưởng tượng nổi mình lại lạc đến tận nơi này. Chúng ta hẳn là lại gặp phải không gian thay đổi, Bạch Huyền lão đạo vừa nói vừa ho ra một ngụm máu. Lời này thật không thể phản bác. Những vết thương trên người bọn họ đều rất nhỏ và dày đặc, hiển nhiên là do vết cắt không gian tạo ra, nếu như bọn họ đoán không sai thì ngày Cơ Ngân chạy tới biên quan Đông Nam trước đó cũng là do gặp phải không gian thay đổi. Giải thích như thế thì mọi chuyện dường như đều sáng tỏ. Trở lại là tốt rồi. Lão Phu tuyệt đối không muốn tới sa mạc quỷ dị kia lần thứ hai. Suýt nữa thì mất mạng già. Mấy lão già ngươi một câu ta một câu hùng hùng hổ hổ nói với nhau. Không gian thay đổi là chuyện hy hữu thế mà bọn họ lại đụng phải tận hai lần, còn giữ lại được cái mạng già cũng đã là điều may mắn. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì lại nghe thấy ở đằng xa truyền đến tiếng nổ vang. Sau đó còn có tiếng mắng lớn vang lên, có giỏi thì đợi ta giải xong phong ấn. Mấy lão già nghe thấy vậy thì nhướng mày, nghe giọng nói này thì chắc chắn là của Cơ Ngân, hình như hắn đang bị truy sát. Bọn họ nghe không sai, đó đúng là giọng của Triệu Bân. Bọn họ cũng đoán không sai, Triệu Bân đúng là đang bị người khác truy sát. Hắn đang rất chật vật chạy trốn. Phong ấn của môn chủ La Sinh môn thật sự rất đáng sợ, nó đã khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đan hải cùng võ hồn của hắn đều bị phong ấn bởi những loại bí văn biến hóa kỳ lạ. Có thể nói phong ấn này đã khóa chặt hắn từ trong ra ngoài. Lượng tiên lực cùng chân nguyên mà hắn có thể sử dụng được còn không tới một phần, hắn lúc này giống như một người đã bị trói gô lại, hắn phải phá hủy hết tất cả các bí văn thì mới có thể giải được phong ấn này. Đáng tiếc đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phá được bí văn, chỉ có thể dựa vào thuật triệu hoán ngược mượn lực không gian dần dần nới lỏng phong ấn. Thế nhưng kẻ đang truy sát hắn chẳng những không cho hắn có cơ hội dừng lại để thở mà còn liên tục tung chiêu đánh giết cả hắn lẫn phân thân của hắn. Hắn vẫn còn những phân thân khác nhưng đều đang ở khoảng cách rất xa. Nước xa không cứu được lửa gần, sợ là phân thân chưa kịp chạy tới thì thân xác của hắn đã biến thành tro tàn. Tình hình trước mắt thì hắn chỉ có thể bỏ chạy thục mạng, chưa thể giải phong ấn thì không thể nào đánh lại tà ma nữ soái, đó là còn chưa nói đến việc bây giờ ngay cả khí lực của hắn cũng đã bị dính cấm chế. Thật là quái đản, tại sao hắn đi tới đâu cũng gặp phải tai họa. Hắn vừa mới thoát khỏi môn chủ La Sinh môn thì tà ma nữ soái đã đến ngay lập tức, hơn nữa vị này còn không nhiều lời vô nghĩa mà đã muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ở một phương diện nào đó mà nói thì tà ma nữ soái càng đáng sợ hơn môn chủ La Sinh môn. Ít ra thì hắn vẫn còn có thể nói chuyện với môn chủ La Sinh môn, còn vị này thì thật sự không thể nói chuyện nổi. Đêm nay có thiên lôi không? Triệu Bân liên tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu như hắn có thể mượn được thiên uy thì hắn cũng có thể phá được phong ấn này. Đáng tiếc chẳng hề có dấu hiệu thiên lôi sẽ xuất hiện. Tuy nhiên hắn vẫn giữ vững hy vọng cho dù không có dấu hiệu giông bão. Trận chiến ở biên quan phía bắc trước đây là một ví dụ điển hình, theo hắn thấy thì trời xanh vẫn rất quan tâm đến hắn, trong thời khắc mấu chốt đều không ít lần giáng thiên lôi xuống giúp hắn giải vây, nói không chừng trước mắt vẫn còn có thiên lôi đang chờ hắn. Tà ma nữ soái đã đuổi tới nơi, một cước đạp nát một đỉnh núi. Triệu Bân bị chấn trở mình, hộc máu giàn giụa, va vào một vách đá. Trong lúc đất đá văng tung tóe thì lại có một tòa tháp màu đen từ trên trời giáng xuống, đó chính là bí pháp của tà ma nữ soái. Triệu Bân vừa mới bỏ dậy thì đã bị tòa tháp bao phủ, bí văn bên trong tòa tháp chẳng chịt hóa thành những sợi xích sắt khóa chặt tay chân hắn. Sao không chạy nữa đi? Tà ma nữ soái âm trầm cười nói, trong lời nói ẩn chứa ma lực khiến tinh thần của đối phương hỗn loạn. Triệu Bân kịch liệt giãy giụa nhưng hắn chỉ có thể sử dụng được một phần chân nguyên cùng tiên lực cho nên không thể nào phá nổi những sợi xích sắt này. Ma chảo lạnh lẽo của tà ma nữ soái lại một lần nữa tiến tới. Trên gương mặt của cô ta lại một lần nữa nở ra nụ cười khát máu. Đúng như Triệu công tử nói, vị này thật sự không thể nào nói chuyện được. Trong tình huống này đại pháp lừa người của hắn rõ ràng không có tác dụng. Ông! Đúng lúc này lại có hơn 10 luồng kiếm quang từ xa chém tới. Mấy người Hắc Huyền lão đạo cùng Bạch Huyền lão đạo đã bắt đầu công phạt từ xa. Tà ma nữ soái bị bất ngờ không kịp đề phòng liền bị chém trở mình. Triệu Bân thấy vậy thì bất giác ngoái đầu nhìn lại.
Lọt vào trong tầm mắt của hắn là mấy lão già, trùng hợp là hắn cũng nhận ra. Đó đều là nhân tài của Phủ Linh Lung, đặc biệt là Hắc Huyền lão đạo cùng Bạch Huyền lão đạo, hai lão già trước đó còn muốn kết nghĩa huynh đệ với Tiểu Kỳ Lân. Nhưng mấy lão già này đã mất tích rất lâu, Thiên Tông đã phái người đi tìm rất lâu nhưng vẫn bặt vô âm tín, không ngờ hôm nay hắn lại có thể gặp được ở đây. Hay lắm! Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, hắn đã được cứu rồi. Có người đến tiếp viện thì hắn cũng có thời gian để thở. Thật đúng là ngươi! Gió lốc nổi lên, mấy lão già đồng loạt điều tới. Vừa nhìn thấy là ma nữ soái thì tất cả mọi người đều sừng sờ, đây chính là Sở Lam mà tại sao lúc này lại cho nghiệt như một đại ma đầu. Cô ta cùng Cơ Ngân đang có chuyện gì mà lại đánh nhau lớn như vậy? Nữ soái đã bị là ma khống chế, tâm Triệu Bân vội vàng nói thời gian eo hẹp, chỉ có thể nói điểm chính đã nhìn ra rồi. Hắc Huyền cùng Bạch Huyền vừa nói xong thì đã đứng chắn trước mặt Triệu Bân. Mấy lão tiền bối khác cũng không nhàn rỗi, bọn họ phá hủy tòa tháp đen giải cứu Triệu Bân thì mới phát hiện bên trong cơ thể của hắn vẫn còn có cấm chế, hơn nữa lại còn là cấm chế của cường giả thiên võ, rất khó phá vỡ và mất nhiều thời gian. Cũng không phải là không thể dùng sức phá cấm chế. Nhưng nếu làm như vậy thì chắc chắn căn cơ của Cơ Ngân sẽ bị tổn thương. Tà ma này quá mạnh. Đám đông nhìn chằm chằm vào nữ soái tà ma mà hai mắt nheo thành đường thẳng. Sở Lam là người như thế nào, nếu lý trí không đủ kiên định thì đâu thể trở thành thống soái của Xích Diễm, người như vậy mà lại bị tà ma khống chế. Từ đó cũng đủ thấy, tà ma trong cơ thể cô ta mạnh mẽ tới mức nào. Là do họ rời đi quá lâu, giữa chừng còn xảy ra chuyện gì nữa. Đùng, đùng. Khi họ nhìn qua, nữ soái tà ma đã bước tới, bước đi phiêu diêu nhưng thân hình rất kỳ dị, mỗi khi cô ta đi một bước, sau lưng sẽ có tàn ảnh. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung lên bần bật. Đây là do uy lực áp chế mà nên. Rõ ràng cô ta mới đạt đỉnh chuẩn thiên, nhưng lại có uy lực như cao thủ thiên võ. Các tiền lão bối lại nhíu mày. Uy áp đáng sợ của thiên võ không phải tới từ Sở Lam mà tới từ tà ma trong cơ thể Sở Lam, cũng có nghĩa, chủ nhân của tà ma này lúc sinh thời chí ít cũng là một cao thủ thiên võ, cũng có khả năng đã vượt trên thiên võ. Thiên đường có lối mà ngươi không đi. Địa ngục không cửa mà ngươi tự đến. Nữ soái tà ma mấp máy môi, lời nói nhẹ hắng tịch liêu, mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Cô ta vừa dứt lời, sát khí cuồn cuộn trào ra, từng luồng đều là sức mạnh thần bí tiềm tàng, uy lực của nó nghiến qua khiến trời đất rung chuyển. Trong làn khói ma mị đen ngòm, dường như còn có cả lệ quỷ gào khóc. Các lão bối run rẩy trong lòng. Tà ma rất mạnh, mạnh đến khó tin. Tạm thời cứ trụ vững đã. Triệu Bân bỏ lại một câu rồi quay người chạy đi. Hắn không chạy trốn, mà là phải phá được cấm chế trong cơ thể rồi mới có tư cách đối đầu cùng nữ soái tà ma. Soạt! Thấy hắn chạy trốn, nữ soái tà ma cất bước đuổi theo. Hợp lực hạ gục. Làm bậy như vậy được. Không chỉ bắt được cô ta, còn phải đưa cô ta về đế đô để điều trị. Dù gì cũng là nữ soái của quân Xích Diễm, không thể nào trở thành công cụ giết người được. Cút! Nữ soái tà ma quát, phung trưởng hất bay Hắc Huyền. Bạch Huyền còn thê thảm hơn, chúng phải một kiếm của cô ta, suýt chút nữa chết ngay tại chỗ. Phong! Mấy lão bối lần lượt chia ra bốn hướng, đồng loạt bấm tay niệm chú. Trong thoáng chốc, trời đất rung lên ầm ầm, bốn cột sáng chọc thẳng lên trời, hình thành nên một chiếc lồng nhốt nữ soái tà ma vào bên trong. Chưa hết, cùng lúc đó, ba lão già khác giơ cao hai tay lên trời, hợp lực dùng bí pháp. Một trận pháp phong ấn hư ảo đùng một tiếng đè lên trên chiếc lồng. Phong ấn ở cấp bậc này đã mạnh lắm rồi. Tiếc rằng vẫn chưa thể đủ, nữ soái tà ma chẳng buồn liếc mắt đã vung trưởng đánh vỡ nó. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu. Nữ soái tà ma khủng khiếp không gì tả nổi, chẳng cần bí pháp gì, cứ vung ra hết trưởng này tới trưởng khác như phẩy ruồi. Hắc Huyền và Bạch Huyền giống như mấy con ruồi, không ai đỡ nổi một trưởng của cô ta. Người mạnh như Hắc Huyền Bạch Huyền còn hộc máu thì các cường giả với căn cơ yếu hơn bị đánh cho máu thịt tung bay, ba mươi mấy người bị đánh văng lên trời. Nghĩ cũng phải thôi. Họ vốn gặp biến động từ không gian, ai cũng bị thương nặng. Không thể dùng được sức chiến đấu ở trạng thái đỉnh cao nhất, rơi vào thế hạ phong cũng là điều bình thường. Ngăn lại. Hắc Huyền thét ầm lên, đồng thời dùng đến thọ nguyên của mình. Các lão bối cũng bất chấp, ai nấy động tới cấm pháp. Bọn ta đông người, không tin không đánh nổi ngươi,
dù sao cũng không thể để nữ soái tà ma qua bên đó. Để cô ta đi thì cơ ngân chết chắc, mấy lão già liều mạng nên sức chiến đấu cũng không thể xem thường, mặc dù vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng đã giam chân được nữ soái. Đùng, binh, khu rừng im ắng chưa được vài giây lại nổi lên động tĩnh lớn. Nhìn từ bên ngoài vào, đỉnh núi liên tục đổ sụp, cây cổ thụ cũng đổ rạp từng mảng, máu me liên tiếp phun ra, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Gặp phải lúc nữ soái tà ma ra tay thì chắc chắn sẽ có người hộc máu. May mà người của nhóm Hắc Huyền vẫn đủ số lượng. Họ liên thủ tấn công, không thể chết người trong một chốc một lát. Trụ vững. Từ phía sau, Triệu Bân gắng gượng biến ra phân thân. Các phân thân cũng đang hóa thêm phân thân, từng người chạy ra phía xa để khắc họa trận pháp triệu hồi ngược hướng, thêm vài lần truyền tống, thêm vài lần hứng chịu nứt vỡ của không gian, chắc chắn có thể phá được phong cấm của môn chủ La Sinh Môn. Xoạt, xoạt. Trong rừng cây, Triệu Bân liên tục biến ra phân thân. Không lâu sau đó, các phân thân tạo ra một trận pháp triệu hồi ngược hướng, họ chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã truyền tống. Tới ra chui ra lần nữa, toàn thân hắn bê bết máu. Nhưng phong cấm của môn chủ La Sinh Môn đã phá được một góc. Làm lần nữa, hắn không chần chừ, tiếp tục triệu hồi. Cảnh tượng sau đó rất thê thảm, mỗi lần truyền tống luôn có máu bắn ra. Dù thảm hại như thế nhưng mỗi khi gặp phải vết nứt không gian, cấm chế sẽ bị hư hao một phần, sức lực có thể dùng đến cũng nhiều hơn một phần. Thời gian lâu dần, hắn cũng không trụ nổi. Trường sinh quyết dù rất bá đạo nhưng còn tùy vào vết thương. Vết nứt không gian mang theo uy lực từ không gian, theo lời của Nguyệt Thần thì sức mạnh không gian ở phàm giới đã dính dáng tới điều cấm kỵ, vết thương kiểu này rất khó lành. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiên lực trong cơ thể cuộn trào. Phong cấm đã được hóa giải 8 phần, hắn có thể tự phá ra từ bên trong. Tiểu tử, cô ta đang tới chỗ ngươi đấy. Tiếng gào của Hắc Huyền từ phương xa vọng tới. Khỏi cần ông ta nói, Triệu Bân cũng phát giác ra được, một luồng sát khí đang trào ra từ phía sâu trong khu rừng, những nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối bị ăn mòn đến khô héo, tảng đá cứng rắn cũng bị nghiền thành tro. Nơi khuất sâu bị sát khí che phủ, có thể thấy một bóng mờ rất yêu kiều. Tất nhiên đó là nữ soái tà ma, người còn chưa bước ra đã ngửi thấy vẻ khát máu. Cô ta thực sự rất mạnh, hơn 30 cao thủ chuẩn thiên, quá nửa đã đạt đỉnh chuẩn thiên mà bị cô ta đánh cho tàn phế. Phá cho ta! Triệu Bân quát thầm, cưỡng ép phá phong cấm. Sau đó, hắn quay đầu chạy trốn. Vì dính quá nhiều vết nứt không gian nên hắn cũng chỉ còn nửa cái mạng, không tiện đối đầu cùng nữ soái tà ma. Hắn cần được nghỉ xả hơi. Cho dù chỉ là nghỉ xả hơi trong lúc chạy trốn. Quỳnh, nữ soái tà ma tóm lấy một luồng sáng, chém về phía hắn cách một khoảng không. Triệu Bân không nhìn, dùng hồn ngự kiếm, gắng gượng ngăn được. Nếu không phải vì hắn có võ hồn và hồn lực tinh túy, kiếm Long Uyên sẽ bị đánh bay ngay lập tức. Cho dù là thế, thể phách của hắn cũng gặp chấn động không nhẹ. Hai người một trước một sau trốn ra khỏi khu rừng. Sau đó là những tiếng nể hỗn tạp. Là Ngân Hắc Huyền gắng sức đứng dậy, nhưng vì bị thương quả nặng, vừa bước ra đã cắm đầu ngã xuống. Các lão bồi khác cùng không khá hơn là bao, muốn trợ giúp nhưng lực bất tòng tâm chỉ có thể nằm kẹp trên nền đất, họ ra máu. Sốt, sốt. Hai người Triệu Bân nhanh như cắt, lướt qua bầu trời và mặt đất. Suốt dọc đường luôn có tiếng nổ đi kèm, Triệu Bân liều mạng chạy trốn, nữ soái tà ma điên cuồng đuổi theo. Có trời mới biết họ đã trốn ra bao xa. Vừa đi vừa đánh, đa phần là nữ soái tà ma vừa đi vừa đuổi vừa tấn công. Triệu công tử chân tay nhanh nhẹn, trốn nhanh hơn cả thỏ. Nhìn thể phách của hắn, dù vết thương khá nhiều, nhưng đang chậm rãi hồi phục. Đêm hôm đó có vẻ dài. Dài như thế nào cơ? Tính theo thời gian bình thường, chỉ ít nó đã kéo dài 3 ngày. Đêm đen của 3 ngày lần đầu tiên xuất hiện ở lãnh thổ của đại hạ. Người trong thiên hạ rất kinh ngạc. Nhìn khí thế này thì màn đêm đen đặc sẽ có kéo dài rất lâu, chưa biết chừng là 10 ngày nửa tháng. Không biết đến lúc nào, tiếng nổ mới chấm dứt. Triệu Bân trốn vào một khe núi, hay nói cách khác là bị chặn ở khe núi này. Ngươi còn trốn được đi đâu hả? Nữ soái tà ma mỉm cười, vừa khát máu vừa ghê rợn. Đi cùng với cô ta còn có một đống sát khí đen đặc, chặn ngay trước khe núi, không ngừng cuộn trào, cắn nuốt trời đất. Sắc trời tuy u ám, chỉ ít cũng có vài đốm sáng của trăng sao, nhưng sát khí dâng trào thì đen ngòm đen kịt,
ngẩng đầu nhìn lên, ma sát giống như một tấm màn đen, che phủ hết càn khôn. Quỳnh! Triệu Bân không nói gì, sách kiếm đứng thẳng. Sức chiến đấu đã khôi phục 8 phần, hắn có tư cách đánh một trận. Không biết tự lượng sức. Nữ soái tà ma cười khẩy, lao đến như một bóng ma, thò tay tới. Mũi chân Triệu Bân điểm xuống đất, bay ngược ra sau, chém ra một mảnh kiếm khí. Nữ soái tà ma không thèm nhìn, chỉ phất tay đã nhẹ nhàng hất bay được nó, sau đó tới một tiếng kiếm ngân rất chói tai, hóa ra là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân. Nói tuyệt sát cũng không đúng lắm, giết tà ma thì được, nhưng Sở Lam là cô của Vô Xương, không thể giết. Thế nên, nhát kiếm của Triệu Bân chỉ nhắm tới việc đả thương Sở Lam. Chỉ cần làm nữ soái tà ma trọng thương, cô ta sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Keng! Kiếm mang lóe lên, nhưng không thấy máu. Nữ soái tà ma quá quỷ dị, ấy thế mà cô ta theo kịp tốc độ của thuấn thân. Hai ngón tay thon như ngọc hờ hững kẹp lấy kiếm Long Uyên. Và lại trong thời khắc đó, cô ta còn phá hủy được uy lực được nhát kiếm, nhẹ nhàng phá được thuấn thân. Triệu Bân nhíu mày, bay ngược ra sau. Nữ soái tà ma còn nhanh hơn, như hình với bóng. Nhát kiếm của Triệu Bân không thể thương tổn được cô ta, nhưng một ngón tay của cô ta lại chọc rất đúng chỗ, thân xác bá đạo của Triệu Bân bị chọc thủng một lỗ máu, máu tươi ào ào phun ra, tạo thành một đường cong. Mở! Triệu Bân quát lên, cưỡng ép mở thần long vẫy đuôi. Lúng túng ở chỗ, long thể màu vàng kim đập lên người nữ soái tà ma mà không thể lay động được đối phương. Không những thế, thần long màu vàng còn nổ tung vì chấn động, khiến Triệu Bân cũng bị chấn động, không khỏi hầm hừ. Ép ta chơi lớn hả? Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc, cưỡng ép mở thiên cháo hộ thể. Thiên cháo này cực kỳ lớn, bởi vì phân thân tập trung sức mạnh bổ trợ cho bản tôn. Thiên cháo lớn như một ngọn núi, bật ra trong thoáng chốc. Mạnh mẽ và bá đạo với uy lực ở đẳng cấp vạn kiếm quy nhất. Đòn tấn công này rất hữu dụng. Nữ soái tà ma dù mạnh cũng bị đẩy lùi ngay lập tức. Triệu Bân thấy thứ này hiệu quả bèn lao tới như một bóng ma, dùng đấu chiến thánh pháp. Cách đánh trước giờ của hắn là đánh cận chiến, tiện thể dám thêm vài lá bùa nổ, bớt đi quá trình của tiên thuật trộm cắp. Đây là cô của Vô Xương, không thể làm bậy. Nếu lột quần áo của cô ta, nữ soái tỉnh dậy sẽ nổi điên mất. Đòn tấn công ở cấp độ này mà cũng đòi đả thương ta. Nữ soái tà ma tỏ rõ vẻ khinh thường, dùng ma sát cắt ngang đòn đánh cận chiến. Triệu Bân bị một kích hất bay, trong quá trình này, hắn khẽ hô một chữ bạo rất bá khí. Nói nổ là nổ ngay. Bùa nổ dán trên người nữ soái tà ma đồng loạt nổ tung. Cảm giác bị nổ vẫn rất kỳ diệu, giống như cô ta, bị nổ mà không kịp đề phòng, hiển nhiên không biết đến chiêu trò của Triệu công tử. Trước đó cố tình đánh cận chiến là giả, dán bùa nổ lên người cô ta mới là thật. Bùa nổ ở cảnh giới địa tạng tuy không thể đả thương cô ta, nhưng mấy chục lá bùa cùng nổ, cũng khiến cô ta lảo đảo. Chu Tiên Quyết, Hám Sơn Quyền, Thiên Thủ Đại La, Triệu Bân nắm bắt cơ hội, điên cuồng dùng đại chiêu. Nguồn sức mạnh dồi dào không dứt, chỉ cần thể phách trụ được, hắn sẽ có tư cách để chơi lớn. Không cần giết nữ soái, cứ đánh cho tàn tạ là được. Người như này mà không đánh tàn phế thì không chịu yên. Đùng! Nữ soái tà ma đứng vững chỉ trong một giây. Cũng trong lúc này, trước người cô ta có thêm một màn nước hư ảo. Màn nước này đen ngòm, hoa văn bí ẩn như có như không lưu chuyển trên bề mặt, cũng không biết là một loại trận pháp hay là một môn huyền thuật, nhưng cực kỳ giống thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương. Công pháp của hắn đều bị màn nước này hủy hết uy lực. Không chỉ có thể bên trong màn nước còn có ánh sáng đen bắn ra, Triệu Bân không kịp trở tay nên bị đàn tấn công chém bay ra ngoài bình một tiếng rồi mới tiếp đét. Có chỗ dựa gì nữa không? Nữ soái là ma mỉm cười đầy ma tính, bước ra khỏi màn nước. Triệu Bân không nói gì, tiện tay xách ra đàn đá, trông có vẻ như hắn phải gảy một khúc. Đánh nhau với vị này, huyền pháp bí thuật dường như không hữu dụng, phải đi theo lối riêng. Đây cũng là khúc đàn của Vô Xương, ngày trước, ở Nam Vực. Trong lần đầu nữ soái phát cuồng, hắn cũng dùng khúc đàn này để đánh thức tâm trí của cô ta. Keng! Tiếng đàn vang lên, thong dong và cổ xưa. Gảy đàn dùng ý không dùng lực, Triệu Bân đã luyện đến cực độ. Quan trọng nhất là tâm cảnh. Mà tâm cảnh này, từ rất lâu về trước hắn đã có rồi. Sáng tạo ra khúc Vô Xương chính là minh chứng rất tốt, đó là một thứ sầu bi phát ra từ tận linh hồn. Keng!
Tiếng đàn sầu não có lực sát thương nhất định. Tiếng đàn vô hình trở thành một thứ cẩm ý đáng sợ. Nữ soái tà ma nghe thấy mà hoảng hốt. Hay nói đúng hơn, là nữ soái nghe thấy mà hoảng hốt. Khúc này rất có tác dụng với Sở Lam, quả thực có thể đánh thức tâm trí, nhưng Triệu Bân đã coi thường tà ma. Bây giờ không còn như xưa, tà ma hiện giờ mạnh hơn đêm đó rất nhiều, miễn cưỡng chèn ép được nữ soái. Thấy vậy, Triệu Bân càng đàn hăng hơn. Cầm ý vô xương của hắn lại đạt tới đỉnh cao mới. Thấy màn sát khí đen ngòm của nữ soái tà ma bị cầm ý vô hình thổi bay từng mảng một, đến cả màn nước đen ngòm cũng tan tác thành từng mảnh, sau cùng biến thành một luồng khói. Khúc đàn bi thương quá. Nữ soái tà ma mỉm cười, nghe mà còn rất hưởng thụ. Hay cũng có thể nói, nó đã phong bế thần thức của nữ soái rồi, khúc vô xương đã bị chặn lại ở bên ngoài, nữ soái vốn không thể nghe thấy. Mà nếu như đã không nghe thấy thì làm sao phản kháng được. Nữ soái rút một thanh kiếm từ giữa hai chân mày ra. Đấy là một thanh kiếm ảo ảnh mang màu sắc rực rỡ từ trên xuống dưới và đang rung lên keng keng. Tiếng kiếm rất chói tai, Triệu công tử nghe thấy mà võ hồn đau đớn. Từ đó có thể thấy, đây là thanh kiếm chuyên được dùng để đánh võ hồn. Keng! Nữ soái tà ma vung kiếm, phá tan cầm ý vô xương. Hư ảo gặp vô hình. Cầm ý thật sự đã bị đánh tan chỉ bằng một kiếm. Triệu Bân rên rỉ khó chịu, khóe miệng chảy máu. Cầm ý liên kết với tâm cảnh lại liên kết với võ hồn của hắn. Mà kiếm đó của nữ soái tà ma lại chém chúng vào võ hồn của hắn thông qua cầm ý vô xương. Tới lúc này, kiếm ý chém qua vẫn còn đang quanh quẩn trên võ hồn của hắn, không sao loại bỏ được. Ầm, bùm. Nữ soái tà ma cầm kiếm tiến lại gần, mặt đất rung chuyển theo. Không gian cũng vì cô ta mà xảy ra biến đổi vô cùng kỳ lạ. Biến đổi thế nào, đó là trở nên nặng nề một cách khác thường, không phải là uy áp, một loại bí pháp không gian có thể gia tăng trọng lực của trời đất. Triệu Bân chau mày, trong lòng cảm thấy thắc mắc. Đấy là bí pháp gì nhỉ? Gia tăng trọng lực toàn diện sao? Hắn cảm thấy vô cùng ức chế khi đứng giữa không gian, cảm giác như có thêm một ngọn núi lớn đè trên lưng, tất cả đều do trọng lực đáng sợ đó gây ra. Chân nguyên, tiên lực cuồn cuộn đều bị ép quay về đan hải, hắn vẫn có thể cử động nhưng lại bị giới hạn về tốc độ rất nhiều, nhưng tình trạng cử động này lại chẳng khác gì không cử động, khi đối mặt với người tàn nhẫn cỡ như nữ soái tà ma, chỉ cần chậm một phút thôi cũng có khả năng sẽ bị giết chết. Phá cho ta! Triệu Bân hét lớn rồi lại dùng thiên cang hộ thể. Đáng tiếc là không có tác dụng. Trọng lực quá lớn, thiên cang vừa mới xuất hiện là đã bị đè ép cho tan biến. Thần long vẫy đuôi được dùng sau đó cũng có kết cục y như vậy, không thể chịu nổi trọng lực mà bị nổ tung ngay tại chỗ. Sau đó, hắn lại tiếp tục dùng rất nhiều bí pháp. Dù cho có võ công thâm hậu cỡ nào thì cũng không thể phá hủy tầng trọng lực đó. Cũng có thể là do đạo hạnh của Triệu Bân vẫn chưa đủ, nếu như dùng kỳ lân hóa, hắn nhất định có thể phá được. Hắn tu đạo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải bí pháp kỳ lạ đến thế. Nữ soái tà ma lại một lần nữa cho hắn được mở rộng tầm mắt. Phải trốn thôi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, chuẩn bị dùng phép triệu hồi ngược hướng. Khi sức chiến đấu chỉ còn lại 8 phần, dường như hắn không phải là đối thủ của nữ soái. Cô ta có quá nhiều trò và toàn bộ đều mạnh ngoài sự tưởng tượng của hắn, thay đổi đủ các bí pháp để đối phó hắn, giờ chỉ với việc gia tăng trọng lực thôi thì cũng đủ khiến hắn phải khó chịu rồi. Bởi vậy mới nói, chạy là thượng sách. Không chỉ phải chạy, hắn còn phải chạy thật nhanh nữa. Chuyện làm hắn bất ngờ là trận pháp triệu hồi ngược hướng của hắn lại không có tác dụng. Không sai, nó đã bị vô hiệu, hoàn toàn không dịch chuyển được. Hoặc nói cách khác là có một sức mạnh kỳ lạ âm thầm hóa giải phép triệu hồi ngược hướng. Gia tăng trọng lực, bí pháp không gian. Triệu Bân chau mày, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được mạnh mối phép triệu hồi ngược của hắn liên quan đến không gian. Nếu không phải là bí thuật không gian thì không thể nào ngăn cách trận pháp triệu hồi hắn đã đánh ngược hướng được lại một lần nữa giá thấp nữ soái là ma, mẹ kiếp, cô ta. Thật sự quả lợi hại không ngờ lại còn thông thạc bí thuật không gian thông thạo thì thôi đi, bé pháp này còn khắc chế triệu hồi ngược hướng của hắn, vậy có nghĩa là hắn không thể chạy được rồi còn trò gì nữa nào. Nữ soái tà ma nhích nhẹ khóe môi, tiếp tục bước đến. Vốn dĩ cô ta không muốn dùng đến bí pháp này vì phải tiêu tốn rất nhiều sức mạnh linh hồn, có điều, cơ ngân quá lươn lẹo nên phải cho hắn mở rộng tầm mắt mới được, bằng không, chỉ chút bất cẩn là lại để hắn chạy mất.
vẻ mặt Triệu Bân trở nên khó coi. Có vẻ phá trận này cũng chẳng dễ dàng gì. Keng! Nữ soái tà ma đã ra tay, vung kiếm chém về phía hắn. Triệu Bân muốn tránh nhưng vì bị trọng lực hạn chế nên tốc độ đã quá chậm, ngực hắn bị chém ra một vết. Hắn không chỉ bị thương trên cơ thể mà còn đến võ hồn cũng vậy. Hoặc nói cách khác, chiêu kiếm mà nữ soái tà ma vừa chém ra đó đã làm bị thương võ hồn của hắn, cơ thể chẳng qua chỉ là bị thương lây mà thôi. Ọc, ọc, nữ soái tà ma chém hết kiếm này đến kiếm khác, rất hăng. Triệu Bân thì thảm rồi, vì bị trọng lực khống chế nên hắn vốn dĩ không thể né được, nếu như đã không né được đòn tấn công vậy thì chỉ có thể ăn đòn thôi. Hắn không phá được trọng lực nên chẳng khác gì một con dê đang chờ bị ăn thịt. Vì nữ soái tà ma quá mạnh, đánh nhau với cô ta thì hắn phải có sức chiến đấu ở trạng thái đỉnh cao mới được. Kết thúc rồi. Nữ soái tà ma cười nham hiểm, ánh mắt đầy tham lam. Trên gương mặt cô gái xinh đẹp lộ vẻ hung tàn và đáng sợ, dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt tuyệt đẹp đó ẩn chứa nét độc ác và dữ tợn, đối với cô ta mà nói thì Triệu Bân chính là con mồi. Triệu Bân nghiến chặt răng, tiếp tục giãy giụa. Người xưa nói rất hay, ngoài núi còn có núi cao hơn, người giỏi thì vẫn có kẻ hơn mình. Có vẻ như tối nay hắn đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Mặc dù không phải là cảnh giới thiên võ thật sự nhưng cảm giác còn tốn sức hơn cả khi đánh nhau với con rối từ xác chết của cảnh giới thiên võ. Cô ta có tư tưởng riêng, cái này con rối từ xác chết của cảnh giới thiên võ không thể bì được, những bí thuật cô ta dùng đều rất kỳ lạ. Vù! Chính vào lúc đó, một luồng sáng trắng từ trên trời phóng xuống. Luồng sáng trắng mang theo ý cảnh mơ hồ, còn có uy lực cực bá đạo, lúc chiếu xuống đất thì phá tan trọng lực, rồi ánh sáng dần loang ra, đẩy lùi Triệu Bân và cả nữ soái tà ma. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của phụ nữ. Triệu Bân nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ phía xa như bóng ma. Nhìn kỹ lại thì thấy đấy là môn chủ La Sinh Môn. Cô ta là cảnh giới thiên võ chân chính, khí thế vô cùng. Trước sức mạnh tối cao, gì mà bí thuật không gian, gì mà trọng lực trời đất, tất các đều chỉ là một trò đùa. Vẫn còn sống sao? Triệu Bân nhìn thấy cô ta thì liền sợ đến tức tiểu. Trước đây, hắn đã lừa môn chủ La Sinh Môn bằng một bản thiên nhãn thuấn thân lậu, không ngờ, cô ta lại có thể chạy ra khỏi không gian, trong trạng thái đó thì chắc là còn rất khỏe. Sở Lam. Môn chủ La Sinh Môn không nhìn Triệu Bân mà chuyển sang nữ soái tà ma. Thống soái quân Xích Diễm Đại Hạ là người nổi tiếng, cô ta đã từng nhìn thấy tranh của nữ soái, nhưng tại sao Sở Lam lại truy sát Cơ Ngân? Bọn họ cùng một chiến tuyến thì mới đúng chứ. Cô ta nhìn xong thì mới biết nữ soái đã bị tà ma khống chế. Đại Hạ Hồng Tước. Môn chủ La Sinh Môn lẩm bẩm và hơi nheo mắt lại. Cô ta là cảnh giới thiên võ nên đương nhiên tầm nhìn cũng rộng hơn. Cô ta biết đó là tà niệm của Hồng Tước trỗi dậy. Tính ra thì cô ta và Hồng Tước cũng từng có duyên gặp vài lần, có rất ít phụ nữ khiến cô ta phải thấy kiêng dè và Hồng Tước là một trong số đó. Chính vì vậy nên cô ta mới nhận ra, chắc chắn là tà niệm của Đại Hạ Hồng Tước. Đùng! Nữ soái tà ma bị đẩy lùi, nhanh chóng đứng vững, dẫm cho mặt đất nứt vỡ. Thấy môn chủ La Sinh Môn, ánh mắt của cô ta không còn bình thường nữa, dường như đây là một nhân vật tàn độc. Nửa đêm nửa hôm, từ đâu mọc ra một cao thủ thiên võ chứ? Và lại, vị này còn không phải cao thủ thiên võ bình thường. Đã lâu không gặp, môn chủ La Sinh Môn khẽ mấp máy môi, không biết là đang nói với nữ soái tà ma hay là nói với Hồng Tước. Hai lão tổ của Long Triều Đại Hạ đều là nhân tài, Hồng Uyên là đệ nhất thiên hạ, về điều này, cô ta thừa nhận vô điều kiện. Hồng Tước là nữ thiên võ kinh diễm nhất, về điều này, cô ta cũng thừa nhận. Anh hùng tiếc thương anh hùng. Nhân tài tiếc thương nhân tài. Đợi khi lên đến cấp bậc như cô ta, những người có thể lọt vào mắt xanh của cô ta quả thực không nhiều. Tiếc là Hồng Tước chết sớm quá. Đúng vậy, cô ta thừa biết Hồng Tước chết rồi, biết từ rất lâu về trước. Đại Hạ giấu được người trong thiên hạ, nhưng không giấu nổi cô ta. Chẳng qua cô ta không nói với người khác, đến cả Diêm La mặt quỷ cấp chữ thiên cũng không biết. La Sinh Môn mà. Là người làm kinh doanh. Cầm tiền của người ta, giúp người ta tiêu diệt người khác. Có một số bí mật, tự mình biết là được rồi, khoe khắp thiên hạ sẽ tổn hại tới uy nghiêm của cô tại cô ta là môn chủ La Sinh Môn chứ không phải kẻ lắm lời. Điều khiển cô ta không ngờ tới Hồng Tước chết rồi mà là niệm vẫn còn tồn tại, lại còn khống chế nữ soái của quân Xích Diễm.
Triều Long của đại hạ thật thú vị. Nữ soái là ma không nói gì, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng rè đến mức sát khí cuồn cuộn bao quanh cơ thể, sắc mặt cùng trở nên méo mà đến đáng sợ. Đúng là kỳ lạ, chỉ bắt một võ tu nho nhỏ, sao lại gặp phải chuyện nhảm nhí này? Trước đó có 30 mấy cao thủ chuẩn thiên, từng người bị cô ta đánh cho tàn phế, đuổi theo đến nửa đêm, khó khăn lắm mới bắt được cơ ngân thì có thêm một kẻ tàn nhẫn hơn chạy tới. Hôm nay phải chăng cô ta không nên ra ngoài dạo chơi? Đùng, đùng uỳnh uỳnh, vùng trời này vang lên tiếng nổ vì hai người họ. Bất chi bất giác, hai người bắt đầu đối đầu về khí thế, tuy vô hình, nhưng vẫn tóe ra ánh lửa, làm Triệu công tử lảo đảo không đứng vững được. Tà ma trong cơ thể Sở Lam là của Hồng Tước Đại Hạ, hắn đã biết từ trước rồi. Hoàng Phi Vũ Linh cũng từng nói, với trí thông minh của hắn, thể nào cũng đoán ra được. Ngay trong đêm xông vào hình tháp, hắn đã biết Hồng Tước chết rồi, nhưng tà niệm vẫn còn tồn tại. Hắn chỉ không biết tại sao nó lại chọn Sở Lam, còn bám dính không chịu đi, sống bằng phương thức này, suốt ngày dọa nạt hậu bối của Đại Hạ. Sở Lam là người bị hại, hắn cũng thế. Trong trận chiến ở Nam Vực, cô ta suýt nữa đã đánh chết hắn. Trong trận chiến đêm nay, cô ta cũng suýt nuốt chửng hắn. Nếu không có môn chủ La Sinh Môn ập đến, chắc hẳn hắn đã bị hút thành cái xác khô. Nhắc đến môn chủ La Sinh Môn, đúng là phong thái ngời ngời, khí thế chèn ép nữ soái tà ma. Khống chế được Sở Lam thì đã sao? Có uy áp của thiên võ thì đã sao? Sau cùng nó vẫn chỉ là một ác niệm. Phải biết rằng, môn chủ La Sinh Môn cùng cấp với Hồng Tước của Đại Hạ, đến mức bản thân Hồng Tước còn chưa chắc đã là đối thủ của cô ta chứ đừng nói tới ác niệm. Đột nhiên, khóe miệng của môn chủ La Sinh Môn rỉ ra máu tươi. Điều này khiến nữ soái tà ma phải nheo mắt lại. Hiển nhiên, đối phương bị thương, mà còn bị thương không nhẹ. Như thế thì trận chiến này khá là cần thiết, nếu thực sự đánh không lại thì chạy trốn cũng không muốn, nhưng nếu đánh lại thì hơi lắm. Nuốt được một cao thủ thiên võ, dường như là một may mắn lớn, nếu nuốt thêm cả cơ ngân thì đúng là may mắn chồng may mắn. Cô ta nghĩ rất tốt đẹp. Trong mắt người ngoài, cô ta đang không tự lượng sức. Trên thực tế, cô ta có tư cách đánh một hồi cùng cao thủ thiên võ. Phàm nhân không nhìn ra được, nhưng Tú Nhi là thần linh nên nhìn thấy rất rõ. Đây không phải là tà niệm thông thường, chủ nhân của nó cũng không phải cao thủ thiên võ, chắc hẳn là một vị tiên. Tuy thiên võ và tiên chỉ cách nhau một cấp, nhưng cách biệt ẩn bên trong nhiều lắm. Tà niệm của tiên tiến hóa thành tà ma có thể đối đầu trực diện cùng cao thủ thiên võ rồi. Càng không nói đến việc lúc này môn chủ La Sinh Môn bị thương nặng, dính bao nhiêu vết nứt từ không gian. Ngoài ra còn học thêm bao nhiêu bí pháp hàng nhái. Cái gì tồn tại tức là nó có thật, cô ta từng lưu truyền công pháp và bí quyết bản nhái, không thể nào gạt bỏ được thực tế này. Nếu đã không thể gạt bỏ, nó sẽ tạo thành phản phệ, sức mạnh phản phệ còn rất mạnh. Mỗi khi động võ, sức mạnh phản phệ nhảy ra làm loạn, đụng chạm với công pháp của bản thân, đè nén cũng không đè nén được. Đây là kiệt tác của Triệu công tử. Cái hố này hắn đào có vẻ hơi to, cảnh giới thiên võ cũng thấy khó chịu. Nhắc đến Triệu công tử, hắn đang rón ra rón rén lùi về sau. Hai vị lão làng định đánh nhau thì hắn vẫn nên tránh xa ra. Tốt nhất là lao thẳng lên trời hoặc trốn vào khe núi cực kỳ khuất để quan sát trận chiến. Nếu hai người lưỡng bại câu thương, hắn không ngại chạy ra lượn vài vòng. Môn chủ La Sinh Môn không ngó ngàng gì tới hắn. Chạy, ngươi cứ chạy thoải mái đi, trên người ngươi có lạc ấn mà ta đã trồng, dù ngươi chạy tới chân trời góc bể, lão nương vẫn bắt được ngươi. Nữ soái tà ma cũng có chung tính toán như vậy, trên người Triệu Bân cũng có cấm chế mà cô ta đã khắc, chẳng qua Triệu Bân không biết thôi. Lạc ấn của cảnh giới thiên võ, vô hình vô thanh, muốn tìm ra cũng không dễ vậy đâu. Nói chạy là chạy. Triệu công tử ngoẹo đầu chạy luôn, lao ra khỏi khe núi, chớp mắt đã mất tăm mất tích. Tuy hắn đi rồi, nhưng nữ soái tà ma và môn chủ La Sinh Môn chưa hề đi, một người muốn cướp được cao thủ thiên võ vì thân xác này mới hoàn hảo, người khác thì muốn bắt sống tà niệm của Hồng Tước. Nếu đã là tà niệm thì nó sẽ có ý thức chủ quan, có cả ký ức lúc sinh thời của Hồng Tước. Đem về nghiên cứu, chưa biết chừng còn kiếm được không ít bí mật. Đùng, binh. Trong khe núi nhanh chóng vọng ra tiếng nổ. Hai người phụ nữ đánh nhau mà động tĩnh cũng không tầm thường. Chỉ cần một đợt dư chấn cũng đủ ủi phẳng cả ngọn núi,
đất đá bay ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị uy áp nghiền nát thành cho bụi rồi. Đây là một trận đại chiến rất thú vị. Một cao thủ thiên võ bị thương và tàn niệm của một vị tiên, rất thú vị. Đại chiến thú vị như thế, đâu thể thiếu khán giả được. Khán giả ở đây chính là Triệu Công Tử, hắn dạo chơi bên ngoài một vòng rồi quay trở về vì đã tìm được một khe núi khá khuất, đang cầm kính viễn vọng nhìn trộm, nhưng chẳng thấy được thứ gì rõ ràng. Đập vào mắt là đạo mang kiếm quang, quyền ảnh trương ấn ngoài những thứ này ra còn có ánh lửa mơ hồ. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, giống như hai con cắt đang đánh nhau trong bóng tối, mỗi khi va chạm sẽ có quầng sáng tỏa ra khắp nơi, đỉnh núi bị san phẳng thành bệnh địa, rừng núi xung quanh cùng gặp nạn, từng ngọn núi để sụp, từng cây cổ thụ bị chặt ngang hông khiến Triệu Công Tử cũng không tiện tiến về phía trước, chỉ sợ dư chấn tiền hắn đi luôn. Đứng xa chút mới an toàn, đứng xa chút mới an toàn. Cô ta mạnh đến thế sao? Triệu Bân lầm bầm trong miệng. Cô ta ở đây là chỉ nữ soái tà ma. Phải biết rằng, nữ soái tà ma sẽ đối đầu với môn chủ La Sinh Môn một cao thủ thiên võ nếu là giả, sẽ đổi trả miễn phí, thế mà có thể đánh nhau với cô ta mà không phân cao thấp, vậy thì Hồng Tước thật của đại hạ sẽ đáng sợ tới mức nào? Hồng Uyên mạnh hơn cả Hồng Tước, chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Chẳng trách bao nhiêu năm nay Quỷ Minh, Phô Mi Đạo Nhân và Lão Tổ U Huyền không dám chiếm quyền đoạt vị, có hai kẻ tàn nhẫn như vậy trấn giữ. Ba đánh hai cũng chưa chắc đã thắng được. Tất nhiên là đứng từ góc độ của ba vị thiên võ kia. Dù sao họ cũng không biết Hồng Tước đã chết, nếu biết trước, chắc hẳn đã liên thủ để giành quyền rồi. Thu hồi suy nghĩ, hắn lại nhích về phía trước mấy chục trượng. Hắn không lo lắng về môn chủ La Sinh Môn mà lo cho tàn niệm của Hồng Tước hơn. Hắn lo cho nữ soái, đừng đánh hỏng người Sở Lam luôn nhé, nữ soái của quân Xích Diễm là người vô tội. Hắn phải trông chừng ở đây. Khi cần thiết, hắn sẽ ra tay trợ chiến, cùng nữ soái tà ma kia hợp lực đối đầu với môn chủ La Sinh Môn. Ả đàn bà này trạng thái không ổn lắm, có trời mới biết cô ta đã dính bao nhiêu vết nứt không gian, có trời mới biết cô ta gặp bao nhiêu phản phệ. Nếu cứ động võ không biết lượng sức, ai khó chịu là thấy ngay. Về chuyện này, sau khi trở về hắn có thể khoác lác 3 ngày 3 đêm. Đùng, binh, dưới ánh trăng u ám. Tiếng nổ vang ngập trời. Trong khe núi đổ nát, nữ soái tà ma và môn chủ La Sinh Môn đang đánh nhau rất hăng hái. Nữ soái tà ma sát khí ngút trời, chẳng khác nào một đại ma đầu, khống chế cơ thể của nữ soái, bí thuật tầng tầng lớp lớp làm Triệu Bân nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Quá nhiều huyền pháp hắn còn chưa từng thấy bao giờ. Nhìn sang người đối diện, dù là thích khách, nhưng thủ đoạn cũng chắc tuyệt. Không biết môn chủ La Sinh Môn tu luyện công pháp gì. Cũng không biết cô ta mua huyết thống từ đâu, chỉ biết rằng mỗi một bí thuật của cô ta đều mang theo thứ dị tượng như ẩn như hiện, bản thân cô ta cũng được bao phủ trong sương khói, diễn ra một thứ ý ảnh như mộng như ảo. Dù không ở trạng thái đỉnh cao, hai người vẫn bất phân cao thấp. Nữ soái tà ma kia giật mình vì căn cơ của cao thủ thiên võ này quá vững vàng. Bị thương nặng như thế mà vẫn có thể chiến đấu, cô ta đã bung hết át chủ bài nhưng vẫn không hạ gục được đối phương. Người còn ngạc nhiên hơn cô ta là môn chủ La Sinh Môn cho dù là Hồng Tước thực sự, cô ta cũng không so. Thế mà cô ta lại không hạ gục được là niệm của Hồng Tước, đúng là cô ta đã bị thương nặng, nhưng vẫn là một cao thủ thiên và hàng thật giả thật. Xét về căn cơ, đối phương và cô ta không thể cùng một đẳng cấp, tại sao đánh nhau lại tổn sức thế này nhỉ? Là do cô ta lâu quá không chen chân vào thế tục, thời đại thay đổi rồi. Keng! Cô ta chỉ mới lơ đễnh trong một thoáng. Nữ soái tà ma đã lao tới, tóm lấy một luồng sáng chém rách chân nguyên hộ thể, tạo ra một vết máu trên vai cô ta. Cô ta hoảng loạn thu hồi ánh mắt, phung trưởng hất bay nữ soái. Chính vì một trưởng này, khí thế của nữ soái đột ngột giảm mạnh. Môn chủ La Sinh Môn đoán không sai, tà niệm dù mạnh thì căn cơ cũng không bì được với cao thủ thiên võ. Nói thẳng ra, đánh đến đoạn sau, sức mạnh của nữ soái không đủ. Đừng tưởng cô ta mạnh. Đòn công phá cũng bá đạo nhưng trên thực tế, đây là đang tiêu hao năng lượng, đánh lâu ắt sẽ thua. Bây giờ cô ta dần dần rơi vào thế thất bại, khí thế giảm mạnh chỉ là dấu hiệu đầu tiên. Soạt, nữ soái tà ma nghiến răng, không đánh tiếp nữa mà quay đầu định đi. Cô ta hiểu rõ trạng thái của mình, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu chẳng thể hạ gục được đối phương thì không cần thiết phải đánh nữa, dù cố cũng không đánh nổi.
không phải vì khả năng chiến đấu không mạnh, mà là sức lực không đủ. Cô ta đã đánh giá cao thủ thiên võ kia quá thấp, dù đối phương bị thương thì cô ta cũng không trấn áp được. Cứ bỏ đi sớm sẽ tốt hơn. Đợi lát nữa muốn đi sẽ không đi nổi nữa. Soạt. Môn chủ La Sinh Môn nhanh như cắt, đuổi theo không chịu buông tha. Ở phương hướng đó vẫn không ngừng vang lên tiếng nổ, một người đuổi một người trốn, vừa đi vừa đánh. Không ổn rồi. Triệu Bân cũng đi theo, sắc mặt chẳng vui vẻ gì. Đã bảo là lưỡng bại câu thương cơ mà, sao nữ soái tà ma chịu đòn kém thế? Nghĩ cũng phải, dù sao thì sức lực của tà niệm cũng có hạn, bắt nạt một võ tu quèn như hắn còn được, chứ khi gặp phải cao thủ thiên võ, dù đối phương đang bị thương cũng không thể nào đủ được. Sức lực không cung cấp đủ, còn đánh đấm cái gì? Đuổi theo đến một dãy núi, tiếng nổ tắt ngúm. Khi Triệu Bân đuổi đến nơi, chỉ thấy môn chủ La Sinh Môn đang đứng trên một mỏm núi, đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như cô ta mất dấu rồi. Đúng là như thế thật, đang đuổi thì không thấy bóng dáng của nữ soái tà ma đâu nữa. Triệu công tử cũng đang nhìn, còn vì điều này mà cởi giày ra để dùng đại địa linh chú cảm nhận, thế nhưng vẫn không tìm thấy nữ soái, chỉ còn sót lại một chút khí tức, chứ không biết bản tôn trốn đi đâu rồi. Điều này khiến hắn cảm thán vô cùng. Bị đánh đến mức thiết hụt sức mạnh, lại bị môn chủ La Sinh Môn truy sát mà vẫn trốn được, đúng là xuất sắc. Trốn thoát rồi thì tốt. Vẫn là câu nói đấy, hắn không lo lắng về tà niệm, hắn chỉ lo cho nữ soái. Sau cùng liếc mắt nhìn một cái, hắn lén lút lùi ra. Đang lùi thì bỗng cảm nhận được gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm của nữ tử. Tất nhiên là môn chủ La Sinh Môn, cô ta từ bỏ nữ soái tà ma, nhìn chằm chằm vào công tử nào đó, dựa vào lạc ấn để xác định vị trí. Không bắt được tà niệm của Hồng Tước, chẳng lẽ lại không bắt được ngươi? Triệu công tử trông thấy mà cuống quýt lên, guồng chân chạy. Định chạy à? Môn chủ La Sinh Môn cười khẩy, vung trưởng từ trên trời giáng xuống, bàn tay ngọc ngà che phủ bầu trời, trưởng uy đáng sợ như Thái Sơn đổ sập xuống, dù chưa tới nơi đã khiến mặt đất nứt ra thành nhiều khe nhỏ. Đùng! Một trưởng giáng xuống khiến mặt đất hằn dấu bàn tay. Thế nhưng không thấy tung tích Triệu Bân đâu, tên này rất cơ trí, hắn dùng triệu hồi ngược hướng, trốn ra khỏi khu vực này. Bí pháp không gian. Môn chủ La Sinh Môn lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về một hướng, lười cảm ứng. Chỉ cần dựa vào lạc ấn trên người cơ ngân là có thể được vị trí của hắn, không ngờ chỉ với phép triệu hồi không gian, hắn lại có thể chạy được cả mấy ngàn trượng. Chuyện này khiến cô ta rất ngạc nhiên. Trong số những tình báo có liên quan đến cơ ngân đều không hề nhắc đến vấn đề này, chẳng ngờ hắn còn có tuyệt chiêu, hèn gì dám lang thang bên ngoài, hèn gì các sát thủ của La Sinh Môn đều liên tục thất bại. Với bản lĩnh giữ mạng thế này, chỉ cần hắn muốn bỏ chạy, ai có thể cản được, nếu không phải nhờ cô ta có lạc ấn theo sát thì chắc cũng khó mà tìm thấy được tung tích. Nếu như đã là triệu hồi không gian thì có thể dùng được nhiều lần. Chỉ cần dịch chuyển thêm vài lần nữa, chắc chẳng còn tìm thấy được chút khí tức nào. Ngươi có thể chạy được bao xa nào? Môn chủ La Sinh Môn cười lạnh lùng, đuổi theo hướng Triệu Bân đang trốn. Triệu hồi không gian rất thần kỳ. Dùng để bỏ trốn cũng rất tuyệt nhưng nếu như dùng bí pháp này quá nhiều, cơ thể sẽ rất khó chịu. Dù cho có khả năng tái sinh thì cũng không thể chịu đựng nổi sự giằng xé của không gian, cô ta là minh chứng đẫm máu, dùng thiên nhãn thuấn thân không đúng cách nên rơi vào không gian, suýt chút nữa là không ra lại được. Ọc, lúc Triệu Bân xuất hiện lại lần nữa, mình mẩy đã dính đầy máu. Dịch chuyển liên tục rất nhiều lần đúng thật là rất khó chịu. Chưa bị nữ soái tà ma đánh là đã hại mình thê thảm rồi, nhưng vì để bà trốn được thì chuyện đó cũng là chuyện cần thiết. Nguy hiểm quá. Triệu Bân nhìn về phía sau không thấy môn chủ La Sinh Môn đâu thì mới thở phào nhẹ nhôm, đưa tay cầm lấy về rượu. Sao lại không chạy nữa? Hắn vẫn chưa kịp uống rượu, tai đã nghe thấy tiếng cười nham hiểm. Lời chưa được nói dứt thì môn chủ La Sinh Môn đã xuất hiện như một bóng ma. Tiền bối, trùng hợp thế. Triệu Bân cười ha hả, lùi về sau từng bước. Lúc này, hắn như chợt ngộ ra. Từ đầu đến cuối, dường như hắn đã bỏ sót một vấn đề. Có vẻ người phụ nữ này đã để lại lạc ấn lên người mình, đó là một lạc ấn cấp cao, thuộc loại truy tung, bằng không thì tại sao lần nào cô ta cũng tìm được chính xác như vậy, dù hắn triệu hồi ngược hướng mấy lần mà cũng không chạy thoát được. Bản tọa đổi ý rồi, ta sẽ luyện ngươi thành một con rối, như thế cũng không tồi.
Môn chủ La Sinh Môn lạnh lùng nói. Cô ta đã đưa cánh tay lên, xòe 5 ngón tay ra hướng về phía Triệu Bân. Một hoa văn kỳ bí xuất hiện giữa các ngón tay khiến trong bàn tay cô ta có thể một lực hút đáng sợ, Triệu Bân đang lùi về sau liền bị hút ngược trở lại. Tiền bối, là cô ép ta đó. Triệu Bân hừ lạnh, trong khi bị hít quá, hắn đã dán lên người mấy tấm bùa tốc hành, tốc độ hít ngay lập tức tăng nhanh, cũng chính vì tốc độ tăng vọt nên lực hút của môn chủ La Sinh Môn không theo kịp. Soạt! Triệu Bân đánh đến, tông thẳng vào ngực môn chủ La Sinh Môn. Giây phút đó, hắn không hề khách sáo mà giơ hai tay lên ôm chầm lấy môn chủ La Sinh Môn. Nói thật, hành động đó của hắn đã làm môn chủ La Sinh Môn không kịp trở tay, từ khi tu luyện võ đạo đến nay, cô ta chưa từng bị đàn ông ôm bao giờ. Nói thật, cảm giác đó rất kỳ lạ. Chớ vội nôn nóng, chuyện sau đó còn kỳ lạ hơn nữa. Cô ta vẫn chưa kịp phản ứng, Triệu Bân đã mang theo cô ta biến mất khỏi nơi đó. Là triệu hồi ngược hướng. Từ khi hắn lĩnh hội được phép triệu hồi ngược hướng, đây là lần đầu tiên hắn cùng dịch chuyển với người ngoài. Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn cô ta cùng bị không gian chia cắt giống mình. Đến đây, tổn thương lẫn nhau đi. Người đâu mất rồi? Cách đó mấy ngàn trượng, phân thân của Triệu Bân đều đứng gãi đầu. Tất cả dùng bí pháp, triệu hồi bản thể chính nhưng lại không thấy đối phương đến. Chỉ trong tích tắc, mấy phân thân đồng loạt biến mất, chắc là đã bị phản phệ từ bản gốc. Vậy thì câu hỏi đặt ra là bản gốc đã đi đâu mất rồi? Vấn đề này rất nghiêm trọng, lúc hắn cùng dịch chuyển với môn chủ La Sinh đã xảy ra sự cố. Sau đó, không biết đã dịch chuyển đến đâu mất rồi. Vài ánh sao điểm xuyết trong màn đêm tăm tối. Dưới ánh trăng, một màn sương mờ ảo che lấp toàn bộ 800 mét mặt đất, thấp thoáng có thể nhìn thấy những ngọn núi, chìm sâu trong màn sương. Chúng giống như một cô gái đeo tấm mạng che mặt, toát lên cảm giác thần bí, khiến người ta có thể thỏa sức tưởng tượng, làm người ta bất giác tưởng rằng bên trong đó có tiên cảnh chốn nhân gian. Là Đoạt Tiên Vân Hải. Cấm địa lớn nhất trong ba cấm địa lớn của đại hạ. Quỳnh, bùm. Sự tĩnh lặng của cấm địa đã bị hai tiếng vang lớn phá tan. Hai người họ rơi từ trên trời xuống, một người phía đông, một người phía tây, tông nát hai ngọn núi lớn. Không sai, là Triệu Bân và môn chủ La Sinh Môn. Bí pháp triệu hồi ngược hướng có liên quan đến không gian, một người dịch chuyển còn đỡ, giờ gánh thêm một người, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới thiên võ. Sao có thể không xảy ra sự cố? Chẳng gặp phải biến động không gian nhưng lại có sự sai lệch không gian. Sau đó, họ đã đến đây. Nguyệt thần suýt xoa, may là còn ở trần gian, vết cắt không gian không quá mạnh, bằng không chắc hai người này sẽ chết rất thê thảm. Cô ta đã đánh giá thấp Triệu Bân, không ngờ lại dám ôm theo cảnh giới thiên võ cùng triệu hồi ngược hướng, lần này là nhờ ông bà gánh còng lưng, nếu còn dám chơi trò đó lần nữa thì không chừng sẽ đến suối vàng thật. A, à, Triệu Bân ôm ngực bò dậy, lảo đảo như say rượu. Ta là ai? Ta đang ở đâu thế này? Hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, còn hơn cả cảm giác bị người ta dùng gậy đập vào đầu. Môn chủ La Sinh Môn ở trước mặt cũng chẳng khá hơn là mấy, cô ta lảo đảo, Triệu Bân bị thương thê thảm bao nhiêu thì cô ta cũng chật vật bấy nhiêu, đầu tóc rối bời, quần áo tơi tả, dính đầy máu tươi. Phải mất một lúc lâu hai người họ mới đứng vững lại được. Môn chủ La Sinh Môn thở dốc, mặt mày lạnh tanh, đôi mắt trong veo bốc lửa, không biết cô ta tức giận vì bị thương quá thê thảm hay là vì bị Cơ Ngân ôm mà sát ý đầy buốt lạnh. Từ khi cô ta làm môn chủ La Sinh Môn, cô ta chưa từng tơi tả như vậy bao giờ. Tên tiểu và tu đó không chỉ biết gài hàng mà là gan cùng rất lớn, không ngờ lại dám âm theo cô ta cùng xuyên qua không gian, có trời mới biết học đã gặp phải bao nhiêu khe nứt không gian, vấn đề cơ thể đã khó chịu rồi. Giờ lại còn đau đớn hơn gấp bội, cô ta tự mình rời núi là để đến tìm lại danh dự, không phải đến để tìm cảm giác kích thích, 3 ngày 2 đêm bị tai nạn không gian đến 2 lần đều là kiệt tác của Cơ Ngân từ khi gặp tên này, dường như chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Theo Nguyệt Thần thấy thì không phải cô ta thiếu tu vi mà là khuyết thiếu trí khôn, ngực to não nhỏ trong truyền thuyết là dùng để chỉ những người như cô ta, bí thuật do ai kia truyền lại mà cô cũng dám học, không lừa cô thì còn lừa ai nữa. Phần lớn những người muốn giết Triệu Bân thì mồ đều đã xanh cỏ, bây giờ cô vẫn còn sống thì đã là rất may mắn rồi. Ngươi đã làm ta nổi giận rồi đấy. Môn chủ La Sinh Môn hầm hừ, sát ý ngang dọc đất trời. Triệu Bân khẽ rên lên,
bị uy áp nghiền cho lảo đảo. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc, uy áp đã tan rồi. Triệu Bân sững người, vô thức đảo quanh cơ thể với ánh mắt kỳ lạ. Không thể trách hắn như thế, bởi vì tu vi, chân nguyên, tiên lực của hắn không còn tồn tại nữa, cũng có nghĩa là hắn không còn là võ tu địa tạng tầng 7 nữa mà trở thành một người hoàn toàn bình thường. Điều này, hắn nhìn mà sững người, mặt mũi mờ mịt. Ở phía đối diện, dường như môn chủ La Sinh Môn cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, cũng đứng sững ra đó nhìn quanh cơ thể mình và nhíu mày, mặt mũi mơ hồ. Đang yên đang lành sao lại mất hết tu vi chứ, cô ta cũng biến thành một người bình thường. Chỗ này có vấn đề. Hai người đồng loạt cụp mắt nhìn xuống dưới chân. Khu vực này rất quỷ dị, giống như một vùng cấm địa với sức mạnh thần bí tiềm tàng, một khi đặt chân vào sẽ mất hết tu vi. Bất kể ai tiến vào, cho dù là cao thủ thiên võ cũng khó lòng thoát cảnh tu vi tan tác. Đây là Đoạ Tiên Vân Hải. Môn chủ La Sinh Môn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời mịt mùng bị mây che phủ, không thể nhìn rõ trăng sao. Đoạ Tiên Vân Hải. Triệu Bân nhíu mày, cũng đang ngẩng đầu nhìn trời. Đại hạ có ba cấm địa, hang động Quỷ Minh, rừng rậm Huyết U và Đoạ Tiên Vân Hải. Tất nhiên là hắn từng nghe qua. Ngày trước, vì muốn tái sinh mẹ mình, để tìm một đóa hoa hồn linh, hắn còn từng tiến vào hang động Quỷ Minh, cửu tử nhất sinh. Nếu không có Nguyệt Thần dẫn đường, hắn không thể nào thoát ra được, nghĩ thôi còn thấy khiếp sợ. Thật không ngờ. Chỉ sau một năm, hắn lại tới cấm địa thứ hai. Đoạ Tiên Vân Hải cũng là nổi tiếng vì hung danh của nó, từ thời xa xưa đến nay, người đặt chân tới đây chưa một ai sống sót trở ra, cao thủ thiên võ cũng không ngoại lệ. Cái tên Đoạ Tiên của nó cũng không phải không có nguyên do, nghe đồn vì nơi này chôn cất một vị tiên, đến đây rồi mới biết nó đáng sợ tới mức nào. Sự áp chế không sai không lệch, tiến vào đây rồi mất hết tu vi. Thật là quỷ dị. Môn chủ La Sinh Môn lầm bầm, khẽ nhíu mày. Nói thật lòng. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta tới Đoạ Tiên Vân Hải, giống như lời đồn, nó rất huyễn hoặc. Cô ta đường đường là cao thủ thiên võ, vậy mà bị đè nén đến mức tu vi bay sạch, có trời mới biết chỗ quái quỷ này còn bao nhiêu bẫy dập. Chơi lớn rồi. Ở bên này, Triệu Bân đột nhiên hít sâu một hơi. Thực tế chứng minh, bí pháp dạng không gian không thể dùng một cách tùy tiện, ví dụ như trận pháp triệu hồi ngược hướng. Hắn chỉ lơ đễnh một thoáng đã chạy tới cấm địa rồi. Giữa chừng còn đi ngang qua biên giới, mấy vạn dặm luôn ấy. Cũng không sao. Chí ít thì hắn nhờ điều này mới phá được một kết cục nan giải. Môn chủ La Sinh Môn đã thu hồi ánh mắt. Khi nhìn lại người nào đó, ngọn lửa giận dữ trong mắt cô ta càng thêm đượm. Đoạ Tiên Vân Hải là một cái hố lớn đấy, là cái hố mà Cơ Ngân dẫn cô ta tới. Tiền bối ỷ lớn bắt nạt bé. Vậy thì đừng trách vãn bối. Không giữ chữ đức. Triệu công tử quẹt một vệt máu mũi, tiện thể xắn tay áo lên. Lúc này eo của hắn không mỏi nữa, chân cũng không đau nữa, phong thái vẫn ngời ngời dù tu vi đã mất sạch. Ai sợ ai chứ, lão tử không dễ gì đánh phụ nữ, trừ khi không thể kiềm chế nổi. Truy sát ta cả một đường, lão tử giận lắm nhé. Dù không còn tu vi, ta vẫn tiêu diệt được ngươi. Môn chủ La Sinh Môn chỉ mất vài bước đã lao tới, vung một chưởng tới. Người bình thường không có chân nguyên nhưng vẫn còn nội kình. Nội kình mạnh hay yếu được quyết định bởi da thịt và gân cốt, cô ta đường đường là cao thủ thiên võ, xét về độ mạnh của cơ thể đã là đỉnh cao của người phàm, không có lý gì không hạ được Cơ Ngân. Thiên võ đối đầu địa tạng. Thân xác của cô ta mạnh hơn hẳn Triệu Bân chứ. Về điều này, Triệu công tử tin tưởng vô điều kiện. Thân xác không đạt tới đỉnh cao, cũng không thể tiến vào cảnh giới thiên võ. Nhưng thân xác mạnh không có nghĩa là sẽ thắng. Ai cũng mất tu vi rồi, phải xem kỹ năng đấu võ của ai cao hơn. Nào! Triệu Bân tung hám sơn quyền, nghênh đón cô ta. Quyền trưởng va chạm, chẳng có động tĩnh gì lớn. Môn chủ La Sinh Môn vẫn còn đứng sừng sững, chứ Triệu công tử đã thổ huyết và lui về sau. Quyền cốt ăn vào cánh tay khiến hắn đau không chịu nổi, cơ thể của cao thủ thiên võ quả nhiên không phải thứ mà võ tu địa tạng có thể bì được. Dù tu vi đã mất hết nhưng độ mạnh yếu vẫn còn. Cũng may là ngày nào hắn cũng rèn luyện cơ thể, chứ nếu là người bình thường, một chưởng cũng đủ để xương cốt hắn giã ra rồi. Soạt! Môn chủ La Sinh Môn đuổi theo, vung một chưởng từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân đứng vững rồi đột nhiên nghiêng người tránh chưởng này, tiện thể tóm lấy cổ tay môn chủ La Sinh Môn,
một cô gái xinh đẹp bị hắn quăng lên, sau đó đùng một tiếng nện xuống nền đất. Nguyệt thần trông thấy mà chặt lưỡi mãi không thôi. Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn môn chủ La Sinh Môn, toàn thân không ổn rồi. Tới tầm tuổi này, chắc hẳn đây là lần đầu cô ta bị ngã, toàn thân đau không chịu nổi. Cô ta quá sơ suất, sớm biết cơ ngân quăng người rất giỏi, quả đúng là không nói quá. Thêm lần nữa, Triệu Bân thét lên một tiếng đanh thép, cô lấy môn chủ La Sinh Môn lần thứ hai. Do cô ả này chịu đòn rất giỏi, hắn chuẩn bị quật ba lần liên tiếp, nếu ba lần cũng chưa đủ thì chín lần, quật tới chết thì thôi. Công việc này, hắn làm quen tay lắm. Lửa giận nghẹn trong người suốt dọc đường chỉ trông chờ vào lần này. Môn chủ La Sinh Môn hai mắt bốc hỏa, trong lúc bị quật xuống đã túm lấy miếng ngọc bội trên thắt lưng làm ám khí, đập vào một bộ vị nào đó của Triệu Bân, nhắm rất chuẩn nên một đòn là trúng. Ám khí mạnh hay không, phải xem người dùng là ai. Nếu là ám khí do môn chủ La Sinh Môn quăng ra thì cũng đủ phân lượng đấy. Triệu Bân khẽ rên một tiếng, bộ vị nào đó bị tấn công nên cực kỳ đau đớn, lực đạo quăng người bỗng chốc tan biến hết, hai tay hắn vội vàng bụng đúng quần, nước mắt ào ào chảy xuống. Mẹ kiếp, còn chơi trò này nữa. Hả dạ ghê. Nguyệt thần cười rất sảng khoái. Theo cô ta thấy, Triệu Bân nên thấy mừng vì nếu thứ mà môn chủ La Sinh Môn ném qua không phải ngọc bội mà là một thanh phi đao sáng lòe lòe thì cảm giác ấy không chỉ đơn giản là đau đớn đâu, còn rất đẫm máu nữa cơ. Ra khỏi Đoạ Tiên Vân Hải cũng khỏi cần về Thiên Tông nữa, tới thẳng Hoàng Cung, kiếm một công việc tốt đi thôi. Môn chủ La Sinh Môn đáp đất vững vàng, vung trưởng hất bay Triệu Bân. Còn cô ta theo sát như hình với bóng, khi đi qua chỗ nào đó còn tiện tay nhề luôn thanh kiếm đang cắm trên nền đất. Cô ta lại đều ý ổi trước đó cô ta muốn chiêu dụ cư ngân vào La Sinh Môn, sau khi bị bầy, cô ta mất hết ý định chiêu mộ người mà muốn luyện cơ ngân thành một con rồi, bây giờ bị quăng quật. Ý định luyện con rối này cùng tiêu tan rồi, chỉ muốn dở hết từng linh kiện trên người cơ ngân xuống rồi treo lên cây phải nắng. Đùng, Triệu Bân đáp đất, ngã tới choáng váng. Đau, đau thấu tâm can. Nữ nhân kia suýt nữa thì đánh hắn thành thái giám. Môn chủ La Sinh Môn đã giết tới, không nhiều lời vô nghĩa liền vung kiếm chém ra. Có cái giám. Triệu Bân bốc một nắm đất ném vào mặt môn chủ La Sinh Môn. Tú Nhi theo dõi trận chiến với một tâm thế hết sức thích thú, cô ta cảm thấy hai người này thật sự thú vị, nàng thì dùng ám khí suýt nữa đánh chàng thành thái giám, còn chàng thì lại bốc đất cát ném vào mặt của nàng, đúng là lưu manh gặp lưu manh. Cô ta cũng không ngờ Thánh tử Thiên Tông cùng với môn chủ La Sinh Môn lại hành động ăn ý đến như vậy, nếu như hai người là một đôi thì... Hự! Môn chủ La Sinh Môn bất ngờ không kịp đề phòng, kiếm của cô ta cũng đã chém trượt. Triệu công tử dễ dàng tránh được, sau đó lại đột nhiên bước tới rồi nhào vào trong lồng ngực của môn chủ La Sinh Môn. Có lẽ do hắn dùng lực quá mạnh cho nên đã khiến cho môn chủ La Sinh Môn đứng không vững, lảo đảo té xuống rồi liền bị Triệu Bân đè lên. Cơ ngân, ngươi, suỵt. Môn chủ La Sinh Môn còn chưa kịp nói xong thì đã bị bịt miệng lại. Triệu Bân nhìn lên trời, thấy một sinh vật rất khổng lồ. Con mợ nó, chim gì mà khổng lồ thế? Ánh mắt của Triệu Bân dường như đang thể hiện điều đó. Không sai, đó là một con chim cực kỳ lớn, không biết nó là loài chim gì, chỉ biết toàn thân nó đỏ thẫm như bị máu tươi nhuộm qua, nhìn từ dưới lên trông y hệt một đám mây máu. Môn chủ La Sinh Môn cũng thấy điều đó. Bởi vì cô ta cũng nhìn thấy cho nên mới nín thở không dám phát ra tiếng động, con chim đỏ này lớn như vậy chắc chắn là cực kỳ hung ác. Nếu như nó phát hiện phía dưới có động tĩnh thì nói không chừng nó sẽ vòng lại xem xét rồi tha hai người bọn họ đi. Bọn họ đã mất hết tu vi, hiển nhiên không phải là đối thủ của con chim lớn đó. Quác! Trong lúc hai người chăm chú theo dõi thì con chim lớn đã lướt qua bầu trời. Triệu Bân lúc này mới thôi không quan sát nó nữa, đúng lúc lại gặp phải ánh mắt của môn chủ La Sinh Môn. Bốn mắt nhìn nhau. Suốt mấy giây cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Nhưng tư thế của bọn họ lúc này hết sức tươi mát thoát tục, chàng trên nàng dưới dường như đang dán chặt vào nhau, một tay của chàng còn đang bịt miệng của nàng trong khi tay còn lại không biết là vô tình hay cố ý mà lại đang đặt ở một vị trí đặc biệt mềm mại, thậm chí lúc này bàn tay hư hỏng còn bất giác bóp vào chỗ đó một cái. Rất đàn hồi. Cảm giác thật tuyệt. Khuôn mặt của môn chủ La Sinh Môn đỏ bừng, đầu óc choáng váng.
Một lúc lâu sau cô ta cũng không thể phản ứng, cho dù là cường giả thiên võ thì cũng không khỏi bối rối đến mức toàn thân choáng váng, cho đến khi thân dưới đụng phải một vật cứng cứng thì cô ta mới bừng tỉnh. Chát! Sau đó liền có tiếng động lớn vang lên. Triệu Bân còn đang sững sờ thì đã bị tát vào mặt, hẳn là đối phương đã dùng rất nhiều lực cho nên khuôn mặt của hắn bị tát đến mức lệch qua một bên, cả người lăn ra ngoài. Lúc hắn ngẩng mặt lên thì không biết là do bị đánh quá ác hay là do cảm giác vừa rồi quá tươi mát thoát tục mà máu mũi của hắn đã chảy ra ràn rụa. Cơ Ngân! Môn chủ La Sinh Môn đứng dậy, lại một lần nữa đánh tới. Mặc dù khuôn mặt đầy bụi bặm nhưng vẫn không giấu được màu đỏ ửng mê người, cô ta đường đường là môn chủ La Sinh Môn, đường đường là cường giả thiên võ hàng thật giá thật, trước giờ chưa từng có kẻ nào dám trêu ghẹo ức hiếp cô ta. Vậy mà hôm nay cô ta lại bị một tên nhóc cảnh giới địa tạng ức hiếp. Hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Triệu Bân lau máu mũi, nghiêng đầu né tránh. Ôi nữ nhân, tuyệt đối không được chọc nữ nhân tức giận, nếu không hậu quả của chuyện đó còn đáng sợ hơn chuyện mở ra cấm pháp. Trận tỷ thí Tân Tông lúc trước khi hắn đấu với Sở Vô Xương chính là một ví dụ rất tốt, hắn chỉ vật cô ta ra một lần mà đã không thể nào khống chế được cục diện nữa. Lúc đó chiến lực của Sở Vô Xương đột nhiên bùng nổ cực hạn, ngay cả đấu chiến thánh pháp cũng không chấn áp nổi, hôm nay vị này cũng giống y như vậy, hắn chỉ còn có cách chạy trốn mới có thể bảo toàn tính mạng. Một đuổi một chạy. Bên trong khu rừng tối tăm liên tục truyền ra tiếng ầm ĩ. Đúng như Triệu công tử đoán, môn chủ La Sinh Môn sau khi bị chọc giận cũng đã bùng nổ chiến lực cực hạn, tuy cô ta đã mất hết tu vi nhưng tiềm lực vô hạn. Tuy không thể dùng chân nguyên nhưng vẫn có thể kích phát một loại kiếm ý đáng sợ, trên đường truy đuổi liên tục chém tới, không biết có bao nhiêu tảng đá đã bị chém nát, bao nhiêu cây cổ thụ bị chặt đứt ngang thân. Rất thơm. Triệu Bân giơ tay lên, đưa lên trước mũi người. Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy thì bên trong đôi mắt xinh đẹp lại bùng lên ngọn lửa, toàn thân như sắp nổ tung, không khỏi vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt đang đen lại bị một mảng đỏ bừng bao phủ. Vèo. Tốc độ của cô ta đột ngột tăng lên, ngay lập tức chém ra một kiếm. Lại có thêm một cánh rừng gặp họa, Triệu công tử cũng gặp họa, còn ngửi mùi thơm gì nổi nữa. Hắn trúng phải dư âm của kiếm ý liền bị chấn trở mình, cả người văng vào một tảng đá lớn khiến cho tảng đá nổ tung. Trong lúc đất đá văng tung tóe, hắn nhanh chóng lăn qua một bên chạy trốn. Môn chủ La Sinh Môn còn nhanh hơn hắn, đã bắt kịp hắn chỉ trong vài bước sau đó liền chém ra thêm một kiếm. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Triệu Bân loạng choạng lùi lại phía sau. Đột nhiên hắn lại đạp trúng bẫy, bí văn trên mặt đất ngay lập tức lưu chuyển, một nguồn năng lượng thần bí bộc phát ra ngoài ngay lập tức cuốn hắn đi mất. Một kiếm của môn chủ La Sinh Môn chỉ có thể chém vào hư không, lúc đó bí văn trên mặt đất cũng đã tan biến đi cùng với Triệu Bân. Cô ta vội vàng lui về phía sau, cau mày nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Trận văn. Cô ta lẩm bẩm, chỉ tự mình nghe thấy. Trong lúc cô ta quan sát thì bí văn lưu chuyển trên mặt đất lại trở về trạng thái vô hình, có ta xác định đó là một mảng trận văn, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, Cơ Ngân vô tình đạp chúng nên mới bị cuốn đi mất. Về phần hắn đã bị cuốn đi nơi nào thì cô ta không thể biết được. Trong cấm địa chỗ nào cũng có cạm bẫy, chỉ có quỷ mới biết được hắn đã bị ném đến chỗ nào rồi. Cô ta rất muốn dùng ấn ký để khóa vị trí của hắn. Tuy nhiên cô ta đã mất hết tu vi cho nên không thể làm được điều đó. Đừng để ta gặp lại ngươi. Môn chủ La Sinh Môn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Từ lúc bắt đầu tu luyện võ đạo thì cô ta chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hôm nay. Liên tục bị một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng dắt mũi, thật mất mặt. Liếc mắt nhìn lại một lần cuối rồi cô ta mới xoay người rời đi. Trong biển mây đoạt tiên này có nguy hiểm tứ phía, cô ta lại mất hết tu vi. Trước tiên phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tóm! Sâu trong cấm địa dường như có tiếng thứ gì đó rơi xuống nước. Tất nhiên thứ đó là Triệu công tử đã rơi vào một hồ nước. Hồ nước này rất lạ, nước bên trong đen ngòm còn bốc ra mùi hôi thối khiến cho hắn ngửi vào liền muốn nôn ra, người không biết có khi còn tưởng đây là một hố phân. Phụt! Triệu Bân đã trồi đầu lên, thật sự sắp nôn ra. Nhưng hắn chưa kịp nôn thì đã thấy mặt hồ phẳng lặng nổi sóng. Triệu Bân bất giác ngẩng đầu lên. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một sinh vật to lớn. Đó là thứ gì vậy? Rắn sao? Không phải, chắc chắn phải là một con trăn khổng lồ, đường kính thân của nó còn lớn hơn thùng rượu, cặp mắt lóe lên u quang còn lớn hơn hai vò rượu,
đầu lưỡi dài đang chảy ra chất gì đó sình sệt đáng sợ. Triệu Bân bất giác nuốt nước miếng. Nói thật ra hắn đang cảm thấy rất sợ hãi, bây giờ hắn không còn chút tu vi nào, chỉ là một người bình thường, không thể mở ra ma giới cùng không thể thi triển bí pháp, rõ ràng không phải là đối thủ của con trăn khổng lồ này, người như hắn thậm chí còn không đủ để nhét kẻ răng của con trăn khổng lồ, nơi này không hề là cấm địa đi tới đâu cùng đụng phải cạm bẫy. Giống, con trăn khổng lồ giống lên một tiếng, cái đầu lớn của nó ngay lập tức xả xuống dưới. Bên trong cái miệng khổng lồ của nó vẫn còn có máu tươi đang chảy đầm đìa. Thịt ta không ngon đâu. Triệu Bân nói xong liền nhảy ra khỏi hồ. Con trăn đen cũng không hề chậm, lúc đuổi theo Triệu Bân trong miệng nó còn phun ra một luồng huyết quang. Triệu Bân xoay người, rút kiếm chắn trước người, cho dù đã chặn được luồng huyết quang kia nhưng cũng bị chấn trở mình. Con trăn đen đã đuổi tới, há mồm muốn nuốt chửng Triệu Bân. Triệu Bân hết sức kinh hãi. Dường như không thể tránh nổi. Tuy nhiên, lúc này lại có thêm một con quái vật khổng lồ khác chạy ra, đó là một con nhện đỏ, nó không hề nhỏ hơn con trăn đen là bao, con trăn đen bước vào lãnh thổ của nó đã bị nó coi như hành động khiêu khích. Ầm. Triệu Bân ngã xuống đất, thân thể đau nhức. Hai con quái vật này giống như là oan gia, vừa gặp nhau là đã đỏ mắt rồi ngay lập tức khai chiến. Hình thể của cả hai đều vô cùng to lớn. Vừa khai chiến đã gây ra đại động tĩnh khiến cho khung cảnh xung quanh trở thành một đống hỗn độn. Triệu Bân không có tâm tư nào mà đứng lại xem kịch, ngay lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Đã chạy ra rất xa nhưng hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Đều ở trong biển mây đọa tiên nhưng tại sao hắn cùng môn chủ La Sinh Môn lại mất hết tu vi còn đám mãnh thú này thì không? Chẳng lẽ là dân bản địa thì có đặc quyền đó sao? Hắn chưa suy nghĩ nhiều thì đã nhảy ra khỏi khu rừng. Hắn chạy đến một mảnh đất cằn cỗi đen kịt. Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên vừa chạy vừa quan sát bốn phía, mảnh đất khô cằn này chất đống hài cốt, còn có rất nhiều thây khô lún sâu dưới bùn đất, không biết đã táng diệt ở đây từ bao lâu, hẳn là hài cốt của những kẻ tầm bảo. Bọn họ chắc chắn cũng giống như hắn, vừa bước vào trong cấm địa thì liền mất hết tu vi, sau đó dẫm chúng cạm bẫy mà chết. Có bảo bối. Đi tới một chỗ, hắn liền ngồi xổm xuống. Sau đó hắn lại bắt đầu đào bới, bảo bối mà hắn nói tới chính là một khối đá đen tuyền, nó là một loại khoáng thạch quý hiếm, mang về có thể luyện ra được nửa cân huyền thiết. Trong lúc hắn đang đào tới đào lui thì tình hình xung quanh hắn không hề bình yên. Cách đó vài trượng dường như mặt đất đã trở nên tơi xốp hơn, từ phía dưới lại có thứ gì đó trồi lên. Lúc Triệu Bân chú ý tới thì mới thấy đó là một bàn tay đẫm máu trồi lên từ bên dưới lòng đất, sau đó một bàn tay thứ hai cũng trồi lên đẩy cả thân hình của thứ bên dưới lên khỏi lòng đất, thứ đó là một con quái vật hai đầu toàn thân đầy vảy. Tà vật! Triệu Bân không hề nghĩ ngợi mà đã nhanh chân bỏ chạy. Thứ tà vật này cũng có chút giống ma quỷ bên trong di chỉ ma vực, được hình thành từ tà niệm cùng máu huyết của con người sau khi chết đi. Chúng có thể có linh trí hoặc không? Cấp bậc càng cao thì linh trí càng mạnh. Giống. Tà vật kia ngay lập tức đuổi theo hắn, hai cái miệng há lớn phun ra lửa. Triệu Bân không dám đối kháng, hắn không có tu vi, không dùng được chân nguyên thì làm sao có thể đánh lại nó. Đúng là không có chuyện gì dễ dàng, đang đào bảo bối mà cũng không được yên, không ngờ hắn lại bước nhầm vào trong lãnh địa của tà vật rồi quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nó. Quả nhiên. Hắn vừa chạy ra khỏi mảnh đất khô cằn thì tà vật đã không đuổi theo hắn nữa. Suy đoán của hắn không hề sai, tà vật mà hắn vừa nhìn thấy trong chớp mắt đã hóa thành một vũng máu loãng dung nhập vào trong mảnh đất khô cằn, khi nào có sinh vật khác bước vào lãnh địa của nó thì nó mới nhảy ra ngoài. Ở trong mảnh đất khô cằn này chắc chắn không chỉ có một con tà vật, càng đi sâu vào trong thì tà vật tất nhiên sẽ càng nhiều. Ban đêm, biển mây đọa tiên. Triệu Bân dừng bước một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cả bầu trời rộng lớn đang bị mây mù bao phủ, thật đúng như lời người khác đồn đại, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài, hắn đã đi suốt đêm cũng không tìm được lối ra. Cấm địa này chắc chắn cũng có một tòa mê tung trận khiến cho người bên trong bị lạc đường. Hơn nữa, trong lúc đi vòng quanh nếu như không cẩn thận thì còn đụng phải rất nhiều cạm bẫy. Ở một nơi khác. Môn chủ La Sinh Môn cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Nhãn giới của cường giả thiên võ cũng vô dụng ở đây. Triệu Bân lại xuất hiện trong một rừng trúc có những thân trúc lớn hơn cả bắp chân. Nơi này có linh lực tràn trề dị thường, là một nơi rất tốt để tu luyện,
tuy nhiên bây giờ hắn đã không còn tu vi, đan hải, linh khiếu cùng kinh mạch, trạng thái vô cùng bế tắc, không thể nào hấp thu được linh lực ở đây. Hắn tiến thẳng vào trong rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một con sông nhỏ đang chảy róc rách. Trên con sông nhỏ có một cây cầu gỗ đã nhiều năm không có người đi qua cho nên bị đóng đầy cho bụi. Nước sông trong suốt, còn có thể nhìn thấy cá đang bơi lội tung tăng bên dưới. Triệu Bân không khách khí, ngay lập tức bắt lấy một con cá. Lúc hắn còn tu vi có thể mấy ngày liền không ăn cơm nhưng bây giờ hắn đã không còn tu vi, chỉ là một người bình thường cho nên rất nhanh đói. Hắn nhóm lửa rất nhanh, một lúc sau liền có món cá nướng thơm phức. Ta không muốn ở lại đây. Triệu Bân vừa ăn vừa lẩm bẩm. Mỗi khi lâm vào cảnh tuyệt vọng thì hắn lại nhớ đến một vị thần tên là Tú Nhi, trước đây khi hắn vào hang động quỷ minh hắn có sự chỉ dẫn của Nguyệt Thần cho nên mới có thể tìm được hoa linh hồn mà còn có thể sống sót bước ra khỏi cấm địa. Cuối cùng ngươi cũng không bị thương vô ích. Nguyệt Thần âm trầm nói. Cô ta cũng muốn quay trở lại nhưng lời nguyền quá mạnh khiến cho cô ta không thể không tiếp tục chiến đấu. Cô ta chiến đấu không chỉ để bảo vệ Triệu Bân mà còn để bảo vệ chính mình. Nếu như Triệu Bân chết thì cô ta cũng không thể sống được. Hửm. Mùi thức ăn thơm phức khiến Triệu Bân bất giác thở dài một hơi. Trong lúc đó đột nhiên có một luồng ánh sáng vàng bay ngang qua. Ngao, ngao. Bên trong đan hải của hắn, Tiểu Kỳ Lân đang nhảy qua nhảy lại. Còn có cây thần tạo hóa cũng đang rung lên. Rõ ràng là bọn chúng đã đánh hơi được mùi của bảo bối. Triệu Bân không nghĩ nhiều, ngay lập tức đuổi theo ánh sáng. Luồng ánh sáng vàng ở trước mặt hắn chẳng những có tốc độ rất nhanh mà còn giống như có linh tính, vừa ra khỏi rừng trúc đã lao vào một sơn cốc, bay một đoạn lại tiến thẳng vào một khu rừng rồi quay lại thêm một vòng nữa. Nét mặt của Triệu công tử đã đen như đít nồi, nếu như hắn có tu vi thì nhất định đã có thể đuổi kịp nó. Nhưng cho dù không có tu vi thì hắn vẫn có thể đuổi kịp. Hoặc có thể nói, hào quang màu vàng kia chui vào trong hang núi đã bị hắn chắn lại. Điểm sáng vàng kia còn muốn chạy, vừa lúc đụng phải hắn nên tức khắc hòa làm một. Ui cha! Triệu Bân lại rên khẽ một tiếng. Không thể trách hắn lại như thế, vì khi ánh sáng này chui vào trong cơ thể thì tu vi đã mất lại khôi phục được một chút. Cùng với điều đó, hắn cũng có thể điều động một chút chân nguyên và tiên lực rồi, cố chút là có thể mở ra nhẫn ma. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Hắn xem xét bên trong, dù tìm cỡ nào cũng không thấy được ánh sáng vàng kia. Ngược lại ngũ tạng lại như được nhuộm vàng, cảm giác rất kỳ diệu, giống như có thêm một sức mạnh thần bí. Cái gì thế? Triệu Bân lẩm bẩm, tĩnh tâm cảm nhận. Hắn nhìn hồi lâu cũng không thể tìm ra nguyên do. He he, Tiểu Kỳ Lân kêu lên như nhận ra gì đó. Cây thần tạo hóa cũng rung rinh ra vẻ mình cũng phát hiện. Khí căn nguyên huyết mạch. Triệu Bân nghe hiểu tiếng nói của Tiểu Kỳ Lân, là ý này. Thấy hai tên này kích động cơ đó, hắn biết thứ này là bất phàm. Chắc là còn Triệu Bân cất Long Uyên, lôi ra kinh viễn vọng hắn leo lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, trông về phía xung quanh. Nhìn một chút là nhìn tới nửa đêm. Tính thời gian thì bên ngoài đang là sáng sớm. Đoạ Tiên Vân Hải này lại vẫn tối thui, Triệu Bân ngẩng đầu nhìn trời, là mây mù che khuất thái dương. Đó là một mảng sương mù, cũng có cụm mây, tuy có ánh mặt trời chiếu xuống nhưng vẫn bị chắn hoàn toàn. Không còn sao. Triệu Bân thầm nghĩ, xuống đỉnh núi, lao tới một hướng. Hắn không tìm được ánh sáng vàng kia mà lại nhìn thấy một người quen. Đoán xem ai nào, môn chủ La Sinh Môn. Lúc trước, hắn đã dung hòa hai luồng khí căn nguyên huyết mạch nên đã khôi phục chút tu vi. Chớ xem thường chút tu vi này, nhiều đó giải quyết môn chủ La Sinh Môn cũng là dư giả. Nhưng giờ điều đáng ngại là hắn không tìm được người. Hắn đã tới chậm. Cô nương kia đã rời đi. Triệu Bân cởi giày, dùng đại địa linh chú để cảm ứng, truy tung vị trí của môn chủ La Sinh Môn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Đoạ Tiên Vân Hải, nơi này ngăn cách cảm ứng, hay cũng có thể do tu vi còn quá yếu nên không thể khống chế cảm giác để tìm ra hơi thở kia, thế càng khỏi phải nói tới việc tìm người. Mà Triệu Bân cũng không từ bỏ, tiếp tục truy vết. Hắn mạnh, đối phương yếu, cơ hội ngàn năm có một. Be, be. Tiểu Kỳ Lân lại hí vang khi đi ngang qua một đầm nước. Cây thần tạo hóa cũng rất ăn ý, rung rinh dữ dội liên tục. Chạy bên đó. Không cần Kỳ Lân nhắc, Triệu Bân cũng nhìn thấy rồi. Lại có tia sáng vàng.
không biết nó bay ra từ đâu mà xẹt ngang đỉnh đầu của Triệu Bân, lao thẳng vào nơi sâu hun hút. Nó như tia sáng mặt trời, rực rỡ chói chang, có linh tính hay không thì Triệu Bân chẳng biết, chỉ biết nó rất đáng giá. Đuổi theo một hồi cũng mất hết nửa canh giờ. Với sức chân của Triệu công tử thì không đuổi kịp, mà nếu không đuổi theo thì hắn phải mang một thân thương ở trong này. Nên biết đoạ Tiên Vân Hải này mang tiếng là cấm địa nên cạm bẫy trùng trùng, hắn dẫm phải vô số rồi, nơi đây như một u cốc, hở chút là có tà vật nhảy ra kéo hắn xuống vực sâu. Suýt chút nữa đã quên ngươi. Triệu Bân trở tay lấy ra hồ lô tím vàng. Hồ lô nhỏ này còn mang chức năng cắn nuốt, không chừng có thể nuốt lấy khí căn nguyên huyết mạch. Khi hắn thấy tia sáng vàng lần nữa đã là ban đêm, hơn nữa còn là hai tia, một đông một tây, bay loạn trong rừng núi. Thu! Triệu Bân khẽ quát một tiếng, giơ cao hồ lô. Hồ lô cũng không làm hắn mất mặt, nó thật sự hút được tia sáng vàng nhưng đó chỉ mới có một. Tia sáng vàng thứ hai lại như con thỏ, chạy quá nhanh, lúc hắn đuổi theo, kim quang đã biến mất không dấu vết. Thứ tốt! Triệu Bân lôi ra tia sáng vàng kia từ trong hồ lô nhỏ. Nói là ánh sáng nhưng cũng không quá chính xác. Đây là một tia khí có màu vàng, nhìn thoáng qua thì tưởng ánh sáng màu vàng. Triệu Bân cầm trong tay quan sát, dường như đây là một sức mạnh thần bí, theo như hắn đoán, có lẽ là sức mạnh huyết mạch, chỉ là không biết bắt nguồn từ loại huyết mạch nào. Hắn dung hợp với tia sáng vàng kia. Như lần đầu tiên, tia sáng vừa vào cơ thể là đã biến mất. Sau đó, tu vi lại được hóa giải thêm một chút, trong cơ thể lại có thêm một chấm vàng rực. Không tệ. Gật đầu, Triệu Bân cười lớn. Hắn lại lên núi, cầm theo kính viễn vọng, xem xét tứ phương. Lúc này, có vẻ hắn không quá may mắn. Hắn đợi đủ 3 ngày, không thấy tia sáng vàng kia xuất hiện. Cho đến ngày thứ 4, tia sáng vàng thứ 3 xuất hiện, bay vào một mỏm đá. Triệu Bân cầm hồ lô, dễ dàng tóm lấy nó, thuận tay sáp nhập vào trong người, lại một chút tu vi được giải khóa. Chút tu vi vừa được giải khóa cũng là một tia sức mạnh huyết mạch, dù hơi yếu, không thể nhận ra nhưng lại tạo cảm giác rất kỳ diệu. So với Triệu Bân, môn chủ La Sinh Môn lại không may mắn như thế. Mấy ngày nay, cô ta không trúng bẫy thì cũng là sắp dẫm trúng. Đến tận lúc này, toàn thân thê thảm chật vật vô cùng. Ngày này, Triệu công tử hắt hơi không biết bao nhiêu lần. Hết cách, người muốn thăm hỏi tổ tiên hắn quá nhiều. Mà môn chủ La Sinh Môn cũng nằm trong số đó. Có lẽ cô ta cũng chẳng được yên thân cho lắm. Tuy công pháp và bí thuật vẫn còn nhưng đây là lần đầu tiên cô ta một người danh tiếng hiển hách, hành tẩu nhiều năm lại bị một tiểu võ tu gài thua hết lần này đến lần khác. Hắt, xì. Triệu Bân xoa mũi, lại hắt hơi một cái. Cái hắt hơi này lại dọa một tia sáng chạy ra khỏi lòng đất, nó chạy rất nhanh, bay thẳng lên trời cao nhưng rất nhanh đã bị Triệu Bân tóm lại. Sau mấy ngày, hắn có chút thu hoạch. Ánh sáng vàng này đúng là thứ tốt, hào vào trong cơ thể là biến thành sức mạnh. Vào đêm, hắn nghỉ chân trước một vách đá. Trên vách đá này khác với những chỗ khác, bên trên có khắc một chữ. Không biết chữ này do ai khắc nhưng bên trong chứa khí uẩn rào rạt, mang theo ý cảnh như có như không, cẩn thận nghe thì dường như có cả âm thanh, thế này thì quá là huyền hoặc, võ đạo tu luyện thể phách, nhưng đạo chân chính lại tu luyện pháp tắc. Đến nay, hắn vẫn không rõ, rốt cuộc là loại tu luyện nào. Đối với vấn đề này, Nguyệt Thần cùng chi phân hồi hai chữ, cảm ngộ hai chữ này bao hàm rất nhiều đạo lý. Do đạo hạnh của hắn quá thấp, không hiểu rõ và đạo thì càng khỏi phải nói tới pháp tắc, muốn ngộ đạo chắc cùng phải tới cấp tiên, mà dù có thành tiên siêu thoát phàm tục cùng chưa chắc ngộ ra pháp tắc. Triệu Bân không nhúc nhích hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào con chữ kia. Nhìn hồi lâu, tâm thần không khỏi bị sa vào trong. Đến giờ phút này, Triệu Bân như biến thành bức tượng, không hề động đậy, chân mày của hắn lúc thì giãn ra, khi lại nhíu chặt, vẻ mặt lại có chút hoang mang, sau lại như hiểu ra gì đó. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không thể tiến vào ý cảnh, dù hắn thật sự đã thấy ý cảnh nhưng vẫn mãi không thể tiến vào. Cứ thế trôi qua 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4 mới thấy hắn run lên, trong mắt lóe lên tia sáng, ý thức mê ly, cuối cùng cũng đã tiến vào ý cảnh. Chung quanh là một mảng trắng xóa, không có gì cả, không người không sự vật, chỉ có từng luồng mây mù quanh quẩn, ánh trăng mờ mịt như tỏa ánh sáng vàng, bên trong ẩn chứa màu sắc dị thường. Đây là ý cảnh sao? Triệu Bân lẩm bẩm, kinh ngạc hồi lâu. Trong giây phút chớp mắt ngẩn ngơ,
một bóng người mềm mại thoáng qua. Hắn không thể thấy rõ, chỉ biết là một người, bóng người hư ảo, có lẽ là chủ nhân của ý cảnh. Hắn cũng đã lên tiếng chào hỏi nhưng không ai trả lời, phản hồi lại là âm thanh cổ xưa, vang vọng không ngừng trong ý cảnh, bóng người hư ảo cuối cùng cũng xuất hiện rồi, toàn thân người này bao phủ bởi hào quang vàng rực rỡ. Mà thế giới trong ý cảnh cũng thay đổi. Nơi trống rỗng trở nên hỗn độn, sau hỗn độn thì dần biến ra trời đất, xuân hạ thu đông thay đổi liên tục, sông núi cỏ cây trải dài, hệt như quá trình phát triển biến hóa trời đất thuở sơ khai. Triệu Bân xem mà hoa cả mắt. Đây cũng là đạo sao, có thể phát triển biến hóa vạn vật. Đối với Triệu Bân, thật ra hắn không hiểu lắm nhưng sự diễn biến quá trình này lại giúp hắn nhìn ra một góc tảng băng chìm. Đạo là biến hóa muôn vàn, vạn vật thế gian đều có thể là đạo, còn ngộ ra bao nhiêu thì đều phải dựa vào chính mình. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Bân mở mắt, trở về hiện thực. Đôi mắt hắn trở nên thâm thúy rất nhiều, còn có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Lại xem vách đá thì con chữ kia đã biến mất. Triệu Bân dụi mắt để nhìn lại thì chữ kia đã biến mất không còn dấu vết. Mấy ngày nay, hắn chẳng khác nào chìm đắm trong một giấc mộng, mà đầu óc vẫn còn khá mơ màng, khi nhớ lại những gì đã thấy trong ý cảnh, mọi thứ đã trở nên mơ hồ như thể trí nhớ đã thoái hóa, ký ức biến mất. Thật quái lạ. Triệu Bân ngây người, lẩm bẩm. Tiểu Kỳ Lân hí lên một tiếng, kéo lại ý thức hắn từ trong cơn mê. Triệu Bân tỉnh táo, vô thức nhìn vào nơi sâu thẳm, đúng là đã có tia sáng kỳ dị xuất hiện, mây mù che lấp bầu trời đều được nhuộm thành màu sắc rực rỡ, ngoài ra còn có khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt. Có dị bảo, hai mắt Triệu Bân rực sáng, lao thẳng về phía kia. Không chi Triệu Bân thấy mà môn chủ La Sinh Môn cùng phát hiện có điều cô ta không may mắn lắm trong quá trình chạy tới còn té xuống hầm đạp vào trận vận truyền tổng khi xuất hiện lần nữa là đã ở trong một rừng đào. Dẫn tường là có thể dễ dàng đi ra nhưng sau đó mới biết khu rừng là một trận pháp, qua lại 10 vàng cùng không ra nổi hơn nữa còn phải đánh với rất nhiều là vật. Hơn nửa đêm rồi còn không ngủ à. Trong núi, Triệu Bân vừa đi vừa ngắm. Tối nay, trong đoạ Tiên Vân Hải rất náo nhiệt, chung quanh đều có động tĩnh, phần lớn là mãnh thú, cũng có tà vật đáng sợ. Nhìn lên trời có thể thấy từng đàn chim bay qua, lao tới nơi sâu nhất. Từ đó có thể thấy được. Trong cấm đúng là có bảo tàng. Mà mấy con này chắc là đang chạy tới đoạt kỳ bảo. Triệu Bân lén lút, không dám quá lộ liễu, sợ mình sẽ bị mãnh thú hay tà vật mạnh theo dõi, dù gì tu vi của hắn cũng bị áp chế, tuy đã nuốt vài tia sáng vàng nhưng tu vi được giải khóa có hạn thôi. Chẳng biết từ lúc nào, hắn dừng bước. Hắn núp ở sâu trong rừng, cầm kính viễn vọng để quan sát. Nơi ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đúng là một tế đàn, mà mãnh thú, cầm thú và tà vật đều tụ lại bên ngoài tế đàn, không con nào dám tiến lên, xung quanh tế đàn mấy ngàn trượng không hề có vật sống. Chúng sợ tế đàn này sao? Triệu Bân trầm ngâm, nhìn ngó chung quanh. Suy đoán này khá đáng tin, vật sống chạy tới đây đều mang theo sự tham lam lẫn e ngại trong mắt. Tham lam khiến chúng điên cuồng, có vài mãnh thú mạnh luôn thăm dò ở ranh giới, dò xét một chút rồi dò thành cho luôn, chúng bị hào quang từ tế đàn càn quét. Triệu Bân nuốt nước bọt. Hiển nhiên trên tế đàn có cấm chế cực mạnh, dù là mãnh thú cấp chuẩn thiên, dám đặt chân vào vùng cấm thì vẫn bị càn quét, mấy con vật khác thấy thế đều đồng loạt lùi ra sau. Trong sự e sợ càng nhiều thêm tia tham lam, điều này khiến Triệu Bân rất ngạc nhiên, là thứ gì mà chúng nó lại khát vọng như thế. Hắn nhìn thẳng tế đàn. Nếu đoán không sai thì bên dưới có bảo vật bị phong ấn. Còn về việc đó là gì? Hắn cũng không rõ nhưng nhìn động tĩnh của trời đất thì biết đó là bảo bối quý giá, bằng không cũng chẳng có nhiều sinh vật sống trong này tụ lại đây, có vẻ chúng đều muốn thứ được phong ấn bên dưới tế đàn. Thú thật Triệu công tử cũng muốn mà. Tuy không chiếm được nhưng nhìn một cái cũng chẳng mất gì. Gào! Triệu Bân nhìn lên, lại có thêm sinh vật chạy tới. Hai mắt hắn đảo loạn, chim bay cá nhảy gì cũng có. Số lượng rất khổng lồ. Khó trách những người tầm bảo tới đây từ xưa tới giờ đều không ai sống sót ra ngoài được. Đoạ Tiên Vân Hải này sẽ làm mất tu vi thành người thường, thế thì sao đấu được mấy con này? Mà mấy thứ này ít ra còn thấy được. Chẳng biết mấy cạm bẫy ngầm còn bao nhiêu nữa kìa. Vù! Tế đàn đột nhiên rung lên, từng cụm vân khí tỏa ra. Trước! Tiếp! Vật còn sống thấy thế đều trở nên cuồng loạn, thi nhau nhào tới. Hình ảnh sau đó rất máu me.
cấm chế của tế đàn lại có tác dụng, từng mảng kiếm khí phóng vèo vèo ra. Những sinh vật lao lên đều bị giết, kiếm khí bổ ra 7-8 mảnh, mấy con mạnh còn sống được, nhưng số còn lại chết chỉ dưới một đòn. Không thiếu những sinh vật đạt tới cấp chuẩn thiên, Triệu Bân nhìn mà sợ tới mức muốn tè ra quần, cấm chế rất mạnh, mạnh tới mức dù là thiên võ bước vào cũng chưa chắc ra được. Vì thế mới tò mò rốt cuộc bên dưới có bảo vật gì. Triệu Bân nhìn Kỳ Lân, mặt mũi tên nhóc này thì ngơ ngơ ngác ngác. Kỳ Lân nhìn không ra nhưng Nguyệt Thần lại khá rõ, đồ tốt đó nha, căn nguyên huyết mạch. Hơn nữa đó là huyết mạch cực bá đạo, huyết mạch cỡ này không còn xuất hiện từ mấy vạn năm trước rồi, ít nhất thì sau khi cô ta thành thần cũng chưa nhìn thấy lần nào nữa, chẳng ngờ ở nhân gian lại có căn nguyên. Cấm địa vô cùng náo nhiệt. Từ bên ngoài nghe ngóng, Đoạ Tiên Vân Hải có thêm tiếng mãnh thú giống gào. Từ bên ngoài nhìn vào, Đoạ Tiên Vân Hải có thêm hào quang muôn màu muôn sắc vọt thẳng lên trời. Có dị bảo xuất thế à? Không ít người nghe được động tĩnh nên chạy tới đây. Từ đằng xa đã trông thấy ánh sáng màu sắc cùng với ảo ảnh mờ mờ ảo ảo, nếu chăm chú lắng nghe, dường như còn có một thứ đạo âm cổ xưa, bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy lòng dạ rối bời. Hay là vào trong xem thử. Ai muốn vào cứ vào, lão phu vẫn còn muốn sống thêm vài ngày nữa. Nhìn thôi là được, đừng có tìm chỗ chết. Đám đông tụ tập ở đó, không ít âm thanh hỗn tạp. Nói đến nửa đêm cũng không ai dám tiến vào, người có chút kinh nghiệm đều biết tới hung danh của Đoạ Tiên Vân Hải, vào đó dạo chơi rồi không thể nào sống sót mà trở ra được. Cho dù có là cao thủ thiên võ, chỉ cần tiến vào khu vực đó, lập tức bật vô âm tín. Không ai biết ở sâu trong màn xương kia có thứ gì, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, chỉ biết rằng biển mây giống như một lớp mặt nạ thần bí, mang đến màu sắc huyền ảo cho khu cấm địa. Growl. Sâu trong cấm địa, tiếng gầm gào vang lên không dứt. Vật sống tập trung lại ngày càng nhiều. Chăn khổng lồ, nhện, rết, xài lang hổ báo. Muốn gì cũng có. Triệu Bân vỡ nở đó nhìn tới nhìn lui tế đàn rất cổ xưa, cấm chế trên đó cực kỳ bá đạo. Người nào dám tiến vào khu vực này, bất kể là và tu địa tạng hay chuẩn thiên đều bị tấn công ngay lập tức, đồng thịt nát xương tan kia kia chính là minh chứng rõ nhất. Còn về việc tại sao lại có ánh sáng màu sắc, chắc hẳn là tháng qua đi khiến phong ấn trên tế đàn bị nứt, khi tức lộ ra bên ngoài thu hút vật sống tới gần đang đợi gì thế đợi tế đàn được gờ phong ấn à. Triệu Bân lầm bầm, vật sống tập trung lại đây dường như đang chờ đợi. Dường như sau đó sẽ có một bữa tiệc no nê, mà chúng tới đây là để dự tiệc. Thu hồi ánh mắt khỏi tế đàn, hắn lại đảo sang nhìn xung quanh. Động tĩnh lớn như thế này, môn chủ La Sinh Môn chắc hẳn sẽ tới. Nhìn quanh một vòng cũng không thấy ả đàn bà kia đâu. Triệu Bân không khỏi lầm bầm, môn chủ La Sinh Môn chắc không phải chết rồi đấy chứ. Hắn tự thấy suy đoán này rất đáng tin, dù sao thì trong cấm địa đâu đâu cũng là bẫy dập. Mất hết tu vi thì khả năng sống sót gần như bằng không, chỉ sơ sẩy một chút đã rơi xuống hố, bị hung thú tha đi mất hoặc bị tà vật cắn nuốt, đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đoạ Tiên sở dĩ có hung danh như thế đâu phải là đùa cợt. Đùng! Đột nhiên, một tiếng nổ lớn lại vang lên từ tế đàn. Sau đó, chỉ thấy bên trong tế đàn vọt ra một mảng sáng màu vàng kim. Khí căn nguyên của huyết mạch. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời. Chỉ liếc qua đã nhận ra nó là thứ gì. Chắc chắn là khí căn nguyên của huyết mạch, chẳng qua là bị bao phủ bởi một tầng hào quang, nhìn qua còn tưởng là ánh sáng vàng ấy chứ. Đó là thứ tốt, nuốt rồi có thể khôi phục được tu vi, tích lũy thêm sức mạnh của huyết mạch, nhiều lợi ích. Chẳng trách vật sống đều chạy tới đây. Đúng là một bữa thịnh yến. Khi hắn nhìn sang, ánh sáng vàng đã chia làm vô số luồng sáng, bắn ra ngoài. Gào! Đám động vật sống phấn chấn vô cùng. Chúng đến đây vì ánh sáng này, đám mãnh thú lớn há to miệng, gắng gượng hấp thu ánh sáng vàng. May mà thứ ánh sáng này rất nhiều, chúng chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ, các mãnh thú nhỏ hơn cũng có phần, con nào con nấy nhìn chằm chằm vào luồng sáng kia, liên tục đuổi theo. Soạt! Triệu Bân cũng không rảnh rỗi, hắn lao nhanh như cắt. Một tay hắn cầm theo hồ lô nhỏ, thấy ánh sáng vàng là thu vào vì quá nhiều. Vài ba ngày trước đó không thấy một luồng sáng nào, đêm nay thì đâu đâu cũng có, mà còn không phải ánh sáng tĩnh, bởi vì chúng vọt qua vọt lại liên tục. Hắn cố hết sức, để dành ánh sáng, khôi phục thêm nhiều tu vi, trước khi ra ngoài phải giữ được tính mạng cho chính mình. Đùng, quỳnh,
Đoạ Tiên Vân Hải trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhiều mãnh thú có hình thể to lớn nếu chỉ đứng một chỗ thì không sao, nhưng một khi chúng chạy nhảy thì khung cảnh rất hoành tráng, từ trên nhìn xuống chẳng khác nào cơn thủy triều, mặt đất cũng vì thế mà rung lắc, ngọn núi rung chuyển, đất đá bay mù mịt, cây cổ thụ chọc trời cũng đổ rạp. Sốt, Triệu Bân nhanh tay lẹ mắt, thu thêm được một luồng sáng. Không đợi hắn chạy đi đã thấy một anh bạn ta lớn bể nhào tới. Đó là một con sói lửa ba đầu, cao hơn 3 mét, toàn thân có ngọn lửa bốc cháy hừng hực, đôi mắt để ngầu cực kỳ bạo ngược, thấy ánh sáng vàng bị thủ mất, nó nhìn chằm chằm Triệu Bân khóe miệng chảy ra nước dài màu đỏ. Đừng ép ta nổi điên. Triệu Bân mắng ầm lên, nói lời tàn nhẫn nhất nhưng làm chuyện hèn hạ nhất. Miệng thì mắng vậy chứ hắn quay đầu bỏ chạy. Hắn có tu vi đấy, nhưng gần như không đáng kể, mà con sói lửa kia là hung thú cảnh giới địa tạng đấy. Hổ xuống đồng bằng, đến chó cũng có thể khinh rẻ. Hắn càng chạy thì sói lửa càng đuổi theo, ngọn lửa bắn ra khắp nơi. Rừng cây bị thiêu cháy thành biển lửa, cũng thiêu Triệu Bân đen thui. Không biết đến lúc nào, con sói lửa ba đầu mới dễ sang hướng khác, bởi vì có một luồng sáng màu vàng xẹt ngang qua, trùng hợp là khoảng cách cũng rất gần. So với việc đuổi theo loài người, luồng sáng này có vẻ dễ đuổi theo hơn. Phù! Triệu Bân thở phào một hơi, chuồn ngay tức khắc. Ánh sáng vẫn còn khá nhiều, chúng vọt khắp khu cấm địa. Đám động vật sống điên cuồng đuổi theo, nếu đuổi được thì còn đỡ, không đuổi theo được thì bắt đầu tranh giành. Cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn đúng, kể cả ở trong Đoạ Tiên Vân Hải. Động vật sống mà lớn mạnh chuyên làm chuyện cướp bóc. Triệu công tử trông thấy rõ ràng, một con rết khổng lồ bị một con chim khổng lồ màu đỏ thẫm xé nát thành từng mảnh. Cảnh tượng đẫm máu như thế tiếp diễn ở rất nhiều nơi, vì giành ánh sáng vàng mà không thể không ra tay. Thảm trạng này kéo dài suốt 8-9 ngày. Tới ngày thứ 10, tiếng giống gào mới dần tan đi. Bữa thịnh yến cuối cùng cũng hạ màn. Đoạ Tiên Vân Hải trở thành một đống hỗn độn, xác động vật sống có mặt ở khắp nơi, máu tươi chảy thành dòng như những con suối nhỏ, từng luồng huyết khí đậm đặc nhuộm hồng cả biển mây. Phụt! Triệu Bân đi đứng lảo đảo, vừa đi vừa ho ra máu. Hắn cướp được khá nhiều ánh sáng vàng, nhưng cũng phải trả cái giá thảm khốc, gặp phải một con báo đen nên bị nó cắn mất một cánh tay, sau lưng còn kinh hãi hơn, da thịt bị cào nát, có thể trông thấy cả xương sống. Nếu là ngày thường, lưu chuyển trường sinh quyết là có thể khôi phục rất dễ dàng. Bây giờ tu vi yếu ớt, năng lực tái sinh bị áp chế, tốc độ hồi phục cực kỳ chậm. Không lâu sau, hắn tiến vào một hang động. Tuy bị thương thê thảm nhưng hắn mỉm cười rất vui. Cầu cạnh phú quý trong hiểm nguy, đúng là không sai. Những ngày qua hắn cướp được không ít ánh sáng vàng. Khí căn nguyên của huyết mạch còn kỳ dị hơn trong tưởng tượng của hắn. Mỗi khi nuốt một luồng sẽ nhuốm thêm một chút vàng kim, sức mạnh huyết mạch thần bí di chuyển khắp kỳ kinh, thậm chí có thể tẩy luyện thể phách. Nếu số lượng đủ dùng, thứ này chắc chắn có thể giúp thân xác của hắn thoát biến, đến mức cả võ hồn cũng có thể niết bàn. Trong tế đàn phong ấn huyết mạch sao? Triệu Bân trầm ngâm, lưu chuyển trường sinh quyết. Chắc chắn liên quan tới huyết mạch. Trước, tiếp, suy xét một hồi, hắn khẳng định chắc chắn. Mới chỉ là khí căn nguyên của huyết mạch đã có sức mạnh thần kỳ thế này thì đó chắc chắn không phải huyết thống thông thường. Theo hắn thấy, thứ này còn đáng sợ hơn thể tiên linh. Huyết mạch trên thế gian này có hàng ngàn vạn, không phải tất cả huyết mạch đều có thể hình thành nên thể chất đặc thù, cũng không phải tất cả huyết mạch đều có thể nuôi dưỡng ra căn nguyên. Hử! Khi đang trị thương, Triệu Bân chợt nghe thấy âm thanh sột soạt. Hắn vội vàng thu khí tức, ẩn mình vào trong cửa động, nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt là một bóng người, tuy che giấu bằng lớp áo đen nhưng hắn vẫn nhìn ra được đó là một ông già một tay, đi đứng rất thận trọng, dọc đường cứ nhìn trái ngó phải, vô cùng cảnh giác. Người của thi tộc, Triệu Bân nhìn thấy mà nhướng mày, hay nói cách khác, hắn thấy bất ngờ. Hắn và thi tộc có duyên thật đấy, vậy mà còn có thể chạm mặt ở Đoạ Tiên Vân Hải. Thế mà ông ta có tu vi. Vài ba giây sau, hắn lẩm bẩm. Đúng vậy. Ông già một tay kia có tu vi, tạo ngộ có lẽ cũng giống hệt như hắn, nuốt không ít ánh sáng màu vàng, khôi phục khá nhiều tu vi. Không biết ông ta tiến vào đây từ lúc nào, chỉ biết rằng ông ta là một nhân tài. Bất kỳ ai có thể sống sót ở trong cấm địa đều là nhân tài. Ông già một tay càng đi càng xa dần. Triệu Bân không đuổi theo, trạng thái hiện giờ của hắn không tiện dùng tới võ. Đợi khi thu hồi ánh mắt,
hắn tiếp tục trị thương. 3 ngày sau mới thấy hắn ra khỏi hang động, đi về phía tế đàn. Giống như hắn đoán, ông già một tay cũng đang ở đó, đang đứng ở vòng ngoài quan sát tế đàn, ánh mắt có vẻ khiếp sợ vì cấm chế trên tế đàn sở hữu lực sát thương rất khủng khiếp. Một cánh tay của ông ta bị mất ở chỗ này, nếu không chạy nhanh chắc đã bị đánh thành tro rồi. Dù khiếp sợ, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ tham lam không hề giấu giếm. Triệu Bân đoán ra được bên trong phong ấn thứ gì thì người đến cấm địa sớm hơn như ông ta. Lại đoán không ra. Tiếc rằng ông ta không vào được. Tu vi quá yếu, tiến gần sẽ chết. Cảnh giới chuẩn thiên. Cảnh giới thiên võ. Triệu Bân nấp sau mỏm đá, lén lút nhìn ông già một tay. Không biết trước khi mất hết tu vi, đối phương đạt tới cảnh giới nào, nhưng chí ít cũng phải là chuẩn thiên. Chưa biết chừng còn là một cao thủ thiên võ. Trông có vẻ như ông ta tiến vào cấm địa đã nhiều năm, trong thời gian này đã nuốt rất nhiều ánh sáng vàng. Cùng cảnh ngộ mất hết tu vi nhưng tu vi sau khi hồi phục của ông ta cao hơn hắn. Hắn mới tới cảnh giới ngưng nguyên, đối phương đã là võ tu huyền dương rồi. Tất nhiên, đây là tu vi ở bên trong cấm địa. Nếu ra khỏi đoạt tiên vân hải, tu vi sẽ lập tức khôi phục như cũ. Đây chính là chỗ quỷ dị của đoạt tiên vân hải, kỳ quái hơn hang động quỷ minh rất nhiều. Ai thế? Ông già một tay đột nhiên nhìn lại, đánh ra một luồng sáng về phía này. Triệu công tử nhướng mày, đúng là đánh giá thấp khả năng cảm nhận của ông ta rồi. Phải biết rằng, toàn thân hắn được bịt kín mít, đã vậy còn dùng nhiều bùa ẩn giấu, thế mà ông ta vẫn phát hiện ra. Soạt! Hắn cất bước trốn về sau. Hắn vừa đi. Mỏm đá đã bị luồng sáng kia đánh nát. Võ tu. Ông già một tay trông thấy mà kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ rằng, ngoài ông ta ra, ở trong đoạt tiên vân hải vẫn còn người khác. Soạt. Ông ta đuổi theo, phóng ra một đống kiếm khí. Triệu Bân dùng võ hồn ngự kiếm, dốc sức ngăn cản, kiếm khí và long uyên va chạm làm tóe ra rất nhiều ánh lửa, làm hắn chịu dư chấn không nhẹ. Ngưng nguyên đối đầu với huyền dương. Dường như hắn không phải đối thủ của ông ta. Dù đúng là đã khôi phục không ít tu vi, nhưng hạn chế bên trong cấm địa vẫn còn, nhiều thủ đoạn không dùng được, ví dụ như thiên nhãn thuấn thân. Với tu vi này, hắn không thể ngưng tụ được đồng lực, tất nhiên cũng không thể dùng thiên nhãn thuấn thân. Đi đâu hả? Ông già một tay cắm cây trượng đầu rồng xuống đất, một tay niệm chú. Trong thoáng chốc, sóng gió nổi lên từ phía Triệu Bân trốn đi, nuốt gọn đất trời. Đúng chuẩn bí pháp thủy độn. Triệu Bân chạy quá nhanh, nhất thời không phanh kịp, đâm đầu vào cơn sóng. Phong! Ông già một tay thét lên, ấn chú lại thay đổi. Ông ta vừa dứt lời, sóng dữ kết thành băng từng tấc một, sắp sửa đóng băng luôn cả Triệu Bân. Triệu Bân cưỡng ép mở thiên cháo hộ thể, phá tan lớp băng, thoáng chốc chuồn đi mất tăm. Thiên cháo hộ thể! Ông già một tay khẽ nheo mắt, người của Dương Thiên Thế Gia. Xem ra ông ta bị nhốt ở đoạt tiên vân hải này quá lâu rồi, lạc hậu với thời đại, tất nhiên không biết rằng đại hạ sản sinh ra yêu nghiệt nghịch thiên, dù là bí pháp không truyền ra ngoài của Dương Thiên Thế Gia cũng dùng rất trơn tru. Vào đêm, Triệu Bân quay lại hang động. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc xe nỏ, lắp cường nỏ, nhắm đầu nỏ vào miệng hang. Cứ đợi đó đi, ông già một tay kia sẽ nhanh chóng tìm tới đây, bởi thế khi trốn đi hắn cố tình để lộ sơ hở. Tỏa ra một ít khí tức. Với khả năng cảm nhận của lão già một tay, chắc chắn ông ta có thể bám đuôi tới đây. Mà hắn chỉ việc ôm cây đợi thỏ là được. Ở trong cấm địa bị hạn chế quá nhiều, hắn không dùng được bao nhiêu năng lực chiến đấu. Thế nên, chỉ có thể dùng cách bẫy người. Chưa được bao lâu, lão già một tay thực sự chạy tới. Ông ta không ngốc, dùng hắc bào che chắn kỹ càng, nín thở, đồng thời cũng dùng bùa ẩn giấu. Nhưng những thứ này lọt vào mắt Triệu Bân đều là vật trang trí. Là ngươi tự ra đây hay để lão phu lôi ngươi ra? Lão già một tay mỉm cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào sơn động, chắc chắn rằng Triệu Bân ở bên trong. Ta không ra đâu trong này mắt hơn, Triệu Bân đáp rất tùy ý. Luyện người thành con rồi chắc cũng là lựa chọn khá đấy, ông già một tay mỉm cười dữ tợn, tiến bước vào trong tới nào cưng Triệu Bân mỉm cười tiện tay dỡ bỏ cấm chế của xe no. Phụt! Trước, tiếp, máu me bắn tóe ra, lão già một tay bị tiêu diệt, chân trước vừa tiến vào hang động, chân sau đã ăn một phát cường nỏ nên bay ngược từ trong hang ra ngoài, găm vào vách đá ở phía đối diện, sau đó bùa nổ đùng đùng nổ tung.
vì sợ nổ chết đối phương nên Triệu công tử không dùng bùa nổ cấp cao, chỉ dám dùng bùa nổ cấp thấp. Dù phải giết, hắn cũng phải kiếm được ít bí tịch rồi mới giết. Ông già một tay bị tàn phế ngay tại chỗ vì vụ nổ, máu me và xương cốt bắn tứ tung. Triệu Bân rất biết chừng mực, mới chỉ chết dở sống dở thôi. Á! Tiếng thét thê thảm của lão già một tay vô cùng bén nhọn. Ông ta đã đánh giá thấp đối thủ, mẹ kiếp, thế mà hắn có cả chiếc xe nỏ, chỉ lơ đễnh một chút đã bị trúng chiêu rồi. Tiền bối, trùng hợp quá nhỉ. Triệu Bân ra khỏi hang động, xách kiếm Long Uyên theo cùng. Ông già một tay tóc tai rối bời, nghiến răng nghiến lợi. Đã bị bùa nổ cho nổ đến mức này nhưng vẫn tấn công được, đôi mắt của ông ta bắn ra một luồng huyết quang, hóa thành kiếm quang, chém về phía Triệu Bân. Uỳnh! Triệu Bân vung kiếm, chém bay luôn nó. Ông già một tay ho ra máu, ông ta đã đến giới hạn rồi, lập tức mất hết khả năng chiến đấu. Triệu Bân không thừa lời, đặt bàn tay lên đầu ông ta, sử dụng thuật soát hồn. Á! Tiếng gào thống khổ cũng theo đó mà vang lên. Trên ký ức của ông già một tay tuy có cấm chế nhưng không ngăn được hành vi cưỡng đoạt của thuật soát hồn, bí tịch bị đào ra, ông ta đúng là người của thi tộc, thân phận còn không thấp, là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên. 10 năm trước ông ta đã tới Đoạ Tiên Vân Hải để tìm kho báu, không ngờ bị nhốt bên trong cấm địa. Đối với mấy thứ này, Triệu Bân không quan tâm. Điều hắn quan tâm là tế đàn kia. Từ trong ký ức của lão già một tay, Triệu Bân thấy được, cứ mỗi khi gặp trăng tròn, tế đàn sẽ bắn ra ánh sáng màu vàng kia, quả thực có huyết mạch được phong ấn bên dưới tế đàn, đã vậy còn là căn nguyên của huyết mạch, tiếc rằng ông già này cũng không biết cách tiến vào đó, cứ lượn lờ ở bên ngoài hơn 10 năm mà chưa tìm thấy lối vào. Không lâu sau, tiếng la hét tắt lịm. Ông già một tay chết rồi, đi xuống suối vàng ngay tại chỗ. Tâm trạng lúc chết của ông ta chắc hẳn là rất phiền muộn, cũng rất buồn bực. Dù sao cũng từng là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên mà bỏ mạng như thế thì đúng là uất nghẹn. Nếu có thể quay lại lần nữa, ông ta sẽ không bao giờ tới Đoạ Tiên Vân Hải. Đây là một cái bẫy, nhốt ông ta suốt 10 năm trời. Báu vật chẳng tìm được món nào, còn mất mạng ở đây. Lên đường thong thả, Triệu Bân thu kiếm, bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Trước, tiếp, không hổ là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên, báu vật mà ông ta siêu tầm rất là đỉnh. Ví dụ như cây trượng đầu rồng, không phải vật tầm thường, nó được đúc từ huyền thiết kim dương. Loại huyền thiết này không có trong lãnh thổ đại hạ. Sau khi hủy thi diệt tích xong, hắn lại tới tế đàn. Lần này không ai làm phiền nữa, nhưng hắn không lại tới quá gần. Lấy tế đàn làm trung tâm, trong phạm vi 100 dặm là khu vực cấm tuyệt đối, ai tiến vào cũng bị tấn công. Hắn đứng ở bên lề, nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Tế đàn cổ xưa này bám đầy bụi bặm theo năm tháng. Giống như lúc đó hắn đã đoán, bên trên có vết nứt. Thời gian lâu dần, phòng ấn đã bị hư hỏng, mới khiến khí căn nguyên của huyết mạch tràn ra ngoài. Soạt! Hắn biến ra một phân thân, dùng phân thân để dò đường. Phân thân này chết một cách thê thảm, vừa bước vào đã bị nổ banh xác rồi, còn có một chút sát ý len lỏi theo phân thân chém về phía bản tôn. Làm Triệu Bân sợ hãi cuống quýt bay về phía sau để trốn. Ai xây cái tế đàn này thế, Triệu Bân cảm thán. Không biết do ai xây dựng, nhưng chắc chắn là một cao nhân. Khỏi nói đến thứ khác, chỉ tính riêng cấm chế trên tế đàn này, đúng là không nể nang ai, thấy ai cũng đánh, đến cả phân thân cũng không ngoại lệ. Đánh thì đánh đi, còn ảnh hưởng tới bản tôn, may mà hắn cơ trí, không thì sẽ rất thê thảm. Sau một thoáng bình ổn tâm trạng, hắn mới sải bước. Hắn vòng quanh khu cấm địa đó, lượn tới lượn lui. Nhìn suốt mấy ngày trời chẳng nhìn ra manh mối nào. Sau cùng, chỉ còn hai chữ lúng túng. Rõ ràng biết bên trong có báu vật, nhưng không thể qua đó được, rất là lúng túng đấy. Lão tiền bối kia thật là, để lại báu vật cho hậu thế, còn bày đặt chiêu trò như vậy. Dù muốn thử thách cũng đừng xây một đường chết chứ. Nhìn đống hài cốt kia, có trời mới biết nó đã giết bao nhiêu người. Hay nói cách khác, mục đích của nó là để giết người. Vị tiền bối kia rảnh rỗi tới vậy sao? Triệu Bân sờ cằm, đứng đó mà lầm bầm. Trong này ắt sẽ có huyền cơ, ví dụ như lối vào, nhưng hắn người trần mắt thịt vẫn chưa nhìn ra. Nếu Tú Nhi vẫn ở đây, chắc chắn có thể nhìn thấu ngay. Ôi! Thở dài một tiếng, hắn quay người bỏ đi. Tình cảnh lúc này của hắn cực kỳ lúng túng.
không tìm được huyền cơ của tế đàn, cũng không tìm được lối ra. Mê tông trận trong âm thầm vẫn luôn đảo lộn phương hướng, về điều này, lão già một tay đi trước có trải nghiệm cực kỳ chân thật, ông ta lượn vào ngờ nơi này 10 năm mà không ra được, nếu cho hắn 10 năm, chắc hắn không chịu nổi. Khi đi ngang qua một vách đá hắn đột nhiên điêng lai. Trên vách đá đó cùng khắc một chữ đạo. Ánh mắt của Triệu Bân trở nên kỳ lạ, chữ đạo này và chữ đạo trước đó hắn từng thấy dường như là cùng một chữ, bất kể là nét bút hay ý vận đều giống y như đúc, điều này rất thần kỳ. Trước đó tiến vào ý cảnh trong đạo, lúc ra không thấy chữ đạo đâu, hóa ra nó chạy tới đây. Nó là lối vào, dùng máu nhuộm đạo. Trong u tối, Nguyệt Thần nhắc nhở hắn một tiếng. Thế nhưng lời nguyền quá mạnh, ngăn cản lời nói của cô ta. Tất nhiên Triệu Bân không nghe thấy, hắn đi tới trước vách đá, đảo mắt nhìn chữ đạo này, thỉnh thoảng còn giơ tay sờ vào nó một hồi, chẳng có gì xảy ra, nhưng bị chữ đạo này đè nén tới mức không thở nổi. Đây mới chỉ là một chữ viết đã có uy thế cỡ này. Nghĩ cũng đủ biết, người viết chữ đạo này đáng sợ tới mức nào. Chí ít phải là một vị tiên. Nếu không phải cảm ngộ đặc biệt về đạo, cũng không viết ra được bút tích này. Lại một lần nữa, hắn tiến vào ý cảnh trong đạo. Giống như lần trước, tâm trí trở nên mơ hồ, diễn hóa vạn vật. Triệu Bân là một khán giả, không chỉ đang xem mà còn tĩnh tâm suy xét. Người có thiên phú yêu nghiệt như hắn mà còn thấy tối nghĩa, đạo ở cấp bậc này đã vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Vài ngày sau, hắn thoát ra được. Cũng giống như lần đầu, ra khỏi ý cảnh, chữ đạo biến mất. Chơi trốn tìm. Triệu Bân nhướng mày, cứ cảm thấy chữ đạo đang trêu đùa hắn. Hắn đi dạo khắp cấm địa để tìm đường ra, tìm môn chủ La Sinh Môn mà cũng tìm chữ đạo. Chắc chắn nó đang ở trong cấm địa, nhưng có trời mới biết nó được khắc trên vách đá nào, cứ chạy qua chạy lại như thế, chắc chắn có huyền cơ. Trời cao không phụ người có lòng. Để hắn tìm thấy rồi. Sau đó hắn bị tẩn cho một trận, bên dưới vách đá kia cất giấu một thứ tà vật đáng sợ. Hắn vừa mới tiến vào, thứ kia đã nhảy ra ngoài, hơn nữa còn điên cuồng truy sát hắn tới nửa đêm, rơi vào lãnh địa của hung thú, bị một luồng huyết mang khổng lồ nuốt vào trong bụng. Phụt! Khi quay trở lại vách đá kia, Triệu Bân đi đứng tập tễnh. Tà vật bị nuốt rồi, nhưng hắn cũng chẳng khá hơn là bao, suýt nữa đã mất mạng. Chữ đạo vẫn còn đó, khí phách hiên ngang. Dấu huyền cơ gì thế? Triệu Bân chống tay ngang hông tiến lên phía trước. Lại chạm vào nó lần nữa. Có lẽ vì trên tay có máu, máu tươi nhuộm khắp chữ đạo, vách đá ầm ầm rung lên, chữ đạo trên vách đá cũng thay đổi hình thái, ánh sáng màu vàng kim chảy theo từng nét bút. Điều này, Triệu Bân trông thấy mà sững sờ. Chỉ trong thoáng chốc, chữ đạo kia bỗng biến thành xoáy lốc, hút hắn vào bên trong. Sau đó là một tiếng bụp. Triệu Bân đã tiếp đất, rơi xuống tế đàn kia. Hắn thoáng sững người. Dường như đã hiểu ra, tế đàn được bày ở đây, nhưng chữ đạo mới là lối vào, trong lúc vô tình, hắn lấy máu nhuộm đạo, chạm phải huyền cơ của nó, mơ mơ màng màng mở được cửa. Cơ quan này dường như là không gian truyền tống, chữ đạo dù là chữ nhưng cũng giống như một trận pháp truyền tống, chẳng qua là do đạo hạnh của hắn quá nông, nhãn giới quá thấp, chưa tìm ra hoa văn trận pháp ẩn giấu bên trong. Đã bảo rồi mà, lão tiền bối để lại kho báu kia sẽ không quá tuyệt tình đâu. Quỳnh, tế đàn ầm ầm rung lên, hút hắn vào trong. Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đứng trên một mảnh đất hoang vu, không một nhành cây ngọn cỏ, nhưng mặt đất chất đầy hài cốt, bất giác khiến người ta nghĩ rằng đây là một nơi chôn cất từ cổ xưa. Ngoài những thứ này còn có một hồ nước tiên, nước hồ lấp lánh ánh sáng, sinh lực dồi dào, khí tức tràn trề, khoảng không bên trên tiên chỉ còn cả khải tượng đang diễn hóa, có thể nhìn ra thương long cuộn mình, phượng hoàng thét gào, huyền vũ mở đường. Bạch hổ gầm rú, đúng là trận địa tứ thần khiến Triệu Bân nhìn vào mà trợn mắt há miệng. Hắn chưa từng thấy ảo ảnh nào như thế này. Á á, Tiểu Kỳ Lân hét lên, cực kỳ tung tăng. Cây thần tạo hóa cũng không yên phận, cành lá rung lên xào xạc. Hai mắt Triệu Bân lóe sáng, nhìn chằm chằm vào tiên trì, chắc hẳn đó là căn nguyên của huyết mạch. Đa tạ món quà của tiền bối. Triệu Bân cười khà khà, xoa xoa tay bước lên phía trước. Căn nguyên huyết mạch mà, nếu tiến vào cơ thể, hắn cũng sẽ có huyết mạch đặc thù. Soạt! Không đợi hắn bước tới, phía trước tiên trì bỗng xuất hiện một bóng hình ảo ảnh, chắc hẳn là một thanh niên, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng,
đến cả mái tóc dài phiêu diêu cũng được rát vàng, vừa nhìn qua giống như một mái tóc màu vàng kim vậy, trên thực tế chỉ là được bao phủ bằng ánh sáng thôi. Rõ ràng đó là một con người, nhưng lại giống như vầng mặt trời, cũng giống một vị thần, với khí thế ngạo nghễ ngắm nhìn tứ hải bát hoang. Chói mắt quá đi. Triệu Bân dùng huyết thị lực cũng không nhìn ra được diện mạo của người thanh niên đó, bởi vì ngũ quan của đối phương vô cùng mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng thấy đôi mắt sâu như bầu trời sao, thậm chí còn có vạn vật đang diễn hóa. Hắn nhìn mà dừng sở đây là một vị thần. Theo lời Tú Nhi thì, người hiểu nhầm gì đó về các vị thần, người này không phải thần, mà là một lạc ấn, một khi có ai đó đến gần tiên trì, nó sẽ tự động hiện hóa. Đánh bại ta, nó sẽ là của người. Khi Triệu Bân vẫn còn sững sờ thì nhân ảnh vàng kia đã điềm tĩnh lên tiếng. Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như một tiếng sấm, nổ vang bầu trời. Đánh bại ngươi. Triệu Bân nhíu mày, vô thức nhìn đống hài cốt chất đầy nền đất. Nếu như hắn đoán không sai, những người này cũng giống như hắn vậy, thông qua chữ đạo mà tiến vào nơi đây, cũng gặp phải nhân ảnh vàng này, thế nhưng thực lực không đủ, bị đối phương tiêu diệt, biến thành một bộ hài cốt. Cuối cùng hắn cũng hiểu, muốn có được báu vật, phải kinh qua vô số khảo nghiệm. Rơi vào đọa tiên vân hải, mất hết tu vi, sống sót được là khảo nghiệm đầu tiên, gặp phải chữ đạo, lĩnh ngộ huyền cơ, lấy máu nhuộm đạo là khảo nghiệm thứ hai, khảo nghiệm thứ ba chính là bóng người đang tỏa sáng này. Hắn không phải người đầu tiên tới đây, khắp nền đất đều là những người xung phong, nhìn hài cốt chất thành đống là biết có bao nhiêu người đã từng bỏ mạng. Đây là một con đường chết. Từ khi tiến vào tế đàn đã không có đường ra. Hoặc là chết, hoặc là đánh bại nhân ảnh vàng. Đổi lấy phú quý từ trong hiểm nguy. Thiên đường và địa ngục, may mắn và kiếp nạn, dường như chỉ cách một bước. Nói thật lòng, việc kế thừa căn nguyên huyết mạch này tàn khốc và đẫm máu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Quỳnh, đột nhiên, thể phách của hắn rung lên, tu vi đột ngột quay trở lại. Nhân ảnh vàng kia cũng có biến hóa. Hắn cũng có tu vi, đồng cấp với hắn. Có nghĩa là trận này đấu với người đồng cấp. Vì thế, Triệu Bân lập tức phấn chấn hẳn, từ khi tu luyện võ đạo đến nay, đánh trận với người đồng cấp, hắn chưa thua bao giờ. Đùng! Nhân ảnh vàng kia di chuyển, giẫm một bước làm mặt đất rung chuyển, vung trưởng vỗ vào hắn. Một trưởng của hắn trông có vẻ bình dị và chẳng có gì, nhưng khí thế dồn dập, ẩn chứa cực nhiều sức mạnh. Nào! Triệu Bân không sợ, nghênh ngang đón lấy, hám sơn quyền của hắn cũng rất bá đạo. Quyền trưởng gặp nhau lập tức gây ra tiếng nổ lớn, sau đó là ánh lửa đỏ sậm như máu. Nhìn qua tình hình chiến đấu của đôi quên, nhân ảnh vàng vẫn vững như bia đá, sừng sững không hề suy xuyển. Triệu công tử bay mất da thịt, xương cốt bị nứt vỡ, nắm đấm đang siết chặt cũng chảy máu đầm đìa, tới cả cánh tay và bả vai cũng có vết nứt, tất cả đều do chấn động từ vụ va chạm. Tiếng xương cốt vỡ ra rõ đến mức có thể nghe được. Mạnh tới vậy sao, Triệu Bân giật mình. Nếu có thể quyết định thắng thua trong một chiêu thì chiêu này hắn thất bại hoàn toàn. Trong lúc hắn đang chấn động thì nhân ảnh vàng đã tiếp tục tấn công, giống như một luồng sáng, nhanh như chớp giật, đến cả thiên nhãn cũng không kịp thấy hắn, chỉ biết trước mắt như có bóng ma thoáng qua, nhân ảnh vàng đã lao tới, đâm vào mi tâm của hắn. Không hề suy xét, cũng không hề nương tay. Xuất chiêu là tuyệt sát. Triệu Bân cứng người, vội bay về sau. Nhân ảnh vàng kia còn nhanh hơn, xuất chiêu lấy mạng hắn. May mà phản ứng của Triệu Bân đủ nhanh, né được nơi yếu hại là mi tâm, nhưng lồng ngực của hắn cũng bị chọc ra một lỗ máu, vết thương rất kỳ dị, lưu lại chút sát ý, biến thành một luồng sáng đen thui, tiêu hóa hết tinh khí của hắn. Đừng nói đến chuyện hồi phục, lỗ máu này còn có dấu hiệu nứt ra ngoài. Soạt. Nhân ảnh vàng không ngừng, đuổi theo như hình với bóng. Hai mắt hắn ta lóe ra hào quang, giống như một tia chớp, chém về phía hắn. Rồng thần vẫy đuôi, Triệu Bân quát nhẹ trong lòng. Hắn vừa dứt lời, một con rồng khổng lồ màu vàng sáng gầm gào lao ra, lấy hắn làm trung tâm mà cuộn tròn lại. Thân hình lực lưỡng của nó vô cùng bạo liệt, mỗi lần quẫy đuôi sẽ tiêu diệt sấm chớp, đến cả nhân ảnh vàng vừa lao tới cũng bị hất lùi về sau. Thân mình cực kỳ nặng nề, giẫm một cái là mặt đất nứt nẻ. Đùng! Triệu Bân thấy cơ hội liền nắm bắt ngay, lao tới như một tia sét. Hắn phóng tới trước mặt nhân ảnh vàng, mở đấu chiến thánh pháp. Tiện thể dán thêm vài tấm bùa nổ. Hắn cũng muốn dùng tiên thuật trộm cắp, nhưng đối phương là ảo ảnh, trơn bóng,
quả thực không dễ gì mà trộm. Cũng không sao. Không trộm được thì đánh cho chết. Thế nhưng, đòn đánh cận chiến mà hắn vẫn luôn tự hào lại không hề đáng kể khi đứng trước mặt nhân ảnh vàng này. Hắn mới tung ra vài ba chiêu đã bị đẩy lùi, hết trưởng tới quyền, đánh hắn văng ra sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nổ. Trong lúc bay ra, Triệu Bân quát một tiếng. Cảnh tượng bùa nổ liên tục nổ tung trong tương tượng không hề xuất hiện. Bùa nổ của hắn thực sự biến thành vật trang trí không một lá nào phát nổ, không những chúng âng mét không phát nổ, mà hắn còn trúng một nhát kiếm của nhân ảnh vàng, chém về chân nguyên hệ thể của hắn, làm hắn lại bay ra mười mấy trượng. Nhân ảnh vàng cùng nhào tới ngay lập tức. Nhưng bỗng một luồng sáng màu vàng kim bắn ra từ chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Đó là roi đánh hồn, Triệu Bân dùng võ hồn điều khiển nó, đập thẳng vào đầu của nhân ảnh vàng, tiếc là cũng không có tác dụng quái gì. Binh khí chuyên để đánh tinh thần vẫn là đồ trang trí khi gặp đối phương thôi. Ép ta phải chơi lớn hả? Triệu Bân xuất kiếm, thuấn thân tuyệt sát. Nhân ảnh vàng đột nhiên giơ tay, không sai không lệch mà chính xác tóm lấy Long Uyên, không những phá luôn thuấn thân, còn dùng chấn động tiêu diệt kiếm uy của Triệu Bân, mặc cho Triệu Bân dẫn động chân nguyên và tiên lực thế nào cũng không thể chọc vào thêm chút nào, bị nhân ảnh vàng hất bay ra ngoài, làm Triệu Bân nhe răng nhếch miệng vì đau, xương cốt lại được thể nứt vỡ thêm. Uỳnh! Không đợi Triệu Bân tiếp đất, một chiếc chuông lớn màu vàng kim, toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng kim với hoa văn bí ẩn lưu chuyển đã ập xuống. Triệu Bân không tránh kịp nên bị úp ngay tại chỗ, bên trong chuông cháy hừng hực như sắp thiêu sống hắn. Phá! Triệu Bân vung quyền đấm xuyên qua nó, nhảy từ bên trong ra ngoài. Đập vào mặt hắn là một vùng biển màu vàng kim, bí pháp phi thủy độn, chắc hẳn là sức mạnh căn nguyên, sóng vỗ dập dềnh, từ luồng khí từ huyết mạch cũng nặng như núi đá, trong thoáng chốc đã nhấn chìm Triệu Bân, tiêu hóa khí huyết của hắn, đến cả chân nguyên và tiên lực dồi dào cũng bị hải dương nuốt gọn. Uỳnh! Triệu Bân vung kiếm Long Uyên, cưỡng ép phá bỏ. Nhân ảnh vàng lao tới, cầm theo một luồng kiếm khí màu vàng. Phụt! Máu me bắn ra. Triệu Bân vừa mới nhảy ra khỏi hải dương vàng kim đã bị kiếm khí chém bay, đến cả Long Uyên cũng văng ra, trong lúc hắn lộn ra sau, ánh sáng tiên bắn tóe ra trên bầu trời u ám. Ngẩng đầu nhìn lên mới thấy một mặt trời vàng rực đang tỏa sáng khắp nơi, ánh sáng này không phải là hào quang bình thường mà sở hữu lực sát thương rất lớn. Những nơi được nó chiếu rọi sẽ bị tấn công, không hề sai lệch, trùng hợp thay, Triệu Bân đang ở trong vùng trời đó, toàn thân chi chít lỗ máu do ánh mặt trời. Nếu không nhờ thân thể rắn giỏi, nếu không nhờ căn cơ vững vàng, một luồng sáng chiếu thẳng đã có thể chém hắn thành thịt nát xương tan rồi. Uỳnh! Triệu Bân lấy cung bá vương, kéo cung gắn tên. Mũi tên sấm sét không gì cản nổi, một đòn đã trúng vầng mặt trời. Thế nhưng chuyện này chưa kết thúc, dù mặt trời đã vỡ, nhưng hào quang chưa tan đi, thậm chí nó còn tụ lại trên bầu trời theo một quỹ tích nào đó, biến thành một xoáy ốc màu vàng kim. Chuyển động cực nhanh với khả năng cắn nuốt siêu mạnh. Triệu Bân khó lòng địch lại, hắn vừa mới chạm đất đã bị kéo vào hư không, bị hút vào vòng xoáy. Đùng, binh. Bên trong xoáy lốc, tiếng nổ vang lên không ngớt, là Triệu Bân đang tấn công, định phá hàng vòng xoáy này. Nhân ảnh vàng nhẹ nhàng nói một lời uy nghiêm vô tận. Hắn ta nói đến đâu, công pháp theo đến đó, vòng xoáy màu vàng kim bị tiêu diệt trong thoáng chốc, nổ thành vô số luồng sáng trong không trung. Luồng sáng nào cũng nhuốm chút máu, tất cả đều là máu của Triệu Bân, nhuộm đỏ cả chân trời. Tiêu diệt ta! Tiếng cười khẩy vang lên, bầu trời nứt ra một vết. Hay nói cách khác là bị Triệu Bân xé rách, hắn dùng ánh sáng từ bảo liên đăng cưỡng ép xé ra một vết. Vòng xoáy vàng kim đúng là rất kỳ dị, tiếp nối với không gian, có phần tương tự như tu la môn đạo Phật của tà niệm mặt quỷ. Nếu không nhờ bảo liên đăng trợ chiến chắc hắn đã chết trong đó rồi. Thủ đoạn của tên này làm hắn rất giật mình, chẳng trách bao nhiêu người đi trước đều biến thành một đống hài cốt. Đến lượt ta. Triệu Bân đùng một tiếng tiếp đất, bảo liên đăng treo trên đầu, tay cầm đàn đá. Hắn gảy dây đàn, tấu khúc vô xương, âm điệu bi thương, cầm ý vô hình nhưng sở hữu khả năng tấn công không gì bì được. Lần đầu tiên, nhân ảnh vàng kia phải rên rỉ. Cầm ý không hình không dạng, nhưng mạnh đến khó tin. Thể phách bao bọc cơ thể hắn ta đang bị chém thành từng vết lốm đốm, vết thương rõ ràng có thể thấy được. Thú vị đấy. Triệu Bân thấy vậy nên càng đàn hăng hơn. Cầm ý bá đạo hơn lộ ra, liền thành một mảnh.
Dù là thế, nhân ảnh vàng vẫn đứng im không đổ. Dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Bân, bóng người kia lấy ra một cây tiêu hư ảo. Sau đó, hắn bắt đầu khoe kỹ nghệ thổi tiêu của mình, tiếng tiêu thong dong và cổ xưa, mang theo ý đồ sát phạt, cưỡng ép đè được cầm ý của Triệu Bân. Hai thứ âm luật, hai ý vô hình vô dạng va chạm trong không trung, tóe ra ánh lửa, rực rỡ như pháo hoa. Thổi cũng khá đấy. Triệu Bân lầm bầm, cảm thấy khá buồn cười. Nhưng sắc mặt của hắn dường như chẳng ra sao, bởi vì cầm ý vô xương của hắn đã bị áp chế, tiếng tiêu của đối phương vừa thần bí vừa đáng sợ, mang theo ý cảnh vô thượng, khiến hắn không thể theo kịp. Keng! Trong lúc này, tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Tiếng tiêu của nhân ảnh vàng có thể thay đổi hình dạng, biến thành một thanh kiếm vàng. Triệu Bân thấy thế cùng dập khuôn máy móc, biến cờ mí chùa tiếng đàn thành một thanh kiếm keng. Hai thanh kiếm va chạm với nhau, âm thanh thanh thủy và vang vọng. Lại là một loạt ảnh lừa, cùng với đó có cả quầng sáng lan ra khắp nơi. Phụt! Triệu Bân phun máu, bay ngược ra ngoài. Cầm ý của hắn không sai, sai là ở ý cảnh của hắn. Lần đối đầu này, hắn hoàn toàn thất bại, đến cả đàn đá cũng bắn lên tận 9 tầng mây do chấn động. Xoạt! Nhân ảnh vàng nhanh như cắt, tấn công chính diện. Cây tiêu trong tay hắn ta biến thành một thanh kiếm, ánh vàng lấp lánh. Đùng! Triệu Bân đứng vững, cũng tấn công từ phía chính diện. Khỏi cần nói nhiều, cả hai khai chiến ngay lập tức, một đông một tây dùng bí thuật đối đầu, đao quang, kiếm mang, quyền ảnh, trưởng ấn. Đổ xuống dập đầu, ánh sáng va chạm ra điểm thêm chút màu sắc cho bầu trời u ám. Uỳnh đùng đùng! Thế giới này cũng rung lắc vì hai người. Hài cốt chất đầy mặt đất cũng không chịu nổi dư chấn, bị nổ tung thành cho bụi. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, tế đàn cũng chịu ảnh hưởng theo. Từ ngoài nhìn vào, tế đàn rung lên bần bật, ánh sáng đầy màu sắc phun ra. Đám động vật sống trong cấm địa cũng bị kinh động, ánh mắt chúng kỳ lạ đến mức không nói lên lời. Không đúng nhỉ, còn chưa đến ngày trăng tròn, sao bên phía tế đàn lại có động tĩnh rồi, đã vậy động tĩnh còn rất lớn nữa. Vì thế, các động vật sống lại tập trung quanh tế đàn. Bên ngoài tế đàn lại là một mảng đen thùi lùi. Nửa đêm nửa hôm, chưa biết chừng còn có ánh sáng vàng, có thể lại là một bữa thịnh yến nữa. Quả nhiên, không lâu sau đó, bên trong tế đàn bắn ra ánh sáng màu vàng. Cấm địa vốn bình lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, vì muốn cướp ánh sáng mà đám động vật điên cuồng đuổi theo, hung thủ hung mãnh lại cướp bóc, cấm địa lại được nhuộm màu máu. Ánh sáng vàng kỳ dị quá. Không ai nghe thấy âm thanh lầm bầm này. Là môn chủ La Sinh Môn, cuối cùng cũng thoát ra khỏi rừng hoa đào kia, vô cùng nhếch nhác. Vừa mới ra ngoài, cô ta lại đụng phải một luồng sáng màu vàng, sau khi tiến vào cơ thể cô ta, nó lập tức biến mất. Cô ta rất ngạc nhiên. Bởi vì thứ ánh sáng này rất kỳ dị, cô ta có thể khôi phục một chút xíu tu vi. Cho dù là thế, cô ta cũng không dám thò đầu ra. Toàn bộ đóa tiên vân hải rối loạn thành một nồi cám heo, bất kể là hung thú hay tà vật đều đang đuổi theo ánh sáng vàng. Cô ta cứ tìm chỗ nào trốn cho xong. Thật lòng, đường đường là cao thủ thiên võ mà phải làm đến mức này, cô ta thực sự lúng túng. Gào! Đóa tiên vân hải u ám, tiếng gào chấn động trời xanh. Đám động vật sống phát điên phát cuồng, hoặc là đuổi theo, hoặc là tranh cướp, lửa nóng ngập trời. Từ ngoài nhìn vào, huyết quang vào tới mây xanh, tầng mây che phủ cấm địa cũng bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Động tĩnh quá lớn. Bên ngoài cấm địa lại có người vây lại. Thế nhưng vẫn không ai dám tiến vào, hung danh của đoạ tiên Vân Hải không phải để trưng. Từ xưa đến nay, phàm là người tiến vào đều bặt vô âm tín, cho dù là cao thủ thiên võ cũng gặp nạn thôi. Đùng, binh. Trong tế đàn, trận đại chiến chưa hề ngừng lại. Trận chiến của riêng hai người không có khán giả. Có trời mới biết rốt cuộc Triệu Bân và nhân ảnh vàng đã đánh nhau bao nhiêu hiệp, chỉ biết rằng Triệu Bân rất thê thảm, toàn thân chi chít vết thương, đầm đìa máu me. Dù là thế, hắn vẫn tràn trề ý chí chiến đấu. Có thể thắng hay không, hắn không biết, nhưng đối với hắn mà nói, trận chiến này là may mắn trời ban. Đánh nhau với nhân ảnh vàng có tác dụng rèn luyện tâm trạng khi đấu tranh. Nếu hắn là một miếng sắt gì, trận chiến này chính là một chiếc búa thần. Đang lần lượt đập hắn hàng trăm nhát. Thực tế chứng minh, đúng là may mắn vô cùng. Tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng chiến ý chưa từng giảm bớt.
ý cảnh thăng hoa khiến hắn chiến đấu đến mức quên cả bản thân mình, mà trong vài khoảnh khắc nào đó, đòn tấn công của hắn đã cưỡi trên nhân ảnh vàng, tắm trong máu tươi, mãnh liệt vô cùng. Sự thoát biến của hắn khiến đôi mắt của nhân ảnh vàng bắn ra ánh sáng. Lần đầu tiên, đôi mắt của hắn ta có thêm vẻ hoảng hốt. Võ tu trẻ hèn mọn này dường như đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn ta, không chỉ về khả năng chiến đấu mà còn là ý cảnh chiến đấu khủng khiếp. Hay nói cách khác, còn có một thứ ý chí và chấp niệm nào đó. Gặp lúc tuyệt cảnh, hắn chỉ cầu con đường sống. Cũng chính tuyệt cảnh đã kích phát tiềm lực vô tận của hắn, diễn hóa thành một thứ ý chí chiến đấu có ta thì không có địch. Nói là không có khán giả thì không đúng lắm. Nguyệt thần thỉnh thoảng sẽ liếc qua, nhưng không nói gì. Đối với đồ đệ nhà mình, người làm sư tôn như cô ta cảm thấy tự tin tuyệt đối. Nếu Triệu Bân không đánh nổi một lạc ấn thì còn nói gì đến chuyện thành tiên, rồi làm sao có thể thành thần. Phụt! Khi cô ta nhìn sang, lại một vết máu khác bắn ra. Triệu Bân hộc máu, bị nhân ảnh vàng vùng kiếm chém đứt cánh tay trái. Đại chiến tới lúc này, hắn đã thê thảm lắm rồi, vết thương chi chít trên người ánh mắt cùng tiêu điều trên cơ thể không còn chỗ nào lành lặn. Lúc này nhìn hắn đâu còn ra hình người đứng ở đó cùng không vùng, mỗi một vết máu bắn ra đều là dấu hiệu khởi đầu cho cái chết. Mạnh đến thế sao? Triệu Bân lầm bầm, tâm trạng gặp phải đả kích lớn. Trận chiến này, hắn dốc hết căn cơ và vốn liếng học hỏi cả đời, thi triển mọi bí pháp đến cực hạn, nhưng không thể hạ gục được đối phương. Đây mới chỉ là lạc ấn, nếu là bản tôn thì còn đáng sợ tới cỡ nào? Núi cao còn có núi cao hơn. Kiến thức của hắn còn quá hạn hẹp. Nhân ảnh vàng kia cũng chẳng khá hơn là bao, trên người hắn ta không có vết thương, nhưng đã trở thành trong suốt. Phải biết rằng lúc trước hắn ta không khác gì thực thể, mỗi lần bị trọng thương, cơ thể sẽ yếu đi một phần. Bây giờ yếu tới mức này là đủ biết thương tích thê thảm tới đâu. Hậu sinh khả úy. Nhân ảnh vàng lầm bầm. Triệu Bân giật mình, hắn ta cũng chẳng khác gì. Tuy hắn ta là lạc ấn, nhưng có cảm nhận của chủ nhân. Ở thế giới phàm trầm, hắn ta và hắn là sự tồn tại đồng cấp, thế nhưng sau một trận chiến, hắn mới biết trần gian ngọa hổ tàng long, một người chưa tới 20 tuổi mà có thể đánh đấm giỏi đến vậy. Nhưng, hắn sẽ không nương tay. Chân thân đã táng diệt rất nhiều năm, ý nghĩa tồn tại của hắn ta chỉ có một, đó chính là vì chân thân tìm được một người thích hợp để kế thừa huyết mạch nghịch thiên, kẻ đó phải thông qua khảo nghiệm thì mới có tư cách nhận được nó, nếu như không thông qua thì hắn ta sẽ tiếp tục chờ. Chờ đến khi gặp được người hữu duyên tiếp theo. Giống. Bỗng nhiên lại có một tiếng rồng ngâm vang lên giữa đất trời u ám. Quanh thân của nhân ảnh vàng diễn hóa ra một con rồng lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng quấn quanh thân hắn ta, tiếng rồng ngâm kháng hồn rền vang như sấm chấn động vòng trời. Không khó nhận ra để diễn hóa được con rồng khổng lồ này thì nhân ảnh vàng cũng đã mở đi không ít, có thể nói đây chính là đòn đánh cuối cùng mà hắn ta có thể thực hiện. Phụt. Triệu Bân hộc máu, không thể chịu nổi uy thế của con rồng lớn. Đều là rồng nhưng thần long vẫy đuôi của hắn so với con rồng vàng trước mặt dường như chỉ là một con rắn nhỏ. Con rồng trước mặt trông hết sức khổng lồ, tự mang uy thế phối hợp với ý cảnh tạo nên thần uy hủy diệt. Keng! Hắn cố gắng đứng vững rồi nâng kiếm lên. Hắn cũng đã nhận ra đây chính là trận đánh cuối cùng. Ai mạnh ai yếu, ai sống ai chết, chỉ cần qua một trận này liền có thể xác định được. Nếu như hắn có thể vượt qua thì chắc chắn có thể đoạt được tạo hóa nghịch thiên, nếu như không thể vượt qua thì Triệu Bân hắn sẽ lập tức xuống cửu u hoàng tuyền, dần dần trở thành một đống xương khô tại đây. Hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu. Kiếm Long Uyên có linh tính, ngay lập tức liền ông ông chấn động, thân kiếm lóe sáng, ngay cả độn giáp thiên tự cũng lóe sáng, kiếm uy mạnh mẽ bộc phát, thêm vào thiên lôi, huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí, kiếm uy tức thì hóa thành kiếm ý. Giống. Rồng vàng rít gầm, uy thế hủy diệt đã càn quét tới. Chiến. Triệu Bân cũng gầm lên, đó là tiếng gầm thét xuất phát từ linh hồn của hắn. Hắn cũng xuất kiếm, mặc dù không có khí thế của lôi đình vạn quân nhưng vẫn có thiên lôi vàng trợ uy, thậm chí còn có ý cảnh người kiếm hợp nhất. Đường kiếm va chạm với rồng vàng gây nên động tĩnh làm rung chuyển cả bầu trời. Cùng lúc đó. Tầng tầng ánh sáng vàng tràn ra bốn phương tám hướng khiến cho thiên địa biến sắc, lôi điện chớp động, thậm chí cả căn nguyên huyết mạch trong tiên trì cũng bắt đầu nổi sóng. Nhìn cục diện trận chiến, Triệu Bân đã bị rơi vào thế hạ phong. Rồng vàng quá mạnh mẽ,
uy thế kinh người quét sạch kiếm uy, trong nháy mắt còn làm suy yếu kiếm ý của Long Uyên, thậm chí dư âm của Long khí còn có thể khiến cho Triệu Bân bị trọng thương. Không thể thua. Triệu Bân thầm giống lên trong lòng, hai mắt đỏ ngầu, vẫn đứng sừng sững như một tượng đài đối kháng với con rồng lớn, quyết tử chiến không lùi. Một khi hắn lùi bước thì thứ chờ đợi hắn chỉ có vực sâu vạn trượng, hắn vẫn còn món nợ máu chưa báo, người thân của hắn vẫn còn chưa sống lại, làm sao hắn có thể chôn thân ở nơi này được. Giống. Tiếng gầm giống của hắn vang vọng chín tầng mây. Trong tình thế tuyệt vọng, hắn lại nâng kiếm lên ngưng tụ kiếm uy, cố hết sức diễn hóa kiếm ý, so với trước đó lại càng mạnh mẽ hơn, mong có thể cứu vãn cục diện. Hậu sinh khả úy. Nhân ảnh vàng lại nói câu này thêm một lần nữa. Thật sự hắn ta cũng rất kinh ngạc, từ trong ánh mắt của Triệu Bân hắn ta có thể nhìn thấy ý chí bất diệt cùng chấp niệm cực sâu, vô cùng giống chân thân năm đó, phải có chấp niệm không chịu thua, không chịu thất bại thì mới có thể trở thành huyền thoại. Phá cho ta. Triệu Bân rít lên một tiếng, một kiếm xuyên thẳng qua thân rồng vàng. Chuyện còn chưa kết thúc, sau khi xuyên thẳng qua con rồng vàng thì hắn lại giống như một tia chớp mang theo uy thế lôi đình vạn quân đắm mình trong ánh sáng của con rồng vàng đang dần dần đổ sập xuống rồi tấn công thẳng vào nhân ảnh vàng bằng một kiếm mang theo uy lực hủy diệt. Chân thân, ta đã đợi được người hữu duyên rồi. Nhân ảnh vàng mỉm cười lầm bầm, không hề né tránh. Mà một đường kiếm này của Triệu Bân hắn ta cùng tránh không được. Phụt! Khi đường kiếm đến thì hắn ta đã bị xuyên thủng ngay lập tức. Không hề tỏ ra đau đớn, hắn ta chỉ mỉm cười, thay mặt chân thân nở nụ cười đắc ý, thời thế tạo nhân tài, thời đại của chân thân đã qua đi và tương lai rực rỡ sẽ được dẫn dắt bởi một thế hệ mới. Đừng làm nhục uy danh của nó. Nhân ảnh vàng lại cười nói, giọng nói mang theo những thăng trầm từ xa xưa. Hắn ta vừa dứt lời thì khí lực hư ảo trên cơ thể đã dần dần tan biến. Sau những năm tháng dài đằng đẵng cuối cùng hắn ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh tìm được truyền nhân cho chân thân. Thứ mà hắn ta vừa nhắc tới tất nhiên là huyết mạch. Một dòng truyền thừa này đã lập nên bao nhiêu uy danh, tạo nên bao nhiêu thần thoại. Cung tiễn tiền bối. Triệu Bân loạng choạng hành lễ bằng một tay. Nhân ảnh vàng mỉm cười lần cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn. Tới tận lúc này hắn ta cũng không lộ ra hình dáng thật của mình. Chỉ để lại ở bên tai Triệu Bân những lời nói vang vọng. Triệu Bân thất tha thất thểu. Thương tích quá nặng khiến cho hắn không thể đi lại vững vàng được. Còn chưa bước đến được tiên trì thì hắn đã không đứng nổi nữa mà lăn thẳng xuống. Ông! Hắn vừa rơi xuống thì tiên trì đã ông ông chấn động. Ngay sau đó, căn nguyên huyết mạch vàng đã tụ lại thành một lốc xoáy khổng lồ đánh vào từng lỗ chân lông cùng huyệt vị của hắn, dung nhập vào khí lực của hắn. Nguồn năng lượng dữ dội đến mức khiến cho Triệu Bân đang ngất đi cũng phải thống khổ kêu rên, giống như có một đại dương mênh mông đang nhấn chìm hắn, căn nguyên huyết mạch mênh mông đang xuyên qua thân thể hắn. Căn nguyên huyết mạch có sức mạnh kỳ diệu. Thân thể của hắn đang tràn đầy vết thương trong nháy mắt đã phục hồi. Cánh tay trái bị mất của hắn cũng đã chậm rãi được tái tạo lại. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn và va chạm vang lên. Căn nguyên huyết mạch không chỉ bá đạo mà còn rất mạnh mẽ, đã luyện hóa khí lực của Triệu Bân đến hết khả năng, khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, chân nguyên, tiên lực, võ hồn, thậm chí từng giọt máu của hắn cũng được luyện hóa, đẩy hết tạp chất ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài, quá trình thậm chí còn đáng sợ hơn. Da của hắn đang rơi ra từng mảnh. Cơ thể vật lý của hắn đã được tái sinh, được thay thế bằng một cơ thể mới. Đây không phải là lột xác. Đây là niết bàn thực sự. Quá trình này hết sức thống khổ, còn đau đớn hơn cả quá trình luyện thể bình thường. Rắc! Thanh âm đột phá nhanh chóng vang lên. Triệu Bân mạnh mẽ thăng cấp trong lúc đang ngủ say, hắn đã đột phá hai cảnh giới nhỏ, trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới địa tạng đỉnh phong, chỉ còn thiếu nửa bước là có thể chạm tới cảnh giới chuẩn thiên. Tốc độ thăng cấp nhanh như vậy khiến cho ngay cả Nguyệt Thần cũng cảm thấy thổn thức. Chuyện này nếu như xảy ra ở tiên giới cùng thần giới thì Nguyệt Thần cũng không cảm thấy kỳ quái đến như vậy. Nhưng bây giờ cô ta đang ở phàm giới. Thậm chí Triệu Bân chỉ vừa mới tu luyện võ đạo trở lại cách đây một năm về trước. Chỉ cần một năm là đã có thể tu luyện đến cảnh giới chuẩn thiên, chuyện này đúng là hết sức khủng bố. Nhưng ngẫm lại thì cũng thấy chuyện này bình thường. Tên nhóc này không đi theo con đường bình thường, bất cứ nơi nào hắn đi qua cũng có tạo hóa nghịch thiên. Thế nhân nói không sai, không phải là hắn đi tìm cơ duyên mà chính là cơ duyên đi tìm hắn.
Ầm. Trong chớp mắt lại có một luồng sáng phóng từ đỉnh đầu của Triệu Bân ra ngoài. Bầu trời u ám bị luồng ánh sáng vàng mở ra một lỗ hổng lớn, diễn hóa ra dị tượng cổ xưa, từ thuở hỗn mang đến khi vạn vật luân phiên phát triển, có thể nhìn thấy rồng bay lượn, có thể nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu nghe như tiên khúc. Giống. Những sinh vật sống trong cấm địa đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Không khó để nhìn thấy trong ánh mắt của chúng rộ ra sự sợ hãi cùng kiêng kỵ. Là huyết mạch gì vậy? Môn chủ La Sinh Môn cũng đã nhìn thấy cho nên lẩm bẩm tự hỏi. Cô ta cũng có huyết mạch đặc biệt cho nên tất nhiên cũng sẽ biết kia là dị tượng của huyết mạch. Là do bên trong biển mây đọa tiên này vẫn còn cất giấu căn nguyên huyết mạch hay là do huyết mạch đặc biệt của một võ tu cường đại nào đó đang trong quá trình niết bàn lột xác? Dị tượng bá đạo quá. Bên ngoài cấm địa đang có rất nhiều người tụ tập. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa cho nên tất cả đều phải dùng kính viễn vọng nhìn vào trong nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dị tượng, đó chắc chắn là dị tượng của huyết mạch đặc biệt, cũng có thể nói dường như đã có một truyền nhân nghịch thiên xuất thế. Đêm đến, thế giới bên ngoài huyên náo nhưng trong tế đàn lại hết sức yên tĩnh. Triệu Bân hết sức trang nghiêm khoanh chân ngồi trong tiên trì, toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng, ngay cả mái tóc dài cũng nhuộm một tầng ánh sáng vàng. Khí tức cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ, năng lượng tràn trề như đại dương, dị tượng quanh thân không ngừng diễn hóa, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm kháng hồn. Ngao, ngao, Tiểu Kỳ Lân vui sướng nhảy ra khỏi đan hải. Triệu Bân kế thừa huyết mạch đặc biệt, hắn niết bàn lột xác thì nó cũng có thể lột xác. Nhảy nhót một vòng rồi nó mới trở về ngồi xổm phía trước Triệu Bân lẳng lặng quan sát hắn, thỉnh thoảng lại bước lên trước mấy bước đánh hơi. Nó là thánh thú có trí nhớ truyền thừa nhưng cũng không biết huyết mạch này là huyết mạch gì, chỉ biết huyết mạch này thực sự rất bá đạo, cho dù nó là Hỏa Kỳ Lân hoàng tộc thì cũng cảm thấy áp lực. Đến ngày thứ 9 thì Triệu Bân mới mở mắt. Khi hắn vừa mở mắt thì từ trong mắt đã bắn ra hai tia sáng vàng, khiến cho không khí nơi tia sáng đi qua cũng tạc ra lửa lớn. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã thâm thúy như sao trời, cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy ý cảnh diễn hóa. Đây chính là sự lột xác mà huyết mạch đặc biệt đã tạo ra cho hắn. Huyết mạch này thật sự quá mạnh. Triệu Bân lẩm bẩm trong lúc nội thị khí lực. Hắn thấy tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của mình đều đang tỏa ra ánh sáng vàng, thậm chí từng giọt máu bên trong cơ thể cũng đều đã dần biến thành màu vàng. Sức mạnh của gân cốt bắp thịt của hắn còn mạnh hơn so với tưởng tượng, đan hải của hắn cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ tựa như một đại dương lấp lánh. Hắn có thể cảm nhận được lực huyết mạch. Đó là một nguồn năng lượng thần bí đáng sợ. Đúng như hắn dự đoán, huyết mạch này còn mạnh hơn nhiều so với thể tiên linh, căn nguyên huyết mạch mênh mông giống như tiềm tàng thần lực vô hạn tràn ngập các đại kinh mạch toàn thân hắn, cho hắn một loại thôi thúc muốn khiêu chiến với cường giả thiên võ, cho dù biết đánh không lại nhưng tuyệt đối vẫn có đủ tư cách để so chiêu. Tạo hóa. Triệu Bân duỗi người, xương cốt kêu răng rắc. Sự thoải mái chưa từng có trước giờ khiến cho máu huyết của hắn sôi lên vì phấn khích. Thì ra đây là huyết mạch đặc biệt. Thì ra đây là sức mạnh chân chính. Tạo hóa hắn nhận được lần này đúng là nghịch thiên. Câu nói cầu phú quý trong hung hiểm quả nhiên không sai, cấm địa trong mắt thế nhân lại chính là vùng đất tốt lành của hắn, mang đến cho hắn tạo hóa nghịch thiên. Lần này, hắn không chỉ được thừa hưởng huyết mạch nghịch thiên mà còn có thể thăng cấp tu vi nhanh chóng. Đa tạ tiền bối ban thường. Triệu Bân chắp tay cúi đầu với tiên trì trước khi rời đi hắn còn không quên sót lại bên cạnh tiên trì một chút rượu để tri ân tiền nhân cá bao nhiêu người đã vào đây nhưng chỉ có một mình hắn được truyền thừa huyết mạch thật đúng như cổ nhân đã có câu tới sớm không bằng tới đúng lúc hắn chính là ví dụ tốt nhất. Trên thực tế, đây cũng không phải chỉ là vấn đề may mắn. Muốn nhận được căn nguyên huyết mạch thì ngoại trừ may mắn còn phải dựa vào thực lực. Cho dù hắn có thể bước vào tế đàn nhưng nếu như đánh không lại nhân ảnh vàng thì cũng sẽ không đạt được cơ duyên này. Nhân ảnh vàng kia hết sức cường đại, hắn đã phải rất lao tâm khổ tứ mới có thể đánh bại được. Quên hỏi, đây là huyết mạch gì? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, đã kế thừa rồi cũng không biết đây là huyết mạch gì. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Trở về hỏi một chút liền biết. Thương Khung là một lão già có kiến thức rộng rãi. Chẳng bao lâu tế đàn đã nổ tung. Triệu Bân như một con rồng lớn từ bên trong phóng ra ngoài. Bên ngoài tế đàn có không ít sinh vật sống, vừa nhìn thấy cái thứ phóng ra ngoài thì đã vô cùng sửng sốt, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người còn sống với toàn. Thân phát sáng, tế đàn phát nổ tỏa ra ánh sáng kỳ dị rồi dần dần mai một,
trở thành một đống đá vụn. Ầm. Triệu Bân tiếp đất bằng một tiếng nổ lớn, tràn đầy phong độ. Có được căn nguyên huyết mạch, khí lực của hắn đã trở nên nồng hậu không thua kém gì cường giả thiên võ, chủ yếu còn là vì khí huyết vô cùng mạnh mẽ khiến người ta bất giác nghĩ rằng trong cơ thể hắn có tiềm ẩn cả một đại dương sức mạnh. Giống. Các sinh vật sống bên ngoài cũng rít gầm. Đám mãnh thú yếu ớt đã tự giác lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Khí huyết của con người này khiến cho chúng cảm thấy rất áp lực, đây chính là uy lực trấn áp của huyết mạch. Đám mãnh thú cường đại hơn một chút thì trong mắt đã lóe ra hung quang. So sánh với đám mãnh thú yếu ớt thì trong mắt của chúng lại lộ ra nhiều sự tham lam hơn, bọn chúng đều đang liếm mép nhìn chằm chằm vào Triệu Bân như nhìn một con mồi béo bở, ánh mắt đều lộ ra sự hung tàn, khí huyết của kẻ này vô cùng tinh túy. Nếu như có thể ăn thịt hắn thì nhất định bọn chúng cũng sẽ đạt được tạo hóa nghịch thiên. Giống. Có một sinh vật đã thật sự ra tay. Đó là một con rết đen dài hơn 10 thước, hai mắt lớn như vò rượu, khí thế vô cùng hung hãn, phóng tới đầu tiên muốn cắn nuốt Triệu Bân ngay lập tức. Nó thật sự cũng rất có bản lĩnh, nếu như tính theo tu vi của võ tu thì nó cũng đã đạt đến cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, ngay lập tức thi triển Chu Tiên Quyết chém ra ngoài. Con rết lớn đã bị một đường kiếm của Triệu Bân chém trở mình, nó còn chưa kịp ổn định thân thể thì đã thấy Thiên Thủ Đại La từ trên không giáng xuống. Ngay sau đó huyết quang chói mắt đã hiện ra, con rết lớn đã bị một chương của Triệu Bản đánh thành thịt nát, đây là sinh vật đầu tiên mà hắn giết chết sau khi được truyền thừa huyết mạch nghịch thiên. Chiến lực của hắn quả thật đã mạnh hơn trước rất nhiều, nếu như có kẻ khác ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất kinh hãi, một mảnh thủ cảnh giới chuẩn thiên đã bị tiêu diệt chi trong một chương. Xiết gà dọa khỉ. Những sinh vật sống xung quanh đều giật mình bỏ chạy tán loạn. Giờ phút này cho dù là mãnh thú cường đại cũng không dám làm loạn, con người này rất đáng sợ, không thể tùy ý trêu chọc, con rết đen bị đánh thành thịt nát kia chính là một ví dụ đẫm máu trước mắt. Triệu Bân cũng không muốn đại khai sát giới, chỉ từng bước đi qua. Tuy hắn không nói gì nhưng hành động đã thể hiện tất cả, ngàn vạn lần chớ nên đụng tới ta, tính tình của ta không tốt đâu. Cho dù hắn không nói lời nào thì cũng không ai dám khiêu khích hắn. Lối ra ở đâu? Triệu Bân vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cấm địa vẫn là cấm địa, biển mây mịt mù vẫn chưa tiêu tan, mê tung trận bên trong núi rừng vẫn đang lưu chuyển. Đó là mê tung trận cấp tiên, với nhãn giới của hắn thì rõ ràng không thể phá nổi. Chỉ có điều so sánh với người bên ngoài thì người bên trong biển mây đoạ tiên như hắn cũng xem như có được đặc quyền. Đặc quyền mà hắn nhận được chính là tu vi. Sau khi nhận truyền thừa căn nguyên huyết mạch thì tu vi của hắn không bị cấm địa này áp chế nữa. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tung hoành ở đây, không ai dám động tới hắn. Đều là của ta. Trong chớp mắt hắn đã xắn tay áo lên. Trong cấm địa này cất giấu rất nhiều bảo bối, có bảo bối do tiền nhân để lại cũng có bảo bối do những người tầm bảo chết đi để lại. Trải qua năm tháng vô tận, chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã chôn thân tại đây. Người mặc dù đã chết nhưng bảo bối thì vẫn còn sót lại. Hắn ra sức đào bới bảo bối. Trên đường đi hắn đã thu hoạch được không ít bảo bối. Đa số đều là vũ khí hỏng hoặc tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất, sau khi luyện hóa đều có thể biến thành binh khí mới. Hắn có đại địa linh chú cho nên nơi nào có bảo bối hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Thương lượng một chút nào. Ngươi cho ta bông hoa 7 màu kia đi. Hắn lại xuất hiện trong một sơn cốc tối đen. Trong sơn cốc này có một bảo bối, đó chính là một bông hoa 7 màu đã tuyệt tích ở ngoại giới từ lâu, ít nhất thì hắn cũng chưa từng thấy qua nhưng hắn biết đó là nguyên liệu để luyện chế ra đan dược cao cấp, có tiền cũng không mua được. Giống. Bên cạnh bông hoa 7 màu có một sinh vật. Nó là một con sư tử lớn, bông hoa 7 màu là bảo vật bên trong lãnh địa của nó, bình thường không có kẻ nào dám bén mảng tới. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Triệu Bân thì con sư tử lớn lại tỏ ra lúng túng. Ta không cướp của ngươi. Triệu Bân nói xong liền lấy ra một khối tinh thạch. Nhìn thấy khối tinh thạch thì hai mắt con sư tử lớn liền sáng lên, bất giác còn liếm mép một cái. Tinh thạch là thứ tốt, đối với võ tu thì vô dụng nhưng đối với mãnh thú thì chính là một bảo bối. Chính vì biết điều này cho nên Triệu Bân mới lấy nó ra. Nếu như nó cho hắn bông hoa kia thì hắn cũng không ngại thưởng cho nó một chút. Giống. Con sư tử gầm lên một tiếng rồi ngậm tinh thạch bỏ chạy. Triệu Bân rất tự giác hái bông hoa 7 màu rồi cẩn thận niêm phong vào trong kho. Mấy chuyện này hắn đã làm rất quen tay.
cho nên động tới mấy chuyện tương tự thì hắn cũng rất nhanh tay lẹ mắt. Đối với những sinh vật khác, bên trong lãnh địa của bọn chúng đều có ít nhiều bảo bối, hắn đi tới đâu cũng vừa đe dọa vừa dụ dỗ để lấy được bảo bối. Hắn xem như cũng rất biết điều, không ý mạnh mà cướp đoạt bảo bối của người ta, trái lại còn thương lượng trao đổi đàng hoàng. Nguyệt Thần xếch mắt lên liếc nhìn hắn. Theo như cô ta thấy thì cái tên này chẳng khác nào một tên lưu manh đi thu tiền bảo kê hàng tháng, còn sinh vật sống trong cấm địa chính là những người dân lành phải đóng tiền bảo kê hàng tháng cho hắn. Thực lực của hắn đã khủng bố đến mức độ này, hắn chạy đến hỏi bảo bối thì làm gì có sinh vật nào dám không giao ra cho hắn. Bọn chúng đã tu luyện đến trình độ này thì cũng không phải là đám không có đầu óc, xem như là của đi thay mạng thôi. Hửm. Đang chạy thì Triệu Bân lại khẽ hừ lạnh một tiếng. Trong lúc đang thu phí bảo kê thì hắn lại ngửi thấy được khí tức quen thuộc. Thì ra tiền bối vẫn còn sống. Triệu Bân xắn tay áo chạy thẳng về một hướng. Tiền bối mà hắn đang nhắc đến tất nhiên là môn chủ La Sinh Môn. Không sai, cô ta vẫn còn sống. Chẳng qua tình hình bây giờ của cô ta có vẻ không ổn lắm. Bên trong cấm địa chỗ nào cũng có cạm bẫy, cô ta tuy là cường giả thiên võ nhưng cũng phải rơi vào cảnh chật vật. Vừa mới trốn thoát khỏi một tà vật thì liền gặp một tà vật khác, đó là một sinh vật có ba đầu sáu tay đang đuổi giết cô ta không buông, ba cái miệng lớn đều liên tục phun ra ngọn lửa màu đen. Môn chủ La Sinh Môn nghiêng ngả lảo đảo, gian nan bỏ chạy. So với ai đó thì cô ta mới thật sự là thê thảm, từ khi bước vào biển mây đọa tiên đến bây giờ cô ta liên tục dẫm phải cạm bẫy, nếu không phải bị đuổi giết thì đang trên đường bị đuổi giết. Đôi khi cô ta cũng tự hỏi kiếp trước rốt cuộc mình đã tạo nên tội nghiệt gì mà kiếp này lại xui xẻo đến thế. Chạy được một đoạn thì cô ta lại đột nhiên dừng lại. Không phải là cô ta không muốn chạy trốn nữa mà là phía trước không còn đường để chạy. Cô ta chính là điển hình của một kẻ vô cùng xui xẻo. Đường đi của cô ta đã bị một vách đá chắn lại, hiện giờ cô ta không còn tu vi, thương tích lại quá nghiêm trọng cho nên không thể nào leo qua vách đá này. Hơn nữa tà vật ở phía sau lưng cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội đó. Rong, nói đến là vật liền đến tà vật ba đầu sáu tay hung hăng bạo ngược như một con ác quỷ vừa bước ra khỏi địa ngục đang nhìn chằm chằm vào môn chủ La Sinh Môn như nhìn một con mồi béo bở ba cái miệng lớn mở rộng chảy ra máu thịt nhớp nháp đã làm về cùng lạnh tươi hội thổi chết như thế này đúng là khó coi. Môn chủ La Sinh Môn lẩm bẩm, loạng choạng ôm lấy cánh tay của mình. Không ngờ đường đường là môn chủ La Sinh Môn, cường giả thiên võ hàng thật giá thật như cô ta lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy, bị một tà vật bước đến đường cùng. Đúng vào lúc này lại có một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Triệu công tử đã đến, vô cùng phong độ khiến cho đại địa ông chấn động. Phụt, tà vật kia ngay lập tức bị chấn trở mình. Triệu Bân nhanh chóng tung ra một chưởng khiến cho tà vật nổ tung. Con tà vật này hôm nay nhảy ra ngoài không coi ngày hoàng đạo cho nên mới đụng phải Triệu Bân. Làm sao có thể? Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy thì khó có thể tin được. Bên trong biển mây đoạ tiên lại có kẻ không bị áp chế tu vi, mà cho dù có không bị áp chế tu vi thì cũng khó có thể đạt tới cấp bậc này. Kẻ này đã làm gì để có thể thi triển được tu vi cảnh giới địa tạng đỉnh phong bên trong cấm địa chứ? Sau khi kinh ngạc thì cô ta liền hoảng hốt. Bóng lưng này trông rất chói mắt mà cũng rất quen thuộc. Không đúng. Ngươi, Cơ Ngân. Sau khi hoảng hốt thì cô ta lại sững sờ. Khí tức có thể thay đổi nhưng hình dáng này cô ta nhớ rất rõ. Tiền bối, thật là trùng hợp. Đã lâu không gặp, nhớ ta không? Triệu Bân xoay người lại rồi nở một nụ cười lớn, nụ cười rất vui vẻ làm lộ ra hai hàm răng trắng nhởn. Hắn đi tìm nữ nhân này đã lâu. Đây đúng là thời điểm tốt để trò chuyện nhân sinh với cô ta một chút. Không thể nào có chuyện này. Môn chủ La Sinh Môn lùi về sau một bước, suýt chút nữa đã ngã xuống. Ở cấm địa, tu vi bị áp chế, đến cả cô ta cũng bị mất hết tu vi. Sau khi hấp thụ một tia sáng màu vàng thì mới lấy lại được chút tu vi, nhưng cũng có một chút mà thôi, chỉ có thể vận dụng chút chân nguyên. Vậy thì Cơ Ngân đã phục hồi tu vi bằng cách nào? Hơn nữa, tên nhóc này còn đang là cảnh giới địa tạng đỉnh cao. Bất ngờ chưa? Đúng là ngoài ý liệu nhỉ? Triệu Bân cười sảng khoái, liên tục tiến lại gần. Hành động đó của hắn khiến môn chủ La Sinh Môn bất giác lùi về sau, người muốn làm gì? Tối nay trăng thanh gió mát, cô thử nói xem nào. Triệu Bân trà sát tay, cười sung sướng hơn nữa. Mặt môn chủ La Sinh Môn tái nhợt,
cô ta lập tức vung kiếm, không biết là muốn giết Triệu Bân hay là muốn tự sát nữa, nhưng trong tình hình này thì chắc là muốn tự sát thôi, có chết cũng phải chết một cách tôn nghiêm. Nhưng thực tế, cô ta đã nghĩ quá nhiều. Triệu Bân thật sự không có ý gì với cô ta cả. Nhưng Triệu công tử lại rất thích mấy món bảo vật của đối phương. Nguyệt thần liếc sang, ánh mắt khinh khỉnh, người suốt ngày chỉ biết có bảo bối, bảo vật, người đẹp không thơm, không cuốn hút hơn sao. Nếu không phải vì gặp nhiều rồi thì cô ta cũng tưởng thận của ai kia có vấn đề thật. Bùm! Cuối cùng thì kiếm của môn chủ La Sinh Môn cũng chém không trúng. Cô ta bị thương quá nặng, sức cùng lực kiệt nên đương nhiên không còn đủ sức nữa mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Mặc dù đã hôn mê nhưng thần sắc của cô ta vẫn rất quyết tuyệt, vẻ mặt đó là do nghĩ nhiều quá mà ra. Triệu công tử không giết cô ta. Môn chủ La Sinh Môn rất đáng tiền, hắn vờ vịt chứ cũng không nỡ giết. Một đống lửa được đốt lên giữa rừng cây buổi đêm. Phía trên ngọn lửa là một cái nồi sắt lớn, bên trong đang hầm thịt. Môn chủ La Sinh Môn cũng có ở đó, sau khi được trị thương, cô ta đã ngủ rất ngon. Từ lúc vào trong cấm địa, đây là lần đầu tiên cô ta ngủ ngon như thế, nơi đây có quá nhiều cạm bẫy và thú dữ, thú thật là cô ta cũng không dám ngủ. Triệu Bân lại khá bận rộn. Hắn đang bận lục lọi khắp nơi trên người môn chủ La Sinh Môn. Cao thủ cảnh giới thiên võ mà, chắc của cải cũng phong phú. Nhưng kết quả sau đó đã làm hắn vô cùng bất ngờ. Không có tiền. Người phụ nữ này không có tiền. Từ trên xuống dưới chỉ có được mấy chục lượng bạc, trong túi, ngoài hai viên đan bổ khí và mấy thứ lặt vặt không đáng giá ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa, đến một viên đan dược cũng không có. Đường đường là cảnh giới thiên võ mà lại không mang theo tiền khi ra ngoài sao? Triệu Bân nhếch mép, hắn từng đánh cướp rất nhiều người, chỉ cô nương này là có cảnh giới tu vi cao nhất nhưng hình như cũng là người nghèo nhất, mấy chục lượng bạc đó thật sự chẳng xứng với đẳng cấp của cảnh giới thiên võ. Có tiền. Nhất định là cô ta có tiền, chẳng qua là đã cất giấu thôi. Triệu Bân vuốt cằm, nói với vẻ chắc chắn, hắn đang muốn dùng thuật soát hồn để tìm ra bí mật nhưng đáng tiếc đạo hạnh không đủ. Chỉ soát được cảnh giới chuẩn thiên nhưng không soát được cảnh giới thiên về và cảnh giới thiên và các phà hồn, dù cho môn chủ La Sinh Môn đã cạn kiệt tu vẻ nhưng hắn vẫn không thể nào soát được. Đó là sự thật, cảnh giới thiên về vẫn là cảnh giới thiên võ. Không lâu sau, môn chủ La Sinh Môn đã tỉnh lại. Sau đó, suốt 3-5 giây vẫn không nghe thấy người này nói gì. Và rồi cô ta ngồi bật dậy, lập tức kiểm tra một lượt quần áo của mình. Mặc dù quần áo lấm lem nhưng vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu bị xé rách. Triệu Bân liếc cô ta. Nói thật, hắn cũng cần có mặt mũi mà. Môn chủ La Sinh Môn cuống cuồng nhìn tới nhìn lui khiến Triệu công tử cũng muốn qua kiểm tra giúp, sải chân ra nhìn thử là biết có làm chuyện đó không thôi mà. Tại sao không giết ta? Môn chủ La Sinh Môn lạnh lùng hỏi. Cô ta muốn bỏ chạy nhưng ngặt nỗi đã bị phong ấn, dù cho có chạy cũng không chạy thoát được. Cô ta chỉ có chút tu vi, còn Triệu Bân lại là cảnh giới địa tạng, có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn cảnh giới địa tạng đỉnh cao được. Cô rất đáng giá. Triệu công tử cũng rất thật thà đáp lại ngay. Môn chủ La Sinh Môn hụt hơi, lập tức bị nội thương. Húp canh không? Triệu Bân vừa nói vừa lấy một cái bát to ra. Môn chủ La Sinh Môn không thèm để tâm đến hắn, vẻ mặt hiện rõ hai chữ, không đói. Ọt ọt. Nhưng âm thanh đó lại vang lên vào thời điểm không thích hợp. Cô ta chỉ có một chút tu vi nên chẳng khác gì người bình thường, không thể không ăn cơm. Một chén 300 vạn. Triệu Bân giơ tay lên, đưa bát canh thịt qua. Mượn gió bẻ măng là chuyện thường tình, đương nhiên giá phải cao rồi. Môn chủ La Sinh Môn quay mắt đi, không thèm cầm. Có thể thấy khuôn mặt của cô ta đã đỏ bừng lên, cái bụng thật không nên nết. Làm xấu mặt chủ nhân trước ai kia, mất mặt quá đi mất. Triệu Bân không màng mà dúi cái bát vào tay cô ta. Sau đó, hắn lấy thau ăn cơm lớn của mình ra, sau khi được truyền thừa huyết mạch nghịch thiên, sức ăn của hắn lại tăng thêm không ít, hắn có thể ăn một mạch sạch nồi canh thịt lớn đó. Bên này, môn chủ La Sinh Môn đã bưng bát canh. Phải ăn cơm, nếu không ăn thì sẽ bị đối phải nói là canh thịt do ai kia nấu cũng rất thơm ngon. Ăn vào bụng cũng trở nên ấm áp, cảm giác để truyền khắp cơ thể, sau bao ngày, cơ thể buốt lạnh của cô ta đã ấm trở lại. Cô giấu tiền đi đâu rồi? Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Môn chủ La Sinh Môn nghe thấy nhưng không trả lời. Cô ta đâu có ngốc,
nếu bây giờ cô ta nói ra thì nói không chừng sẽ bị giết ngay, lằng ngoằng cả buổi, hóa ra tên nhóc này muốn có được bảo vật của cô ta thôi. Triệu Bân không hỏi thêm, chỉ lo húp canh. Không nói cũng không sao, sớm muộn gì cô cũng nói thôi. Thẩm vấn ấy mà, hắn cũng rất chuyên nghiệp, bao nhiêu hình thức tra tấn như vậy, ít nhất cũng phải có một loại phù hợp với môn chủ La Sinh môn thôi, cô có nhiều tiền và bảo bối như vậy thì phải chia cho ta một ít chứ. Trời càng lúc càng về khuya. Triệu Bân đốt thêm vài cây củi rồi ngủ say dưới gốc cây. Môn chủ La Sinh môn thì không ngủ được, ngồi một mình tại chỗ, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Triệu Bân với vẻ hoài nghi. Không biết hắn làm cách nào khôi phục được tu vi, mới có mấy ngày không gặp mà sao khí đã thay đổi, còn cả khí căn nguyên huyết mạch cũng dồi dào khác lạ, dồi dào hơn bất cứ cảnh giới địa tạng nào mà cô ta từng gặp. Huyết mạch đặc biệt. Môn chủ La Sinh môn lẩm bẩm, chỉ mình cô ta có thể nghe thấy. Cô ta là cảnh giới thiên võ, dù cho đã cạn kiệt tu vi nhưng vẫn còn kiến thức và ánh mắt mà, không thể nào nhìn nhầm, cơ ngân có huyết mạch đặc biệt, hơn nữa còn là một loại huyết mạch cực kỳ thần bí và bá đạo. Vì nhận ra nên mới càng thấy hoài nghi hơn. Trước khi vào cấm địa, cơ ngân cũng không có huyết mạch đặc biệt, chẳng lẽ sau khi vào cấm địa, hắn lại đạt được tạo hóa, thừa hưởng huyết mạch truyền thừa. Lúc này, cô ta lại nghĩ tới tế đàn, động tĩnh trước đó lớn như vậy, có khí căn nguyên huyết mạch tràn ra, hiển nhiên cơ ngân có liên quan tới nó. Ngươi đánh gục được hắn sao? Tiếng lòng của môn chủ La Sinh môn như thế, mang theo ý tự diễu. Lời này cũng không có sai, từ đêm cô ta bắt cơ ngân thì bản thân cũng chẳng yên thân lúc nào, lần sau thảm hơn lần trước. Khi vào cấm địa, cô ta thảm thiết thế này, cơ ngân lại có tạo hóa, so sánh như thế đúng là đả kích quá lớn. Ấy thế mà tên này còn cứu cô ta. Cơ ngân không giết cô ta, điều này làm cô ta bất ngờ. Vì việc bất ngờ này, cô ta còn nhìn hắn thêm vài lần. Trên người cơ ngân mang theo sự tang thương không hợp với tuổi của hắn, khiến người ta bất giác cho rằng phía sau người thanh niên này còn chứa đựng rất nhiều chuyện xưa không muốn cho ai biết. Chợt, Triệu Bân mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Môn chủ La Sinh môn không kịp đề phòng, bị giật mình run lên một cái. Vèo. Triệu Bân lên mỏm đá, ngửa đầu nhìn bầu trời. Hắn nhìn chăm chú, ánh sáng trong mắt càng thêm thâm thúy, còn có một ải khảo nghiệm. Có được huyết mạch truyền thừa không đồng nghĩa là có thể ra ngoài, nếu muốn ra ngoài thì phải tìm được cửa mới được, như vậy mới tính là hoàn thành, mà huyền cơ của cấm địa này lại ở trên bầu trời. Đúng vậy, là tinh tượng. Chỉ có giờ này là trong đêm mới nhìn được bầu trời. Thời khắc này trong đêm. Mây mù không che khuất càn khôn. Ta hiểu rồi. Triệu Bân mỉm cười như thể đã tìm thấy đường ra. Tinh tượng này. Dưới ánh trăng, Triệu Bân ngước mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tối nay đối với cấm địa là một thời khắc đặc thù, không có biển mây che lấp, có thể nhìn rõ trời xanh, che giấu trong tinh tượng ẩn dưới mây mù là càn khôn tương ứng. Trường hợp này không khác núi bất tử là mấy. Chỉ cần tìm ra huyền cơ trong đó là có thể ra khỏi đoạ tiên vân hải. Là có thể lĩnh ngộ khảo nghiệm ở ải cuối cùng. Môn chủ La Sinh môn nhíu mày, cô ta cũng đang quan sát. Thứ cô ta thấy và Triệu Bân thấy không giống nhau. Trong mắt cô ta, mây mù mông lung còn đó, che đậy không trung, bao phủ cấm địa này. Triệu Bân cũng chẳng bất ngờ về vấn đề này. Có được truyền thừa nghịch thiên là hắn, cũng chỉ hắn có được đặc quyền này. Đó là ở thời điểm đặc thù có thể thấy trời sao mênh mông, còn những kẻ khác, dù là môn chủ La Sinh môn có cảnh giới thiên võ cũng không thể nhìn thấu càn khôn. Suy cho cùng, đây là khảo nghiệm của hắn, không liên quan tới người ngoài. Vị tiền bối để lại huyết mạch chắc đã ăn mắng không ít lần. Có quỷ mới biết trong cấm địa đọa tiên vân hải này có bao nhiêu cạm bẫy hại người. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Bân mới xuống khỏi mỏm đá, chui vào bóng tối như hồn ma. Được đặc quyền xem xét tinh tượng, vào thời khắc đặc biệt thì phải có phương vị đặc thù mới có thể nhìn rõ. Ngươi, môn chủ La Sinh môn khẽ há miệng, vô thức đuổi theo. Nhưng biết làm sao được khi tốc độ của Triệu Bân quá nhanh, không chờ cô ta kịp nói ra chữ thứ hai thì tên kia đã biến mất tăm. Người nào đó rời đi làm cho cô ta cảm thấy không an toàn. Giờ phút này, dù là cơn gió mát thổi qua, cô ta lại cảm thấy lạnh lẽo hơn. Gào. Chung quanh có mảnh thủ gào thét môn chủ La Sinh môn vô thức siết chặt thanh kiếm cảnh giác nhìn bốn phía, thuận tiện thăm hội tổ tiên của cơ ngân trong lòng,
nguy cơ biến bề mà dám bộ tạ một mình thế này, hành động này ổn không hả? Không ổn, Triệu Bân đã tới nơi sâu thẳm bên trong rồi mới họ khan một tiếng. Vì đi quá nhanh nên hắn đã vô tình quên mất môn chủ La Sinh Môn. Kết quả là hắn biến ra hai phân thân, quay ngược trở về chỗ cũ bảo vệ đối phương. Người đẹp, bao nhiêu xuân xanh rồi? Đã lập gia đình chưa? Đừng sợ, hai chúng ta đều là người tốt. Đại gia chúng ta rất ngây thơ, đến giờ vẫn còn là trai tơ đó. Hai phân thân này cũng thú vị phết. Họ sợ môn chủ La Sinh Môn nhàm chán nên trong khi ra sức hộ vệ, cả hai còn có thêm dịch vụ tám chuyện buổi tối, một trước một sau, làm nhảm không ngừng nghỉ. Trong đôi mắt đẹp của môn chủ La Sinh Môn bốc lên ngọn lửa, mặt mũi tối thui. Cô ta lại coi thường cơ ngân, ngay cả phân thân cũng gợi đòn như thế. Là ở đây, Triệu Bân đã dừng lại, hắn leo lên một ngọn núi. Một vị trí đặc biệt chính là đỉnh núi dưới chân hắn. Quan sát tình tượng từ nơi này sẽ khác với chỗ ban nãy, có thể nhìn ra các vì sao nối liền với nhau như một tấm bản đồ. Theo hắn đoán đây là bản đồ cấm địa, chỉ cần tìm ra tuyến đường ra ngoài là có vô số con đường để thoát khỏi đây. Mà điều kiện tiên quyết là hắn phải hiểu hết đã. Chuyện yêu cầu chuyên môn như xem tình tượng thì hắn rất có lòng tin. Trong huyền môn thiên thư mà Nguyệt Thần truyền lại cho hắn thì có không ít giảng giải về tình tượng, dù chưa hiểu hết nhưng hắn vẫn có chút thu hoạch. Nhìn tinh tượng khi mưa bão lúc trước đều linh nghiệm, trường hợp ngoại lệ vẫn là số ít vì càn khôn hỗn loạn mà thôi. Sau nửa đêm, hắn mới xoay người xuống núi. Thứ tinh tượng đó, hắn đã nhìn ra nhưng tạm thời là ra ngoài không được. Vì sao không ra ngoài được thì là bởi trận pháp trong cấm địa thay đổi liên tục. Phải đợi trận pháp ngừng lại. Cũng không quá lâu. Theo như hắn đoán thì lâu thì nửa tháng, sớm nhất cũng 3, 5 ngày. Khi quay lại, môn chủ La Sinh Môn vẫn ngồi an phận, không khó để nhìn ra vẻ mặt bực bội của cô ta, trong mắt còn có hai ngọn lửa. Hai phân thân cũng khá chuyên nghiệp, một trái một phải bảo vệ như môn thần, giờ họ còn đang làm nhảm, hiển nhiên cả hai đã dồn ép cô ta tới mức sắp bùng nổ. Vèo! Triệu Bân phất tay áo, làm phân thân biến mất mấy ngày nữa là có thể ra ngoài. Môn chủ La Sinh Môn không đáp, trong lời của người nào đó có vấn đề, cô ta đoán không sai, Triệu Bân thật sự đã bồi thêm một câu. Cô cất giấu bảo bối gì thế? Giết cứ giết, bảo bồi không có. Tiền bối đang ép ta dụng hình sao? Triệu Bân nói rồi lôi ra một cái roi ra. Môn chủ La Sinh Môn cũng khá kiên cường, chỉ nói một câu, muốn chém, muốn giết hay dóc thịt gì thì tùy ngươi. Thấy thế, Triệu Bân cất roi, đồng thời lấy ra một túi bột gì đó. Đây là cực lạc tán. Dùng chút là vui vẻ, dùng nhiều thì sẽ sung sướng như tiên luôn. Thử một bao không? Người nào đó rất tinh tế hiểu lòng người, sợ môn chủ La Sinh Môn không biết đây là gì, hắn còn giải thích một chút, quan trọng là thần thái, vẻ mặt rất nghiêm trang, chẳng khác nào tiểu thương đang chào hàng. Mặt môn chủ La Sinh Môn lập tức lạnh tanh. Cực lạc tán là gì nào? Không cần cơ ngân giới thiệu, miễn là người có chút kinh nghiệm, ai cũng biết đó là loại độc gì, uống một túi không chỉ tăng hưng phấn mà còn hại đến cơ thể. Có đủ màu, đủ mùi, đủ vị. Với căn cơ của tiền bối, chắc uống thêm hai túi cũng chẳng sao. Triệu Bân rất tự giác, hắn lại lấy ra thêm một rổ xếp đầy các túi cực lạc tán, bao này được đặt ngay ngắn bên bao kia, những hành động đó của hắn đang có ý muốn nói rằng, nhiều lắm, đảm bảo đủ. Cơ ngân. Môn chủ La Sinh Môn muốn động đậy nhưng lại không nhúc nhích được gì, ánh mắt đầy sắc lạnh. Ai kia đã phong ấn chặt chẽ cô ta rồi. Thậm chí còn chặn cả đường tự sát của cô ta nữa. Ta chỉ cần tiền, không cần mạng. Triệu Bân vừa nói vừa mở một túi ra. Thứ bột mịn đó thơm nồng, thấm vào ruột gan. Tây Nhạc, Vân U Cốc. Không thể không nói, Triệu công tử thẩm vấn rất có trình độ, môn chủ La Sinh Môn đã khai rồi. Nhưng mấy câu này của cô ta cứ ngắc ngứ, bên trong ẩn chứa chút nghẹn ngào, trong mắt không còn giận dữ mà đã rưng rưng. Phản chiếu ánh trăng mờ ảo, chậm rãi ngưng tụ lại thành xương. Khóc sao? Triệu Bân thấy vậy thì khóe miệng giật nhẹ. Trời đất chứng giám. Đấy nào phải là cực lạc tán. Hắn cũng đâu có muốn cho cô ta uống thật, chỉ là muốn hù dọa môn chủ La Sinh Môn chút thôi. Hù dọa thế nào mà khiến người ta khóc luôn rồi? Theo Nguyệt Thần thấy, mỗi chuyện này thôi cũng đủ để nề ba ngày ba đêm, đánh bại được cảnh giới thiên và không ngầu đâu, khiến cho cảnh giới thiên và phải khóc mới thật sự ngầu. Trước, tiếp, đừng khóc nữa mà.
đùa với cô cho vui thôi. Đây là gia vị, không phải cực lạc tán. Triệu Bân thấy hơi nhức đầu. Hắn giỏi đánh nhau nhưng điều này tỷ lệ nghịch với trình độ dỗ dành người khác. Về điểm này, hắn kém hơn Tư Không Kiếm Nam, nếu giao cho tên đó thì cô gái này sẽ được dỗ nín khóc ngay ấy mà. Nếu không bản lĩnh, sao Tư Không Kiếm Nam có được nhiều bạn gái cũ đến vậy, cứ 100 mét là lại có một cô, người thường không thể nào làm được như vậy. Trời vẫn tối mịt, khu rừng cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh. Triệu Bân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một tay cầm kính lúp, tay kia cầm bản đồ, vùi đầu nhìn tới nhìn lui, cẩn thận tìm kiếm, môn chủ La Sinh Môn đã nói rồi, bảo bối đều nằm ở bên trong. Nói hắn là thanh niên cứng thật chẳng sai chút nào. Không tìm cách dỗ dành con gái người ta mà chỉ toàn nghĩ đến bảo bối. Nguyệt Thần thấy vậy thì hít một hơi thật sâu, thế giới đã không còn thanh niên tốt nào như thế này nữa rồi, kiếp trước cô ta phải tạo ra bao nhiêu nghiệp để bây giờ gặp phải tên này đây. Đâu có đâu. Triệu Bân vò tóc, tìm cả đêm rồi mà vẫn chưa tìm ra được Vân U Cốc đó ở đâu, hắn thật sự muốn đến tìm môn chủ La Sinh Môn hỏi lại thử, hỏi xem người phụ nữ đó có phải đang lừa mình không. Sáng sớm, mùi thịt bay khắp khu rừng. Ai kia lại thể hiện tài nấu ăn, nấu một nồi thịt đầy ắp. Ăn không? Không ăn. Ùm ụp. Mới sáng sớm mà đã phải xấu hổ. Triệu công tử nhiệt tình, còn ai kia lại rất cứng miệng, có điều cái bụng khá thành thật. Khóc thì khóc, nhưng cơm thì vẫn phải ăn. Sau bữa cơm, Triệu Bân lại biến đi đâu mất. Ban ngày không sao, khó có thể xem tinh tượng. Hắn cũng không phải đi xem tinh tượng mà đang chạy tới chạy lui trong cấm địa, vừa chạy vừa xem, chăm chỉ tìm bảo bối lẫn trận vân. Đến tối mới thấy hắn quay lại. Lửa được đốt lên và lại là một nồi sắt lớn. Triệu Bân còn đỡ, nhưng môn chủ La Sinh Môn có biểu cảm hơi kỳ lạ, vài lần cô ta khẽ hé miệng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không nghe thấy người này nói gì. Trước, tiếp, mắc tè sao? Triệu Bân liếc mắt, thử hỏi một tiếng. Môn chủ La Sinh Môn không trả lời, dứt khoát ngoảnh đầu sang phía khác. Soạt. Triệu Bân tằng hắng, giải phong ấn cho cô ta. Môn chủ La Sinh Môn ôm bụng dưới, chân chạy thật nhanh, mặt thì đỏ bừng. Lại thêm một lần muốn chui xuống lỗ nẻ cho xong. Một lúc lâu sau vẫn không thấy cô ta quay lại. Triệu Bân vẫn thản nhiên, ôm sách cổ ngồi đọc ngon lành. Không sốt ruột. Hắn không nôn nóng chút nào. Lúc cần quay lại thì tự khắc cô ta sẽ quay lại. Đúng thật là vậy, môn chủ La Sinh Môn đã quay lại, đằng sau còn có một tên to con đuổi theo, vốn dĩ định đi giải quyết xong thì sẽ tìm chỗ trốn, không ngờ lại gặp phải một con mãnh thú. Cút đi! Triệu Bân hét lên đanh thép. Con thú dữ nghe thấy thì liền quay đầu bỏ chạy mất bóng. Còn chạy nữa không? Triệu Bân ngoảnh đầu, liếc nhìn môn chủ La Sinh Môn. Môn chủ La Sinh Môn chỉ lo thở dốc, muốn chạy nhưng chưa chuẩn bị sẵn sàng, ở cấm địa này, đâu đâu cũng là cạm bẫy, đi giải quyết chút thôi mà cũng gặp phải thú dữ, e rằng chưa kịp ra ngoài thì đã bị gắp đi rồi. Màn đêm từ từ buông xuống. Lại là mùi thịt thơm nức, ngửi thấy là thèm. Lần này Triệu Bân không phong ấn môn chủ La Sinh Môn nên cô ta tự tiến tới, đã bị xấu mặt mấy lần rồi nên cũng không để tâm mình sẽ xấu hổ thêm lần nữa. Lúc húp canh cô ta còn không quên nhìn sang Triệu Bân, một tên không biết xấu hổ mà sao lại nấu ăn giỏi đến thế. Mùi vị canh khá là thơm ngon. Triệu Bân xem tinh tượng xong thì đi ngủ ngay. Còn cô ta thì lại rất chăm chỉ. Chăm chỉ cố sức khôi phục tu vi, liên tục dùng công pháp. Cấm địa rất nguy hiểm, đi đâu cũng có cạm bẫy, còn có cơ ngân, biết đâu chừng hôm nào đó hắn sẽ giết mình, thế nên cô ta nhất định phải khôi phục. Tu vi. Nếu như quay lại cảnh giới thiên võ thì việc đầu tiên cô ta làm là xử lý tên này. Hả? Cô ta bỗng dưng mở mắt ra. Cô ta nhìn Triệu Bân với ánh mắt rất kỳ lạ. Không thể trách cô ta được, và bên cạnh Triệu Bản có thêm một người phụ nữ, là ai chứ? Là Diệu Ngữ, chắc và cảnh đêm quá thơ mộng nên cô ta muốn ra ngoài đi dạo. Cô gái này ngồi bên cạnh Triệu Bân, khoác tay và tựa lên vai hắn. Xác sống. Môn chủ La Sinh Môn nhìn thấy thì nheo mắt lai. Trước, tiếp, chắc chắn cô ta không nhìn nhầm, đó đúng là một xác sống. Vì là xác sống nên mới có thể vào trong nhẫn ma của cơ ngân, mấy giây trước, cô gái đó đã từ nhẫn ma ra ngoài, trông tư thế thì chắc có quan hệ khá thân thiết với Triệu Bân, không chừng còn là vợ chồng. Tên này có vợ sao?
Ánh mắt môn chủ La Sinh Môn càng kỳ lạ hơn, cô ta có rất nhiều tình báo về Thánh Tử Thiên Tông nhưng không nghe nói tên nhóc này có vợ, hơn nữa đối phương còn là một xác sống, trạng thái rất kỳ lạ, đúng là một người đã chết nhưng lại sống trong thế giới loài người theo một cách đặc biệt. Kỳ lạ thật. Môn chủ La Sinh Môn lẩm bẩm, nhìn mãi không thôi. Thiên võ có kinh nghiệm như cô ta mà cũng không nhìn ra được vấn đề. Hay! Tiếng thở dài này của cô ta khá khó hiểu. Đây là tình yêu gì, là sinh tử ly tán à? Sát thủ máu lạnh lại tự hỏi trong lòng như thế. Đêm về khuya, sao trời lấp lánh. Bên ngoài cấm địa, những người tập trung lại nơi này vì dị tượng cũng đi xa dần. Đến đây rồi nhưng đâu ai dám đặt chân vào. Những người sắp hết thọ nguyên như Vân Thương Huyền có lẽ còn dám tiến vào đấu đá một phen vì đã coi nhẹ chuyện sinh tử, còn lại đa số về nhà tắm rửa đi ngủ thôi. Nhắc đến ngủ. Giấc ngủ của Triệu công tử kéo dài mấy ngày liền. Trong giấc ngủ sâu, thể phách của hắn được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim, xung quanh có ảo ảnh diễn hóa, thậm chí có tiếng rồng ngâm trầm đục vang lên mãi mà không dứt. Nếu là ngày thường, hắn không nỡ ngủ như vậy đâu, một là vẽ bùa, hai là tu luyện. Tuyệt đối không uổng phí ngày tháng. Nhưng khi được kế thừa nghịch thiên, hòa hợp với căn nguyên huyết mạch, hắn càng lúc càng ham ngủ. Theo lời của Nguyệt Thần thì đây là một quá trình bắt buộc. Việc thoát biến nào đó sẽ hoàn thành trong lúc hắn ngủ say. Dù sao thì đó cũng không phải căn nguyên của hắn, cần phải mài giũa trong thời gian rất dài. Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc của Triệu Bân. Hắn chậm rãi mở mắt, vô thức nghiêng đầu nhìn môn chủ La Sinh Môn. Đêm nay môn chủ La Sinh Môn có vẻ kỳ lạ, cô ta khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, dường như đang gặp ác mộng nên giữa hàng lông mày không thể giấu được nét đau đớn, trên gà mà còn đọng vài giọt mồ hôi, tiếng rên sự liên tục vang lên. Triệu Bân nhíu mày, lặng lẽ dùng thiên nhân, đợi khi xem xong một hồi, hắn mới nhìn ra mạnh moi. Người phụ nữ này đang thoát biển, nói cho đúng hơn là huyết mạch đang thoát biển. Chẳng qua là trong quá trình thoát biến xảy ra chút vấn đề. Sức mạnh của huyết mạch bên trong cơ thể cô ta rất không ổn định, thậm chí là rối loạn, lúc thì héo úa, lúc thì điên cuồng. Hắn đoán không hề sai. Môn chủ La Sinh Môn đang thoát biến huyết mạch, đây là thiên phú ẩn giấu trong huyết thống của cô ta, cứ cách một thời gian sẽ lại thoát biến một lần, càng thoát biến càng mạnh, càng về sau việc thoát biến càng khó. Mà lần thoát biến này đến sớm hơn trước kia khá nhiều. Là do ngoại lực thúc đẩy. Ngoại lực gì cơ? Là công pháp phản phệ đấy. Trước kia cô ta tu luyện quá nhiều công pháp bản nhái, tạo thành xung đột với công pháp của bản thân mới gặp phải phản phệ, chính phản phệ thúc đẩy huyết mạch thoát biến trước thời hạn. Triệu Bân lập tức giơ tay lên. Nhưng sau một hồi suy xét, hắn lại chậm rãi hạ tay xuống. Nếu đã là huyết mạch thoát biến thì hắn chẳng giúp được gì, chưa biết chừng còn gây thêm rắc rối, cứ yên tâm đứng nhìn là được. Có vượt qua được cửa ải này không phải dựa vào chính bản thân môn chủ La Sinh Môn. Khi hắn nhìn sang, môn chủ La Sinh Môn lại rên rỉ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa, không thể đè nén được sức mạnh huyết mạch đang dao động, đến cả dị tượng do huyết mạch diễn tiến ra cũng rối loạn vô cùng, rất giống với triệu chứng trước khi tẩu hỏa nhập ma. Tâm trí của cô ta cũng vì thế mà hỗn loạn, trong vài khoảnh khắc nào đó thậm chí không phân biệt nổi chân thực và ảo ảnh. Giữ vững tâm thế. Triệu Bân nói một câu, coi như nhắc nhở. Thật ra, câu này của hắn thật quá nhảm nhí. Nếu giữ được thần trí thì đâu nhếch nhác tới mức này. Công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như thoát biến trong huyết mạch, môn chủ La Sinh Môn đã trải qua nhiều lần, biết rõ vô cùng, nhưng lần này khác với mấy lần trước, nó ập đến quá đột ngột và quá khác thường, nghiễm nhiên vượt quá phạm vi có thể khống chế của cô ta, hoàn cảnh rất bất lợi. Tẩu hỏa nhập ma là chuyện nhỏ. Mất mạng là chuyện lớn. Lại một tiếng rên rỉ nữa, khóe miệng của môn chủ La Sinh Môn trào ra máu tươi, hình thái cũng thay đổi. Vốn là cô gái phong hoa tuyệt đại, vậy mà bây giờ thu nhỏ lại từng tấc một. Trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Bân, cô ta biến thành một thiếu nữ, cũng trong ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Bân, cô ta dần dần diễn biến theo hướng trẻ con, đúng chuẩn phản lão hoàn đồng. So với hắn thì Nguyệt Thần trông thấy rõ ràng hơn. Cùng là phản lão hoàn đồng nhưng môn chủ La Sinh Môn khác hẳn với Triệu Bân và Linh Lung. Linh Lung là do công pháp gây nên, Triệu Bân là vì lời nguyền nên gặp kiếp nạn, mà tình hình của môn chủ La Sinh Môn là phức tạp nhất vì dính dáng với huyết mạch, công pháp, tu vi, phản phệ. Nhiều nhân tố thúc đẩy mới có tai ách này.
Không biết từ lúc nào, Triệu Bân tiến lên phía trước. Hắn sờ cằm cúi đầu, đi lòng vòng quanh môn chủ La Sinh Môn, cô ta cải lão hoàn đồng thật rồi, biến thành một bé gái ước chừng khoảng 2 tuổi, trông rất trắng trên và bụ bẫm trên cơ thể bé nhà mềm mại thỉnh thoảng còn tràn ra dương khói. Trước, tiếp, nếu không phải tận mắt trông thấy, hắn không thể biết được lúc nhỏ môn chủ La Sinh Môn đáng yêu đến thế, khiến hắn muốn giơ tay ra nhéo nhéo gương mặt đó. Trên thực tế, hắn cũng đưa tay ra thật. Hừm, cảm giác khá đấy. Hắn đang nhìn cô ta, môn chủ La Sinh Môn cũng đang nhìn hắn, ngẩng cái đầu nhỏ, chớp đôi mắt to, tuy không tìm ra chút tạp chất nào, nhưng ánh mắt hết sức mơ màng. Triệu Bân trông thấy mà không khỏi nhướng mày, mất trí à? Không ai trả lời hắn. Thần thái của môn chủ La Sinh Môn lúc này chính là đáp án tốt nhất. Chắc chắn mất trí nhớ rồi. Nếu không, tại sao hắn nhéo mặt cô ta mà cô ta không có phản ứng gì, giống như một em bé mới sinh, ký ức trống giống như trẻ sơ sinh, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Triệu Bân gượng cười. Huyết mạch đúng là quá huyễn hoặc, chuyện nhảm nhí gì cũng có thể xảy ra, giống như môn chủ La Sinh Môn, thoát biến thất bại, lập tức cải lão hoàn đồng. Nghĩ kỹ lại, cũng khá may mắn rồi. Chí ít vẫn giữ được tính mạng. Tính mạng còn thì còn khả năng quay trở lại. Ọc ọc. Lúc hắn đang nhìn thì âm thanh này đột ngột vang lên. Triệu Bân tiện tay lấy ngay linh quả đưa cho môn chủ La Sinh Môn. Bạn nhỏ này hăng hái ôm lấy linh quả ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn cười khanh khách. Thứ này, còn đáng tiền không nhỉ? Triệu Bân sờ cằm, đánh giá môn chủ La Sinh Môn từ trên xuống dưới. Mỗi khi nhắc đến tiền, ánh mắt của môn chủ La Sinh Môn lại liếc xéo. Không phải báu vật thì là tiền. Cô ta dạy dỗ đồ đệ kiểu gì thế nhỉ? Mấy ngày sau đó, Triệu Bân có việc để làm, hoặc là tìm báu vật, hoặc là xem tinh tượng, mà việc hắn làm nhiều nhất là ngắm nhìn môn chủ La Sinh Môn, thỉnh thoảng lại lôi ra nghiên cứu một phen. Nếu tính bằng gam để bán, chẳng phải lỗ chết sao? Dừng rồi. Không biết mấy ngày sau, ánh mắt Triệu Bân chợt lóe lên. Trận pháp trong cấm địa đã ngừng biến động, hoàn toàn tương xứng với tinh tượng trên trời. Điều này cũng tức là bọn họ đã có thể ra ngoài, lối thoát đã xuất hiện trên bầu trời. Và cũng chỉ có mình hắn nhìn thấy được. Còn những người khác chẳng thể nhìn xuyên được biển mây che mắt của cấm địa nên càng không cần phải nói đến việc xem tinh tượng. Đi thôi. Triệu Bân bế môn chủ La Sinh Môn lên, nhằm thẳng một hướng mà chạy. Sau 2 tháng bị nhốt tại đây, cuối cùng họ cũng đã có thể ra ngoài rồi. Chuyến đi này không uổng phí mà có rất nhiều thu hoạch. Nhưng người đang ở trong vòng tay hắn lại có vẻ như hơi ngượng ngùng, lúc vào thì chẳng sao nhưng lúc ra thì lại thành một cô nhóc. Dù cho đã ra khỏi cấm địa thì chắc cũng không thể khôi phục lại cảnh giới thiên võ. Nhìn từ góc độ của môn chủ La Sinh Môn, nếu như nói bát tự của bọn họ không xung khắc thì có quỷ mới tin, từ khi cô ta bắt được Triệu công tử, cô ta đã liên tục gặp xui xẻo, thất bại chồng chất thất bại, tệ nhất là từ cảnh giới thiên võ thành một đứa trẻ con. Không sai. Đúng là con đường này rồi. Triệu Bân nhanh chân chạy, tinh thần cũng rất tốt. Cố gắng quan sát, hắn đã có thể nhìn thấy được đỉnh núi bên ngoài cấm địa. Có người. Lúc gần đến lối ra, hắn đột nhiên dừng lại. Thật sự có người, kẻ đấy mặc áo choàng đen nhưng Triệu Bân có thể nhìn ra đó là một tên cao to vạm vỡ, cơ thể nặng nề, mỗi một bước chân người này dẫm xuống đều tạo ra một vết lõm sâu trên mặt đất. Tư thế di chuyển khá hơi kỳ quái, cứ cứng đơ đơ. Đôi mắt cũng vô hồn. Con rối tử xác chết sao? Triệu Bân nheo mắt, vừa nhìn là nhận ra ngay. Bên kia một con rối tử xác chết, hơn nữa còn là một con rối tử xác chết có cảnh giới thiên võ. Đồng nghĩa với việc có người của thi tộc ở gần đây. Mặc dù thuật trầm quan kỳ diệu nhưng cũng có một bất cập, người điều khiển và con rối tử xác chết phải đảm bảo khoảng cách nhất định, giờ con rối ở đây thì nhất định kẻ khống chế cách chỗ này không xa. Kẻ kia không ngốc. Đối phương không dám tiến vào trước mà phái con rối đi trước dò đường. Con rối tử xác chết cảnh giới thiên võ. Người điều khiển thấp nhất cũng phải ở cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân lẩm bẩm, sau đó dùng thiên nhãn quan sát. Giữa con rối xác chết và người điều khiển có liên hệ, là một tia sáng mảnh hơn cả lông bò, người thường không nhìn thấy được, thiên nhãn bình thường cũng không nhìn ra được, nhưng vừa hay hắn lại có thể thấy được rất rõ. Hắn men theo tia sáng mỏng đó, đuổi theo suốt dọc đường cho đến khi ra khỏi cấm địa. Người điều khiển đang ở bên ngoài. Đấy là một ông già khoác áo choàng,
vì sợ hung danh của cấm địa nên không dám vào trong nên mới phái con rối đi trước mở đường, còn ông ta thì dùng bí thuật liên kết với tầm nhìn của con rối xác chết để thăm dò cấm địa, nếu như không có nguy hiểm thì sẽ vào trong. Chuẩn thiên đỉnh cao. Triệu Bân nấp trong bóng tối, xác định tu vi của ông già áo đen. Sao thi tộc lại có nhiều nhân tài đến vậy nhỉ? Trời mới biết bọn họ đã đào bao nhiêu mồ, quỷ mới biết đám người này đã tìm được bao nhiêu xác chết cảnh giới thiên võ. Hắn đã gặp được mấy tên rồi, chỉ với lực lượng này thôi thì những thế lực bình thường đã không thể động đến rồi, cộng thêm danh tiếng của thi tổ nữa thì đến cả các phương triều lớn cũng phải nể nang vài phần. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Bân đặt môn chủ La Sinh Môn xuống, rút kiếm Long Uyên ra. Nếu đã là người của thi tộc thì không cần phải nương tay ân oán từ xưa đến giờ thì sau này nhất định sẽ phải đánh nhau một trận, tiêu diệt. Sớm càng yên tâm sớm ha. Ông già áo đen chau mày, sắc mặt khó coi. Con rối cảnh giới thiên võ mà ông ta đang điều khiển đột nhiên mất kết nối với ông ta. Mất kết nối là phải rồi. Đây là câu trả lời của Triệu Bân. Đoạ Tiên Vân Hải nổi tiếng là đáng sợ, đó đâu phải là chuyện giỡn chơi. Hắn tưởng dùng con rối xác chết thì có thể dò đường thuận lợi sao? Mơ đẹp nhỉ, lang thang xung quanh thì còn được, nếu dám vào sâu bên trong là sẽ bị lạc ngay, đến cả cảnh giới thiên võ như môn chủ La Sinh Môn cũng bị khống chế tu vi, việc mất liên lạc chẳng phải chỉ là chuyện bình thường thôi sao? Keng! Triệu Bân chuyển động, lập tức xuất kiếm. Khả năng cảm ứng của ông già áo đen không tệ, tên này giật mình. Ngặt nỗi, Triệu Bân dùng thuấn thân tuyệt sát. Dù có cảm giác được thì cũng không né được, ông ta bị chém trúng ngay tại chỗ, kiếm chọc thủng đan điền, tu vi cảnh giới chuẩn thiên cũng theo đó mà tiêu tan. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên thất thanh. Triệu Bân rút kiếm lại, ông già áo đen ngã khụy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Ông ta có thể nhận ra được thuấn thân tuyệt sát thì đương nhiên cũng có thể nhận ra thân phận của Triệu Bân, chắc chắn là thánh tử thiên tông, sao hắn lại ở đây? Trước đó ông ta hoàn toàn không phát giác ra nên mới bị đâm mà không kịp trở tay, đến cả cơ hội xuất chiêu cũng không có là đã bị đánh thành người tàn phế ngay. Triệu Bân đưa tay ra, đặt lên đầu của ông ta, cưỡng chế dùng thuật soát hồn. Hắn vừa soát thì bất giác nhíu chặt mày, từ trong ký ức của người này, hắn đã nhìn thấy được một tin thú vị, đó là thông tin gì? Tin tức ám sát ai cơ, ám sát cơ ngân chính hắn. Mà người mời người thuê lại đúng là kẻ thù cũ Vương Dương Thánh Tử Ma Quật. Hắn ta vẫn còn sống sao? Triệu Bân lẩm bẩm, ánh mắt vô chừng. Trước đây, lúc ở Di Chỉ Ma Vực, hắn đã đánh Vương Dương Thành cho rồi mà. Không ngờ hắn ta lại còn sống. Từ đó có thể thấy, người trước đây vào Di Chỉ Ma Vực vốn không phải là Vương Dương thật sự mà chỉ là phân thân ma mà thôi, còn bản thân hắn ta lại đang nấp ở chỗ khác để tu luyện. Để giết chết mình. Vương Dương đúng là không tiếc tốn tiền tốn bạc để mời thi tộc đến giết hắn. Nếu không phải vì tình cờ gặp được thì đến giờ hắn vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. E rằng Vương Dương cũng không ngờ sát thủ mà mình tốn cả đống tiền mời về lại bị mục tiêu này giết chết khi vừa mới chạm mặt. Phụt! Triệu Bân vung kiếm, chém vào ông già áo đen. Hắn đã biết Vương Dương vẫn còn sống, nhưng đáng tiếc là trong ký ức của người này lại không có bí mật cụ thể của Vương Dương. Chẳng hạn như xào huyệt của ma quật ở đâu, hay Vương Dương thật sự đang ở đâu. Vì vậy hắn phải tìm ra Vương Dương thật nhanh thôi. Triệu Bân quá hiểu tính của tên này, từ khi Vương Dương luyện bất diệt ma thân quyết thì hắn ta càng đáng sợ hơn, chính hắn cũng là người bị cuốn theo vào vòng nhân quả đó, không thể tránh thoát trách nhiệm khỏi những trận giết chóc đẫm máu do Vương Dương gây ra. Hắn nghĩ vậy thì đi nhanh hơn. Trước khi đi, hắn lại vào Đoạ Tiên Vân Hải. Mang con rối xác chết cảnh giới thiên võ của ông già áo đen về cho Thương Khung, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Quác, Đại Bằng nhanh chóng sải cánh bay cao. Vì Triệu Bân đắc đạo nên Đại Bằng cũng thay đổi theo, mở lông lộn xiện đã rụng sạch, lúc này toàn bộ lông đã biến thành màu vàng lấp lánh, dưới ánh trăng chẳng khác gì một đám mây vàng, vút qua như một tia sáng. Rồi, môn chủ La Sinh Môn về bụng, nùng nịu những nhèn nói. Triệu Bân mỉm cười lấy linh quả ra. Trông cô bé nhỏ vậy thôi chứ ăn rất khỏe nha. Giống như những gì hắn suy đoán, dù cho đã ra khỏi Đoạ Tiên Vân Hải nhưng cô ta vẫn không thể nào khôi phục được cảnh giới thiên võ. Huyết mạch cần phải biến đổi thành công thì mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Còn về phần có thể khôi phục lại cảnh giới thiên võ hay không, điều này còn phải xem tạo hóa rồi. 9 ngày sau, Triệu Bân quay về lại thành Thiên Thu. Giống như trước đây,
mỗi lần hắn quay về đều có rất nhiều người đứng ở cổng thành. Để xứng với đẳng cấp của ai kia, trước cổng thành còn cắm một tấm băng rôn, từ xa đã có thể nhìn thấy, người không biết còn tưởng là đang chào đón lãnh đạo nhà nào nữa cơ. Lại mang theo một người nữa về. Tam trưởng lão ma gia nhìn thấy thì vuốt râu nói. Mọi người cũng đâu có mù, vì thấy nên ánh mắt mới trở nên kỳ quái. Sao lại là một cô bé con? Thế là mọi người lại để trí tưởng tượng bay xa. Đừng bảo là con riêng của ai kia đấy nhé. Trong lúc họ nói chuyện thì Triệu Bân đã tới gần. Hắn khá bình tĩnh nhưng với môn chủ La Sinh Môn thì có lẽ đây là lần đầu tiên gặp nhiều người như thế nên cô ta hơi lo lắng, cánh tay nhỏ cứ níu chặt lấy Triệu Bân. Ai thế? Mấy lão già vây lại, nhìn tới nhìn lui. Những người có ánh mắt tinh tường đều híp mắt, hình như nhóc con này có huyết mạch đặc biệt. Môn chủ La Sinh Môn, Triệu Bân trả lời. Cách nói thờ ơ của hắn càng làm hắn khí phách hơn. Còn mấy lão già lại nhướng mày, liếc mắt nhìn Triệu Bân, sao mới ra ngoài một chuyến mà lại bắt trước người ta ba hoa rồi, nếu đây mà là môn chủ La Sinh Môn thì lão phu phát sóng trực tiếp tiết mục nuốt phân nha. Cảnh giới thiên võ hả? Thương Khung đến sau nhìn thấy thì liền ngây ra. Ông ta vừa lên tiếng thì tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, cảnh giới thiên võ sao? Vậy mà ông cũng nhìn ra hả, Triệu Bân cũng ngạc nhiên. Ngươi cũng xem thường ta quá rồi đấy. Thương Khung khoanh tay, nhìn môn chủ La Sinh Môn như thể xem xiếc khỉ. Ông ta nhìn một lúc lâu rồi mới nói thêm một câu với vẻ khá chắc chắn là cảnh giới thiên võ. Thật không vậy, ai cũng tỏ vẻ hoài nghi. Chắc là cô ta đã gặp vấn đề khi huyết mạch biến đổi nên mới bị biến thành trẻ con. Thương Khung chậm rãi nói, hình dáng có thể thay đổi nhưng khí thế của thiên võ tiềm ẩn bên trong lại không thể thay. Đổi được, ta cũng từng là cảnh giới thiên võ, không thể nhìn lầm được. Ông ta nói xong thì mới nhìn sang Triệu Bân và nói, ta nói đúng không? Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu. Chuyện này, mấy lão già đều liếc sang. Ánh mắt họ nhìn môn chủ La Sinh Môn đã thay đổi. Một cô nhóc xíu xiu mà thế kia mà lại là cảnh giới thiên võ, thật khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Là môn chủ La Sinh Môn thật sao? Thương Khung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Mọi người cũng vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều muốn hỏi, chắc chắn là môn chủ La Sinh Môn sao? Đúng là cô ta. Bọn ta không tin. Chắc có người nhận ra thanh kiếm này chứ? Triệu Bân không nói gì thêm mà lấy binh khí của môn chủ La Sinh Môn ra, một thanh kiếm mỏng và dài, lấp lánh màu sắc với cảm giác buốt lạnh thấu tận xương. Ngoài ra, trên thanh kiếm còn lưu giữ sát khí, trời mới biết thanh kiếm đó đã nhuốm máu của bao nhiêu người rồi. Kiếm Thiên Xương. Lão tổ nhà họ Bạch học cao hiểu rộng, lập tức bất ngờ thốt lên. Không chỉ có ông ta là người từng trải. Mắt mấy lão tiền bối sáng rực. Họ chưa từng nhìn thấy môn chủ La Sinh Môn nhưng lại nhận ra được kiếm của cô ta. Nói chính xác hơn là họ nhận ra được chất liệu dùng để đúc thanh kiếm này, đó là băng ngọc thiết ngoài bầu trời, trên đời không có miếng thứ hai, những đường vân cổ xưa bí ẩn trên kiếm là minh chứng tốt nhất. Thế cũng có nghĩa cô nhóc này chính là môn chủ La Sinh Môn. Không còn ai nghi ngờ nữa, Triệu Bân cũng không cần thiết phải lừa bọn họ. Không còn tiếng xì xào, ai cũng thầm nuốt nước bọt. Ánh mắt họ nhìn Triệu Bân giống như nhìn quái vật, tên nhóc này. Đúng là đỉnh của chóp luôn. Lần trước đem Diêm La mặt quỷ về, lần này thì càng ngầu hơn, còn bế luôn cả môn chủ La Sinh Môn về nữa. Đến cả môn chủ La Sinh Môn mà còn bị đánh bại thì còn ai mà hắn không thể hạ gục nữa chứ. Vậy tên đòi nuốt phân đâu? Mấy lão già nhìn quanh. Không ai lên tiếng, nuốt phân gì chứ, ăn cơm không thơm hơn sao? Ta cũng muốn bế thử. Mấy lão già và tay nhưng lại không có ai dám tiến lên trước. Là môn chủ La Sinh Môn đấy, không bế bậy được đâu, nếu ngày nào đó cô ta trở lại trạng thái bình thường thì chắc chắn sẽ nổi đóa lên, là bị sát thủ cảnh giới thiên và để mắt đến thì đời này bọn họ đừng mơ đến chuyện rời khỏi núi bất tử nữa, ra ngoài là chết ngay, chỉ cá nhân tài như Triệu Bân mới dám bế môn chủ La Sinh Mệnh đi khắp thiên hạ thôi về nhà thôi. Địa tạng đỉnh cao. Huyết mạch thật bá đạo. Đám đông như nổ tung, ai cũng thốt lên vì kinh ngạc. Mới có mấy ngày thôi mà đã lên đỉnh cao rồi ư. Còn cả huyết mạch của hắn nữa, đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã có được căn nguyên huyết mạch từ đâu? Hơn nữa, nó còn bá đạo đến thế, đừng nói đến các trưởng lão, người sống đến 8.000 năm như Thương Khung mà cũng phải giật mình.
Lần đầu tiên hắn gặp huyết thống đáng sợ đến thế, còn mạnh hơn cả thể thiên linh. Khiêm tốn một chút. Triệu Bân hạ giọng nói, dáng vẻ vô cùng đẳng cấp. Hắn cũng muốn khiêm tốn lắm nhưng điều kiện không cho phép. Huyết mạch từ đâu ra thế? Ngươi đã trải qua những chuyện gì trong 2 tháng nay? Lại gặp được tạo hóa à? Mọi người chặn Triệu Bân lại, không ngừng huyên thuyên, kỳ lạ thật. Mỗi lần tên này ra ngoài cũng đều mang niềm vui bất ngờ về cho họ nhưng chỉ có lần này là bất ngờ nhất. Về nhà rồi nói. Triệu Bân mỉm cười nói, rồi tiến vào thành. Mọi người ùa theo sau như bầy ong, chỉ chờ nghe Triệu Công Tử kể chuyện. Còn Triệu Công Tử thì đã dệt nên một câu chuyện từ những gì đã nghe và thấy được, hắn kể rất sinh động khiến mọi người ai cũng phải trố mắt, không ngờ Đoạ Tiên Vân Hải lại cất giấu căn nguyên huyết mạch, trùng hợp thế nào lại để ai kia có được. Nói tóm lại, tên này lại phá vỡ một điều cấm kỵ. Còn môn chủ La Sinh Môn, cũng phải nói là người này khá bi ai khi gặp phải tên chuyên gài hàng người khác. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không trách Triệu Công Tử được, là do môn chủ La Sinh Môn tự đưa tới cửa thôi. Tự mình tới cửa, ngã đau ngã đớn. So với trận chiến của Triệu Bân ở Bắc Cương thì có vẻ lần này còn thú vị hơn. Đây là huyết mạch gì? Sau khi kể chuyện xong, Triệu Bân nhìn sang Thương Khung. Mọi người cũng nhìn theo hắn, họ cũng muốn biết. Không biết. Thương Khung tằng hắng, chưa từng nghe qua. Ông ta không biết là đúng rồi, đến cả Thánh Thú Kỳ Lân còn nhìn không ra thì nói gì đến ông ta. Thành Thiên Thu vô cùng náo nhiệt. Mỗi lần Triệu Bân trở về thì nơi này luôn rất náo nhiệt. Tiệc tùng linh đình, mùi rượu bay khắp trốn. Trong tiếng vui cười cũng không thiếu tiếng suýt xoa, tặc lưỡi, suýt xoa là về những gì mà Triệu Công Tử đã trải qua. Tặc lưỡi là bởi vận may của hắn. Bộ phim truyền hình dài 80 tập trong trận soát hồn là trò lừa bịp người đời nhưng những đạo lý mà hắn muốn truyền đạt lại là thật. Nếu như ai kia không phải gặp cơ may thì cũng là sắp gặp cơ duyên. Thời đến không đỡ kịp, hắn không ngầu thì còn ai ngầu nữa. Giữ cô ta ở lại đây sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Đại trưởng lão Ma Gia nhỏ tiếng hỏi, cô ta trong lời của ông ta là đang chỉ môn chủ La Sinh Môn. Cô ta không phải người bình thường. Mà là cao thủ cảnh giới thiên võ chân chính, ngộ nhỡ người này trở lại trạng thái bình thường, ngộ nhỡ cô ta làm loạn trong thành thiên. Thu thì bọn họ sẽ không thể nào khống chế được, những người khác cũng có cùng mối lo như ông ta. Đây là địa bàn của ta. Triệu Bân hạ giọng nói, câu nói mang hàm ý sâu xa. Các trưởng lão không biết nhưng Thương Khung thì lại hiểu rất rõ. Thành Thiên Thu chọn Triệu Bân làm chủ nhân thì hắn đương nhiên sẽ là vua chốn này. Vào thời điểm nhất định, Triệu Bân có thể kích hoạt trận pháp trong thành, có lẽ hắn không đánh lại môn chủ La Sinh Môn lúc đang ở trạng thái đỉnh cao nhưng vẫn có thể ném cô ta ra ngoài, miễn có Triệu Bân trong thành thì không có gì phải sợ. Ai cũng yên tâm, ăn uống thả ga. Cả nhà sum vầy vui vẻ, không khí đầy ấm cúng. Trong lúc đó, Triệu Bân đã nhắc đến Vương Dương, mọi người nghe xong đều chau mày. Họ cảm thấy hơi ngạc nhiên, bất ngờ vì không ngờ thánh tử ma quật vẫn còn sống. Triệu Bân từng nói mình đã chém hắn ta thành cho lúc ở Di Chỉ Ma Vực, bây giờ xem ra tên Vương Dương đến Di Chỉ Ma Vực ngày xưa chỉ là phân thân ma của hắn ta mà thôi. Vậy phải mau tìm ra ma quật thôi. Còn cả ma cung nữa, việc thống nhất 5 mạch chỉ còn thiếu 2 mạch này nữa thôi. Không biết đến lúc nào tiệc mới tan. Triệu Bân quay về núi, lên đỉnh núi bái tế phụ thân. Sau đó là những giây phút thường nhật, hiếm khi hắn về nhà. Cũng hiếm khi kề cận bên người thân, có lẽ vì quãng đường vừa rồi quá mệt mỏi nên Triệu Công Tử rất thích cảm giác này, những người khác cũng không nỡ làm phiền. Hi hi! Trên núi thỉnh thoảng lại có tiếng cười trẻ con vọng ra. Môn chủ La Sinh Môn bé nhỏ ngây thơ và đáng yêu giống như một con tinh linh nhỏ, lon ton chạy đuổi theo con bướm trên bãi cỏ, cả thành chỉ có mỗi nhóc này là sung sướng nhất, cười khúc khích mãi thôi. Môn chủ của các người đã bị bọn ta bắt rồi. Mấy lão già tụ lại dưới gốc cây cổ lệch, Diêm La mặt quỷ đang bị treo bên trên, hắn ta không thèm trả lời mọi người mà chỉ nhìn tất cả bằng ánh mắt hung dữ, môn chủ nhà ta là ai? Là cảnh giới thiên dê chân chính thì sao có thể bị bọn tiểu nhân các người bắt sống được? Lừa ai chứ hả, tương ta đây là đứa trẻ lên 3 thật à? Các trưởng lão vòng tay, cùng cười ha ha. Còn vẻ mặt của Diêm La mặt quỷ thì đặc sắc vô cùng, hai mắt hiện rõ 3 chữ không thể nào. Đường đường là môn chủ La Sinh Môn mà, sao có thể bị bắt sống được? Hắn thật không dám tin. Huyết mạch thay đổi, cải lão hoàn đồng.
các trưởng lão tự giác nói thêm một câu. Câu nói đó của bọn họ giúp Diêm La mặt quỷ dễ chấp nhận sự thật hơn. Trong tổ chức của ngươi còn ai chiến đấu tốt nữa? Mấy trưởng lão tra hỏi rất có trình độ, súng bắn chim đầu đàn thôi, ai hăng máu nhất thì giải quyết kẻ đấy đã. Trước đó là Hắc Bạch Vô Thường, tiếp đến là Thủy Hỏa Phán Quan, sau đó nữa là Diêm La Mặt Quỷ, giờ đến môn chủ La Sinh Môn cũng bị dạy dỗ tới độ ngoan ngoãn, nếu như vẫn còn tên nào dám hó hé thì sẽ là đối tượng được chăm sóc đặc biệt tiếp theo, đợi Triệu Bân ra ngoài lại thì sẽ tiện thể mang về. Mấy ngày sau, đỉnh núi nhà họ Triệu liên tục xuất hiện dị tượng. Đấy là dị tượng của huyết mạch, có dị tượng của Triệu Bân, cũng có của Liễu Tâm Như, cả thành nhìn thấy đều phải suýt xoa, hai vợ chồng nhà này ở bên nhau đúng là không thể yên tĩnh. Nếu so sánh, Triệu Bân càng đáng sợ hơn, không chỉ thực lực mà giờ hắn còn có cả huyết mạch, chỉ nhìn dị tượng thôi cũng biết nhiều đó đủ đè bẹp được thể thiên linh. Vốn định tìm ngươi luyện vài đường nữa chứ. Ma tử nhìn lên ngọn núi nhà họ Triệu, hít một hơi thật sâu. Hắn ta nghĩ thế rồi thôi. Bản thân với ai kia vốn đã không thuộc cùng một đẳng cấp rồi, cuối cùng là hắn ta tìm Tư Không Kiếm Nam thay thế vị trí của Triệu Bân, đánh cho hàng này gào khóc thảm thiết. Huyết mạch gì thế nhỉ? Thương Khung lẩm bẩm, suốt ngày lật mở mấy trang bí văn. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được kết quả, chẳng có chút manh mối nào. Làm gì có Vân U Cốc? Rất nhiều lão tiền bối cũng lẩm bẩm y vậy. Triệu Bân đã nói rồi. Kho báu của môn chủ La Sinh Môn đều cất giấu nơi có tên là Vân U Cốc, nhưng bọn họ lật tìm trên bản đồ đến mấy ngày mà vẫn tìm không ra nơi ấy, đến nghe cũng chưa ai từng nghe qua. Ngày thứ sáu, U Lan đã đến. Lần trước cô ta đến để xem Diêm La Mặt Quỷ. Lần này cô ta đến là để nhìn môn chủ La Sinh Môn, cô ta nhìn chằm chằm cô bé đáng yêu bầu bính, cô ta nhìn rất lâu, nhìn tới mức choáng váng, cô nhóc này là người đứng đầu La Sinh Môn của cô ta sao? Nếu là ngày thường, với cấp bậc của cô ta thì vốn không có tư cách được gặp môn chủ La Sinh Môn đâu. Đêm nay, Triệu Bân đã rời khỏi thành Thiên Thu. Đi cùng với hắn còn có môn chủ La Sinh Môn. Đây là một nhân tố không xác định, lại liên quan đến huyết mạch, bất cứ lúc nào cũng có thể hồi phục thái bình thường, các trưởng lão không thể nào khống chế được cảnh giới thiên võ. Nếu có hắn ở thành Thiên Thu thì còn đỡ, hắn có thể kích hoạt trận pháp trong thành, nhưng nếu hắn không ở đó, vậy sẽ xảy ra chuyện mất, một mình môn chủ La Sinh Môn là đủ càn quét cả thành Thiên Thu rồi. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì đã ở đế đô. Giống như ngày thường, đế đô về đêm rất náo nhiệt, tiếng giao buôn bán vang lên không ngớt, ngoài ra, là tiếng bàn tán về trận chiến có liên quan đến hắn ở Bắc Cương, hắn được truyền tai thành giai thoại. Triệu Bân dừng chân bên ngoài phủ Tử Y Hầu. Đáng tiếc là không có Tử Y Hầu ở nhà, kể từ hôm phủ của mình bị hủy. Lão đã vào hình tháp, đến nay vẫn chưa thấy trở ra, nghe người ngoài đồn chắc là lão đang bế quan để đột phá lên cảnh giới thiên võ. Hắn lại dừng chân bên ngoài phủ đại tế ti. Cổng phủ đóng chặt, từ chối tiếp khách, chẳng ai biết họ đang làm gì, theo Triệu Bân thấy thì nhất định là có điều bất thường, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, không chừng là đang âm mưu gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.